Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1476, tôn trọng sáng tạo kỳ tích. Lý Thự Uyên là quyền chủ tịch tỉnh, hắn tuy kế thừa tất cả những gì của Trử Vận Phong ở Nam Giang thế nhưng dù nói từ phương diện nào cũng kém người tiền nhiệm quá xa. Nhiều người cho rằng Nam Giang sẽ là một trận chiến dữ dội giữa hai người Diệp và Lý. Một người ngồi trên vị trí cao lâu năm thường quen thói nhất ngôn cửu đỉnh, thói quen như vậy được nhiều người ủng hộ, cũng quen được người ta vây quanh. Hơn nữa Lý Thự Uyên tiến lên làm chủ tịch tỉnh Nam Giang, cũng xem như là một con ngựa ô của quan trường trong tỉnh, nhìn từ góc độ này thấy hắn hoàn toàn có tư cách đắc chí, tự cho là đúng, nóng đầu quyết sách. Nhưng hắn lại có biểu hiện nằm ngoài ý muốn của mọi người, khi ai cũng nghĩ rằng chủ tịch Lý sẽ cho ra những hành động táo bạo, lúc này Lý Thự Uyên lại giống như không tồn tại, hắn không nhanh chóng tiến vào đúng vị trí vai trò của mình, không định vị chính xác. Vào hội nghị thường ủy đầu tiên khi Lý Thự Uyên vừa lên chức, hắn có biểu hiện cực kỳ an phận, chỉ nói bốn câu, một là không thể nới lỏng tư tưởng, hai là không thể giảm mức độ công tác, ba là không thể giảm hiệu suất, bốn là không thể giảm tiêu chuẩn. Hy vọng các đồng chí quý trọng thế cục phát triển hiện tại của tỉnh Nam Giang, đứng trên cơ sở bền vững mà không tự mãn, không trì trệ, phát huy khả năng vốn có, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nắm chắc mưu đồ, chủ động công tác, vượt lên tuyến đầu. Những lời có khí phách này nhanh chóng mở màn một thời đại phát triển mới của Lý Thự Uyên ở Nam Giang, cũng làm cho mọi người có ấn tượng rất sâu. Công tác trở thành tính mạng của Lý Thự Uyên, tất nhiên đám người thuộc Ủy ban tỉnh cần phải theo sát sự vận chuyển của hắn. Trọng điểm công tác của Lý Thự Uyên đặt trên phương diện phát triển kinh tế, tập trung tinh thần mưu cầu phát triển, như vậy có thể tạo ra thành tích, dựng lên uy tín lại tránh va chạm với Diệp Thừa Dân. Vương Tử Quân không thể không thừa nhận Lý Thự Uyên có chút tài năng. Lỗ Kính Tu có chút đắc ý với trạng thái hiện tại của mình, vừa rồi hắn kể khổ với Vương Tử Quân chẳng qua chỉ là muốn dùng phương thức này để biểu đạt công lao của mình ngày nào mà thôi. Trưởng phòng Vương, tôi luôn khắc ghi sự quan tâm của ngài, hai ngày trước con tôi đến chơi có đưa đến một bộ thẻ của câu lạc bộ tennis, ngày mai được nghỉ, nếu không thì chúng ta đi vận động một chút. Vương Tử Quân tất nhiên không từ chối những phương thức tiếp cận này của Lỗ Kính Tu, khi hắn chuẩn bị đồng ý thì thấy Trình Viên Lệ bưng vài cái chén đũa đi đến, các vị lãnh đạo, bây giờ cũng không nên chú ý đến chuyện quốc gia đại sự, bây giờ có một bàn thức ăn mong các vị lãnh đạo giải quyết cho. Trình Viên Lệ nói lời vui vẻ làm cho cả đám người Vương Tử Quân đều nở nụ cười. Đoàn người đi đến ngồi xuống bàn ăn, Lý Thừa Sướng mở một chai rượu đỏ ra nói, trưởng phòng Vương, chủ tịch Lỗ. Dựa theo quy củ của Viên Lệ thì lần này chúng ta chủ yếu là ăn, uống rượu dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, thế nên uống ít đi một chút. Tôi ở trong nhà vẫn luôn lắng nghe lời chỉ dạy của đảng, đi sát bên vợ, cho nên xin chỉ thị của hai vị, chúng ta uống chút rượu đỏ nhé. Đám người Vương Tử Quân cũng không có quá nhiều hứng thú với rượu, thế nhưng đàn ông ngồi trên bàn tiệc không có rượu không được, lúc này Lý Thừa Sướng đề xuất như vậy căn bản phù hợp với tâm tư của mọi người. Được. Như vậy chúng ta uống rượu đỏ. Vương Tử Quân cười cười với Lý Thừa Sướng rồi gật đầu đáp lời đầu tiên. Thức ăn ngon, rượu ngon, hơn nữa chủ nhà còn ân cần tiếp đãi, tất nhiên sẽ liên tục vang lên tiếng cười nói. Trình Viên Lệ hôm nay thi thố tài năng, ngoài món chân lợn rừng thì còn có bốn món ăn chủ đạo được đựng trong dĩa lớn. Bầu không khí uống rượu ăn thịt thế này là rất tốt, sau khi Trình Viên Lệ đưa đến một dĩa hoa quả thì giao phòng bếp cho người giúp việc. Bản thân mình cũng gia nhập vào hàng ngũ trò chuyện. 9 giờ rưỡi thì mọi người cũng uống xong hai chai rượu đỏ, khi đang chuẩn bị cáo từ thì lúc này thư ký Tiểu Liễu của Trình Viên Lệ vội vã đi đến nói, Chủ tịch Trình, Giám đốc Hào gọi điện thoại đến nói là có chuyện quan trọng cần báo cáo. Giám đốc Hào của Sở Y tế sao? Trình Viên Lệ cũng uống chút rượu thế nên lúc này cũng có chút men say, lúc này nghe được lời thư ký thì trầm giọng hỏi. Là Giám đốc Hào của Sở Y tế. Tiểu Liễu nói rồi đưa điện thoại vào trong tay Trình Viên Lệ. Vương Tử Quân nghe hai người kia đối thoại với nhau mà trong lòng khẽ động, hắn hầu như nghĩ đến một việc, nhưng hắn chỉ nở nụ cười tự giễu thầm nghĩ, chẳng lẽ sự việc trùng hợp như vậy? Vì sao lại khéo như thế, năm trước không phát sinh, năm nay thế nào lại? Nhưng nguyên nhân này cũng không làm cho Vương Tử Quân an tĩnh lại, hiện tại cùng quá khứ căn bản không quá tương đồng, chẳng những là hắn mà nhiều chuyện đang dần biến đổi khác biệt. Vương Tử Quân thậm chí còn sinh ra một hoài NGS,
đó chính là vị trí hiện tại của mình là thật hay mơ. Rốt cuộc là hắn đang ở vào trong thế giới thực, hay là đi vào một thế giới khác tồn tại song song. Khi trong đầu Vương Tử Quân đang liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ thì Trình Viên Lệ đặt điện thoại xuống, nàng nhìn về phía Vương Tử Quân rồi cười nói, phía sở y tế có chút việc, tôi cần đi xuống xem xét. Anh Lý, anh giúp tôi mời rượu các vị lãnh đạo. Chuyện gì vội vã như vậy? Vương Tử Quân nhìn Trình Viên Lệ rồi trầm giọng hỏi. Nói đến chuyện công tác thì gương mặt Trình Viên Lệ trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Vừa rồi anh Hào của Sở Y tế nói bọn họ nhận được tin tức vài thành phố bên dưới báo cáo có vài người phát sốt khá khác lạ, trải qua chuẩn đoán lâm sàng thì phát hiện sốt do virus. Tuy Trình Viên Lệ chỉ nói vài lời chung chung thế nhưng lại làm cho đầu Vương Tử Quân nổ ầm lên, hắn nghĩ rằng những gì xuất hiện trước kia sẽ vẫn xuất hiện trong này, chỉ là nó xuất hiện muộn hơn một năm mà thôi. Thật sự là đến quá chậm hay có gì đổi khác? Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ như vậy. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói với Trình Viên Lệ, tôi với chị đi xem. Quyết định của Vương Tử Quân có chút đường đột, tuy hắn bây giờ có địa vị và uy danh không tầm thường ở Nam Giang, thế nhưng hắn lại nhúng tay vào công tác của Trình Viên Lệ, hơn nữa còn là một công tác không quá quan trọng, không khỏi làm cho người ta cảm thấy tay hắn duỗi ra quá dài. May mà đám người đều cùng một phái, hơn nữa Trình Viên Lệ cũng biết Vương Tử Quân không phải là người đường đột. Thế cho nên cũng không quá đặt nặng trong lòng. Lỗ Kính Tu nghe nói Vương Tử Quân muốn đi thì cũng chuẩn bị đi theo. Nếu Vương Tử Quân được điều động thì sẽ rời khỏi Nam Giang và tung cánh bay xa. Bây giờ Vương Tử Quân đi đến hiện trường xem xét, hắn cũng không thể ngồi yên được. Nhưng Lỗ Kính Tu còn chưa kịp nói ra thì Vương Tử Quân đã khéo hiểu lòng người cho ra sắp xếp. Chủ tịch Lỗ, hai ngày qua anh công tác nặng nhọc, tiêu hao nhiều sức lực, anh nên về nhà nghỉ ngơi một chút. Tôi chỉ có chút hiếu kỳ mà thôi. Lỗ Kính Tu còn muốn đi thì Vương Tử Quân đã quay sang nói với Đoạn Văn Đống, Cục trưởng Văn Đống, anh phụ trách phương diện hộ tống Chủ tịch Lỗ về nhà. Mặc dù đã quá thời gian tan tầm từ khá lâu thế nhưng lúc này trong văn phòng Sở Y tế vẫn đèn đuốc sáng trưng, liên tục có nhân viên ra vào ngoài cổng, cũng có hơn chục người đang ngồi trên phòng họp tầng 5. Những người này căn bản là chuyên gia y tế ở tỉnh Nam Giang. Cũng có vài người phụ trách Sở Y tế Nam Giang. Người ngồi chính giữa là Giám đốc Hào, lúc này cái đầu hói của hắn vã đầy mồ hôi. Giáo sư Đồng, anh nói xem nếu bệnh dịch kia không được khống chế tốt thì sẽ xuất hiện tình trạng lây lan hay không? Giáo sư Đồng là một người đàn ông mặc tây trang hơn 50 tuổi với mái tóc hoa râm. Mặc dù hắn cảm thấy có chút phiền muộn vì câu hỏi của Giám đốc Hào, thế nhưng hắn vẫn thành thật nói, Giám đốc Hào, tôi cảm thấy tốc độ lây lan của nó là rất nhanh, thế nên chúng ta nên cho ra phương án khẩn cấp, nhanh chóng cho ra chuẩn bị. Chương 1477, một nhiều người đẩy đổ tường. Hào Nhất Phi khẽ gật đầu, hắn là giám đốc Sở Y tế, hắn không tình nguyện nhìn thấy một căn bệnh có thể lây lan nhanh chóng trên địa bàn của mình. Nhưng sự việc đã diễn ra, chỉ có thể tìm ra biện pháp tích cực để ứng phó mà thôi. Vì vậy sau khi xác định sự việc thì hắn nhanh chóng báo cáo cho Phó Chủ tịch nắm công tác vệ sinh y tế là Trình Viên Lệ. Chủ tịch Trình đã đến, chúng ta xuống nghênh đón. Sau khi suy nghĩ cẩn thận xem nên báo cáo thế nào, Hào Nhất Phi trầm giọng nói với mọi người chung quanh. Khi đi xuống dưới lầu thì Hào Nhất Phi nói với giáo sư Đồng, chút nữa tôi sẽ báo cáo với Chủ tịch Trình, anh nên cho ra đề nghị, trước tiên phải nâng mức báo động lên một mức độ nữa. Giáo sư Đồng nhìn vẻ mặt chăm chú của Hào Nhất Phi rồi khẽ gật đầu. Hắn là chuyên gia y tế, hắn tuy cảm thấy loại virus còn chưa biết là gì kia rất phiền toái, bây giờ chỉ có vài người bị lây bệnh, thế nhưng không thể không nâng cao mức báo động. Khi bọn họ đang trò chuyện với nhau thì một chiếc xe Audi chạy đến như bay, khi thấy chiếc xe kia thì đám người Hào Nhất Phi nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Nhưng khi bọn họ thấy Vương Tử Quân đi ra khỏi xe thì vẻ mặt trở nên cực kỳ kinh dị. Trưởng phòng Vương, chào mừng anh đến chỉ đạo công tác của Sở Y tế. Hào Nhất Phi là giám đốc Sở Y tế, tất nhiên hắn biết rõ địa vị của Vương Tử Quân ở trong tỉnh, sau khi giật mình thì nhanh chóng cho ra phản ứng. Vương Tử Quân bắt tay với Hào Nhất Phi rồi khẽ nói, giám đốc Hào, tôi chỉ đi cùng Chủ tịch Trình đến xem thế nào, rốt cuộc là tình huống gì thì anh báo cáo cho Chủ tịch Trình. Vương Tử Quân và Trình Viên Lệ được mọi người vây quanh đi vào trong phòng họp. Hào Nhất Phi vốn đã chuẩn bị xong phương án báo cáo với Trình Viên Lệ,
nhưng bây giờ lại có thêm một Vương Tử Quân ở chỗ này, thế nên có chút căng thẳng. Vì người ngồi kia là trưởng phòng Vương nổi tiếng Nam Giang. Tuy cực kỳ căng thẳng nhưng Hào Nhất Phi vẫn cố gắng bình tĩnh báo cáo sự việc với Trình Viên Lệ, sau đó nháy mắt với giáo sư Đồng. Giáo sư Đồng đã làm tốt công tác chuẩn bị, tuy bây giờ có thêm một vị trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy là Vương Tử Quân đến nghe báo cáo, thế nhưng hắn lại có vẻ bình tĩnh hơn Hào Nhất Phi. Sau khi Trình Viên Lệ nghe lời đề nghị của giáo sư Đồng, vẻ mặt nàng trở nên rất ngưng trọng. Nàng là người chủ quản công tác y tế nhiều năm, căn bản không phải là người thường ở phương diện này. Dựa theo lời đề nghị của giáo sư Đồng, không những cần một khoản lớn tài chính, hơn nữa còn sinh ra nhiều ảnh hưởng. Giáo sư Đồng, lúc này chỉ có vài người bị bệnh, chúng ta đẩy mạnh mức độ báo động và đề phòng có phải là quá cao không? Trình Viên Lệ lên tiếng không nằm ngoài dự đoán của Vương Tử Quân, mặc dù Vương Tử Quân cảm thấy Trình Viên Lệ là một cán bộ rất xứng đáng với chức vụ lãnh đạo, thế nhưng dù sao cũng không có khả năng biết được tất cả. Trình Viên Lệ có thể cho ra những bố trí tốt theo đúng quy định đối với những gì căn bản còn chưa diễn ra thì đã là quá tốt rồi. Hơn nữa khi Trình Viên Lệ xử lý vấn đề còn quan tâm đến những ảnh hưởng sắp phát sinh, để ý đến những hậu quả sẽ phải tiếp nhận. Giáo sư Đồng nhìn thoáng qua Hào Nhất Phi, cảm thấy bội phục sự đa mưu túc trí của giám đốc Hào. Hắn trầm ngâm giây lát chuẩn bị lên tiếng, chợt nghe thấy người bên kia hỏi, giáo sư Đồng, ngài nói bệnh này có tính lây lan rất mạnh sao? Trong phòng họp của Sở Y tế tỉnh Nam Giang, Vương Tử Quân đang hút thuốc, dưới đất phương vãi khá nhiều tàn thuốc. Đối với người ngoài thì Vương Tử Quân là người cực kỳ biết tự hạn chế, cũng không bao giờ xuất hiện tình huống hút thuốc gạt tàn bừa bãi như vậy. Nhưng bây giờ hắn không quan tâm, nó chỉ có một nguyên nhân, chính là tâm ý của hắn có chút hốt hoảng, cũng không quan tâm đến những thứ này. Lúc này phòng họp đang thảo luận phương án khẩn cấp, đầu óc Vương Tử Quân lại giống như muốn nổ tung. Nhìn từ những dấu hiệu trước mắt thì thấy suy đoán của mình là đúng, thế nên hắn không khỏi cảm thấy cực kỳ áp lực. Biết trước tất cả có chỗ tốt của nó, nhưng dù thế nào thì cũng có một quy tắc vận hành riêng biệt. Ví dụ như Sở Y tế tỉnh Nam Giang, phương án đầu tiên bọn họ đưa ra cực kỳ phù hợp với tình hình thực tế, dù sao thì cũng không ai đoán được hướng đi của sự việc là thế nào. Vương Tử Quân là một người có nhiều ký ức về kiếp trước, hắn biết rõ cơ hội thay đổi đã bày ra trước mặt mình, thế nhưng muốn thay đổi nó cũng không dễ dàng như vậy. Vương Tử Quân muốn áp dụng phương thức nghiêm khắc nhất, chính là khống chế tất cả trước khi nó chưa kịp bộc phát. Hắn tin tưởng chỉ cần chặn tất cả các nguồn gây bệnh và truyền nhiễm bệnh, như vậy sẽ giảm bớt tổn thất. Nhưng rất nhiều chuyện căn bản không dễ làm như vậy, mỗi quyết định cần phải suy tính cho thật kỹ và sâu sắc, vì nó còn liên quan đến nhiều phương diện. Nếu chỉ đi theo phương thức hữu hiệu nhất, như vậy sẽ ảnh hưởng đến kinh tế và đời sống của nhiều người trong tỉnh. Nếu áp dụng các phương án này sau khi sự việc phát sinh, không những không có người nói gì, ngược lại còn làm cho người ta cảm thấy anh là người quyết đoán. Nhưng bây giờ tất cả còn chưa phát sinh, khi mà người ta cảm thấy sự việc mới đi đến mức độ đáng uy hiếp mà cho ra quyết định này thì có chút đột ngột. Hơn nữa Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, cũng không phải là chủ tịch tỉnh, cho dù sự việc diễn ra cũng không liên quan đến hắn. Lúc này phương án bo bo giữ mình là sáng suốt nhất, nhưng lúc này hắn lại không làm được như vậy. Đáp án tất nhiên là không thể. Nhưng nếu phổ biến theo tâm tư của mình, như vậy sẽ có sự tương quan trách nhiệm của mình trong sự kiện này. Vương Tử Quân không sợ trách nhiệm, nhưng nói như thế nào để làm cho Diệp Thừa Dân và Lý Thừa Uyên thực hiện theo phương án của mình. Đây là vấn đề phức tạp nhất vào lúc này. Con người trọng sinh cũng không thể thay đổi được quy luật, bọn họ có thể biết được tương lai là gì thế nhưng không thể nào cản lại được. Trưởng phòng Vương, anh hút thuốc như vậy cũng không hay. Trình Viên Lệ đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Trình Viên Lệ là một người lớn tuổi hơn, có thể coi là chị, nàng nghĩ mình có nhiều ưu thế quá tốt trong kết giao với Vương Tử Quân. Ví dụ như lúc này, Vương Tử Quân hút thuốc khá nhiều, người khác không thể tiến lên nói gì, nhưng nàng lên tiếng lại rất tự nhiên. Sau khi kết thúc nói chuyện với Hào Nhất Phi, Trình Viên Lệ quan sát Vương Tử Quân, biểu hiện của Vương Tử Quân làm cho nàng kinh ngạc, đây là làm sao? Chương 1477, 2, nhiều người đẩy đổ tường. Sự việc diễn tiến nằm trong phạm vi quản lý của Trình Viên Lệ, nếu như người khác nhúng tay vào thì nàng sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng Vương Tử Quân thì lại khác,
vì nàng tin tưởng vào hắn. Nhưng hôm nay Trình Viên Lệ lại giật mình phát hiện Vương Tử Quân như bé xé ra to, những lời vừa rồi của hắn làm cho nàng cực kỳ khó hiểu. Trưởng phòng Vương không phải là một người thích náo động làm việc không suy nghĩ, thế nhưng bây giờ có thái độ khác thường, là sao vậy? Mặc dù đây là một căn bệnh có thể lây lan mạnh, thế nhưng mới chỉ vài người mắc bệnh mà thôi, cần gióng trống khua chiêng như vậy sao? Trưởng phòng Vương có phải đang sợ bóng sợ gió ở sự kiện này rồi? Trình Viên Lệ biết rõ Vương Tử Quân rời khỏi Nam Giang sẽ có một con đường lớn thênh thang đang chờ đón, vì vậy nàng cũng không mong Vương Tử Quân sẽ xảy ra vấn đề vào lúc quan trọng này. Nếu như lời đề nghị của Vương Tử Quân không được chấp hành, như vậy sẽ phát sinh nhiều tình huống chê cười và tranh chấp. Tôi hút một điếu này nữa rồi thôi. Vương Tử Quân nhìn Trình Viên Lệ rồi đưa điếu thuốc trong tay lên nói. Trưởng phòng, Giám đốc Hào đang dựa theo lời đề nghị của ngài để cho ra phương án khẩn cấp, lúc này cũng đã muộn, chúng tôi về trước, khi bọn họ cho ra phương án thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu. Mặc dù Trình Viên Lệ cũng hiểu lời đề xuất của Vương Tử Quân rất nghiêm khắc, thế nhưng uy tín của Vương Tử Quân ở Nam Giang là quá rõ ràng, thế nên cuối cùng Sở Y tế vẫn phải cho ra phương án theo đúng lời đề nghị của Vương Tử Quân. Tuy nụ cười của Trình Viên Lệ rất ôn hòa thế nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm nhận được có chút không hiểu rõ. Hắn rất muốn thuyết phục Trình Viên Lệ, thế nhưng nghĩ một chút lại cảm thấy mình quá thiếu lý do. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói, chị Trình, chuyện này tôi cần sự ủng hộ của chị. Trình Viên Lệ nhìn biểu hiện cực kỳ trịnh trọng của Vương Tử Quân, trong đầu khẽ động. Trong ấn tượng của nàng thì dù đối mặt với một người cường thế như Trử Vận Phong hay cáo già như Diệp Thừa Dân thì Vương Tử Quân vẫn luôn có biểu hiện mây trôi nước chảy, vẻ mặt ngưng trọng như hôm nay căn bản là lần đầu nàng thấy được. Tuy gương mặt người đàn ông này làm cho người ta sinh ra cảm giác đẹp trai thanh tú, thế nhưng Trình Viên Lệ vẫn thấy trong đó có chút bình thản và cương quyết. Nàng trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng khẳng định nói, trưởng phòng Vương, tất nhiên tôi sẽ giúp đỡ ngài. Vương Tử Quân nở nụ cười, vừa rồi hắn nhìn vào và cảm thấy Trình Viên Lệ có chút do dự, biểu hiện này không làm cho hắn bất ngờ. Nếu như hắn không phải là người trọng sinh, nếu như hắn không biết rõ tình thế phát triển quá nghiêm trọng, biết đâu hắn sẽ là người không đồng ý với quan điểm của mình vào lúc này. Sự thật là như vậy. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân cần có được sự giúp đỡ của Trình Viên Lệ, còn sau này sự thật sẽ chứng minh tất cả. Vương Tử Quân ngồi xe đi về nhà. Hắn lật qua lật lại và cảm thấy khó thể ngủ được. Hắn không phải do dự xem mình có nên làm như vậy hay không, hắn chỉ sợ lực lượng của mình không thể thông qua biện pháp phòng ngừa kia. Dù sao thì nhìn từ trạng thái hiện tại cũng thấy phương án của mình có chút quá mức. Có phải là có việc gì không? Mạc Tiểu Bắc nhìn bộ dạng bực bội bất an của Vương Tử Quân thì ân cần hỏi han. Mạc Tiểu Bắc không thể không quan tâm đến biểu hiện của Vương Tử Quân. Trong ấn tượng của nàng thì chồng mình là người núi đè xuống đầu cũng không thay đổi nét mặt, thế nhưng bây giờ lại trằn trọc không ngủ được, đây là làm sao vậy? Vương Tử Quân kéo Mạc Tiểu Bắc vào lòng rồi dùng giọng lo lắng nói, có một việc anh không nắm chắc, thế nhưng lại không thể không làm, thế nên cảm thấy khó ngủ. Vấn đề nghiêm trọng lắm sao? Mạc Tiểu Bắc dựa đầu lên vai Vương Tử Quân rồi dịu dàng hỏi. Vương Tử Quân gật đầu nói, à, vấn đề rất nghiêm trọng. Hơn nữa hành động của anh lại có chút ngốc nghếch đối với người ngoài. Kết quả có chính xác không? Tuyệt đối chính xác. Vậy thì được rồi, anh chỉ nên đi làm, sự thật sẽ chứng minh tất cả, không cần phải lo nghĩ được mất, em tin tưởng anh. Lời nói của Mạc Tiểu Bắc chính là an ủi lớn lao với Vương Tử Quân, hắn ôm Mạc Tiểu Bắc vào lòng rồi thì thào, em nói đúng, anh nên cố gắng làm hết sức là được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vì buổi tối mất ngủ thế nên hôm nay một người đi làm việc cực kỳ đúng giờ như Vương Tử Quân lại muộn nửa giờ, điều này không khỏi làm cho Du Giang Vĩ chờ bên ngoài và cảm thấy buồn bực, rốt cuộc trưởng phòng Vương bị sao vậy? Du Giang Vĩ là thư ký, không phải chỉ chờ hơn chục phút, dù là chờ cả ngày cũng không là vấn đề. Nhưng lúc này hắn cảm thấy có chút kỳ quái, vì trưởng phòng Vương không phải là một người đi trễ như vậy. Trên đường đi Du Giang Vĩ luôn quan sát Vương Tử Quân. Hắn cảm thấy lãnh đạo của mình vẫn ung dung bình tĩnh như ngày thường, thế là thả lỏng hơn một chút. Đối với hắn thì phục vụ trưởng phòng Vương chính là phương diện quan trọng nhất, chỉ cần làm tốt những thứ này là được, những thứ khác căn bản không quan trọng như vậy. Giang Vĩ, cậu có tính toán gì không?
Vương Tử Quân thấy Du Giang Vĩ nhìn mình thì cười hỏi. Du Giang Vĩ có chút sững sờ, sau đó cảm thấy rất vui vẻ. Tuy hắn biết trước khi rời đi thì trưởng phòng Vương nhất định sẽ sắp xếp cho mình, thế nhưng bây giờ sự việc tiến đến lại làm hắn cảm thấy kích động. Du Giang Vĩ suy nghĩ giây lát rồi chân thành nói, trưởng phòng, lý tưởng của tôi tất nhiên là muốn cùng đi với ngài. Du Giang Vĩ nói những lời này thật sự không phải nói cho hay, hắn thật sự tình nguyện đi theo Vương Tử Quân. Trong quan trường thì quyền lực do nhiều người hợp lực đẩy lên, ai có thể bảo chứng sau này Du Giang Vĩ hắn phát triển không xuất hiện sai lầm. Nếu như hắn xuất hiện sai lầm, như vậy nếu có mặt Vương Tử Quân, lãnh đạo nhất định sẽ vung tay đỡ cho mình, thế là đường cong cũng uốn thành thẳng, ngược lại nếu như không có trưởng phòng Vương, không ai dìu dắt hắn. Như vậy đám người chung quanh sẽ nhân cơ hội mà đẩy đổ tường. Làm thư ký rất mệt mỏi nhưng cũng không thể không thừa nhận Du Giang Vĩ công tác bên cạnh Vương Tử Quân chính là một con đường tắt để phát triển nhanh chóng trong quan trường. Hơn nữa con người thường có tình cảm, hai bên ở bên cạnh nhau lâu ngày thì cảm tình sẽ được bồi đắp đầy thêm. Tuy Du Giang Vĩ tin tưởng mình đi theo làm tùy tùng nhiều năm thì vẫn có địa vị trong lòng trưởng phòng Vương, thế nhưng hắn vẫn cố gắng làm cho vị trí của mình cứng như đá, càng thêm kiên cố. Vương Tử Quân cười cười, hắn hiểu rõ về hướng đi của mình, nhưng khả năng đưa Du Giang Vĩ đi cùng nhận chức là quá nhỏ. Dù sao thì lúc này tuyến trên đã có văn kiện điều động, hắn chỉ có thể đi một mình mà thôi. Giang Vĩ, cậu nên rèn luyện thêm, không nên cứ mãi ở bên cạnh tôi, cậu chỉ có thể buông tay công tác mới xem như được rèn luyện. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Du Giang Vĩ rồi nói tiếp, hai ngày tới chủ tịch Đồ của thành phố Ngân Bằng sẽ đến. Cậu thay tôi tiếp đãi anh ấy nhiều một chút. Du Giang Vĩ chợt sững sờ, sau đó lại rất vui mừng, vì hắn biết rõ sắp xếp của mình trên cơ bản đã được quyết định. Chương 1478 Một lá che mắt không thấy Thái Sơn, hai tai nhét giấy không nghe sấm sét. Triệu Thành Vân đi vào trong phòng làm việc của Lý Thừa Uyên thu dọn bàn trà, lúc này mới phát hiện vẻ mặt Lý Thừa Uyên có chút không đúng. Lý Thừa Uyên đang cầm một báo cáo trong tay, vẻ mặt nghiêm túc. Hai tay liên tục gõ lên mặt bàn. Những khi Lý Thừa Uyên nổi giận giống như tất cả đều tập trung vào hai tay, âm thanh gõ vào mặt bàn càng trầm thì càng phẫn nộ. Lúc này Triệu Thành Vân cảm thấy âm thanh mà Chủ tịch Lý đang gõ xuống mặt bàn còn trầm thấp hơn cả khi Trử Ngôn Huy gặp chuyện không may. Vừa rồi Chủ tịch Trình Viên Lệ đi đến, có phải đã có chuyện gì làm cho Chủ tịch Lý nổi giận rồi không? Triệu Thành Vân nghĩ như vậy mà cảm thấy nó có gì đó không đúng. Chưa nói đến khí độ của Chủ tịch Lý, hắn cảm thấy Chủ tịch Trình Viên Lệ là một người phụ nữ thủ đoạn cao siêu, chưa nói đến phương diện sẽ đỏ mặt cứng rắn với Chủ tịch Lý, xưa nay chưa từng nghe nói Chủ tịch Trình Viên Lệ nổi nóng vỗ bàn với ai bao giờ. Nhưng nếu như không phải là Chủ tịch Trình thì là ai? Cậu gọi điện thoại cho Giám đốc Sở Y tế Hảo Nhất Phi, để cho anh ấy đến đây một chuyến. Lý Thừa Uyên đứng lên đi qua đi lại vài vòng rồi lên tiếng phân phó. Triệu Thành Vân lúc này cũng không dám chậm trễ, hắn đồng ý một tiếng, sau đó bắt đầu gọi điện thoại cho Hào Nhất Phi. Khi Hào Nhất Phi nhận được điện thoại của Triệu Thành Vân thì còn cười nói vui vẻ, nhưng khi hắn nhận được chỉ thị của Lý Thừa Uyên từ trong miệng Triệu Thành Vân, tiếng cười lại trở nên có chút xấu hổ. Triệu Thành Vân nghĩ đến biểu hiện của Hào Nhất Phi thì cũng cảm thấy có chút ớn lạnh, hắn thầm nghĩ chẳng lẽ quan trường Nam Giang đã bình tĩnh hơn nửa năm lại có rung chuyển nữa sao? Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Triệu Thành Vân, hắn có chút bất an. Đối với hắn thì dù quan trường Nam Giang có rung chuyển thế nào cũng không có lựa chọn gì khác, hắn là thư ký cho Lý Thừa Uyên, hắn phải đi theo từng bước của Chủ tịch Lý Thừa Uyên. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Triệu Thành Vân ngẩng đầu lên, sau đó vội vàng đứng lên, chào trưởng phòng Vương. Triệu Thành Vân căn bản có nhận thức rất sâu với Vương Tử Quân. Mặc dù bây giờ Vương Tử Quân chỉ là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy nhưng uy vọng ở Nam Giang lại có xu thế mạnh mẽ vượt qua cả Chủ tịch Lý. Mặc dù tin đồn Vương Tử Quân sẽ rời khỏi Nam Giang từ trạng thái lạnh biến thành huyên náo, thế nhưng dù thế nào thì có một sự thật khó thể thay đổi, đó là người này chỉ cần ở lại Nam Giang một ngày, cho dù người khác có bản lĩnh ngút trời cũng không dám làm loạn. Vương Tử Quân cười cười nói với Triệu Thành Vân, Chủ tịch có trong phòng không? Chủ tịch đang xem văn kiện, vì trong phòng làm việc của Lý Thừa Uyên cũng không có người nào thế cho nên Triệu Thành Vân cũng không giấu Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn chợt nói,
vậy làm phiền cậu vào xem Chủ tịch Lý có thời gian rảnh hay không, tôi có chuyện cần liên hệ với anh ấy. Triệu Thành Vân rót một ly trà cho Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng cẩn thận nói, trưởng phòng Vương, ngài chờ chút, tôi sẽ đi vào báo cáo. Triệu Thành Vân đi vào phòng làm việc của Lý Thừa Uyên và đi ra chỉ một phút, thế nhưng khi hắn đi vào lại phòng làm việc của mình thì trong đầu luôn lóe lên gương mặt âm trầm của Chủ tịch Lý. Đây là làm sao vậy? Triệu Thành Vân nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, cảm thấy không có gì làm cho Chủ tịch Lý mất hứng. Lúc này Vương Tử Quân đến chơi lại giống như làm cho sự phẫn nộ của Chủ tịch Lý tiến lên đỉnh điểm. Trưởng phòng Vương, Chủ tịch mời anh vào. Đi từ phòng làm việc của Triệu Thành Vân đến phòng của Lý Thừa Uyên chỉ là vài bước chân, khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng thì Lý Thừa Uyên đã tươi cười tiến lên chào đón, vừa thấy mặt đã nói, trưởng phòng Vương, hoan nghênh, tôi vừa để Thành Vân rửa sạch dụng cụ pha trà, thế là bây giờ lại được đón tiếp khách quý. Chủ tịch Lý, xem ra hôm nay tôi là người có lộc ăn. Vương Tử Quân bắt tay Lý Thừa Uyên, sau đó hắn ngồi xuống đối diện với Lý Thừa Uyên. Hai người nói vài câu buôn chuyện, Triệu Thành Vân nhanh chóng rời khỏi phòng, Lý Thừa Uyên là người nói đầu tiên, trưởng phòng Tử Quân, vài ngày trước tôi đã để Thành Vân đưa văn kiện sắp xếp phát triển kinh tế Nam Giang đến cho anh, chính là muốn mời anh hỗ trợ xem những ý kiến đó là như thế nào. Trưởng phòng Vương là người sáng tạo ra kỳ tích phát triển của thành phố La Nam, anh là nhà chuyên nghiệp phát triển kinh tế, anh có ý kiến gì với phương diện phát triển kinh tế Nam Giang thì cũng đừng nên che giấu. Lý Thừa Uyên nở nụ cười sáng lạn, lời nói cũng cực kỳ khách khí, thế nhưng Vương Tử Quân nghe thấy vậy mà không khỏi nhíu mày. Rất nhiều chuyện cũng không cần nói rõ ra, có câu nghe tiếng nhạc biết lời bài hát, đây chính là một phương diện cực kỳ phổ biến trong quan trường. Lý Thừa Uyên lấy ra một phần tài liệu sắp xếp phát triển kinh tế để yêu cầu Triệu Thành Vân đưa đến cho mình, nhưng khi đó cũng không nói mình cho ra vài lời đề nghị nào cả, bây giờ đối phương nhắc đến điều này. Tất nhiên đang đặt phương diện phát triển kinh tế của Nam Giang lên trên hết. Đây cũng chính là Lý Thừa Uyên đang tỏ thái độ, vì kinh tế Nam Giang mà Lý Thừa Uyên có thể cho ra vài thỏa hiệp, thế nhưng dù là bất cứ chuyện gì cũng phải căn cứ vào đại cục phát triển kinh tế Nam Giang. Nếu như phục tùng đại cục phát triển kinh tế, như vậy thì phương án của Sở Y tế là quá tốn kém, không thực tế, rất khó được Lý Thừa Uyên thông qua. Lúc này Lý Thừa Uyên chủ động nhắc đến sự quan trọng của phương diện phát triển kinh tế, chính là đề tỉnh Vương Tử Quân một câu, cũng không muốn vạch mặt lẫn nhau. Nếu là chuyện khác, nếu như kết quả của nó không phải là quá khủng khiếp, Vương Tử Quân sẽ không cần níu kéo Lý Thừa Uyên. Nhưng sự việc này quá quan trọng, Vương Tử Quân căn bản cũng đã do dự khá lâu, lúc này hắn đã cho ra quyết tâm. Chưa nói đến phương diện Lý Thừa Uyên mở lời cực kỳ ẩn giấu. Cho dù Lý Thừa Uyên có nói thẳng thì hắn vẫn phải xử lý cho xong. Chủ tịch Lý, ngài đẩy mạnh và chú trọng phát triển kinh tế Nam Giang, đặc biệt đề cao phương diện khoa học kỹ thuật và công nghệ, chuyển biến ý nghĩ phát triển kinh tế từ lượng sang chất, quả thật là một thang thuốc mạnh và cực kỳ đúng đắn với tình hình phát triển kinh tế trước mắt ở Nam Giang. Vương Tử Quân thầm nghĩ đến văn kiện của Lý Thừa Uyên, hắn mở lời tán thưởng từ tận đáy lòng. Vương Tử Quân nói một câu tán thưởng như vậy cũng không phải nịnh hót Lý Thừa Uyên, vì hắn cảm thấy văn kiện kia của Chủ tịch Lý căn bản có quá nhiều điểm đáng khen. Ha ha ha, trưởng phòng Tử Quân cũng không nên tán thưởng tôi quá cao như vậy, kinh tế Nam Giang phát triển như thế nào là kết quả đoàn kết công tác của cả tập thể ủy ban tỉnh, hơn nữa trong đó còn có nhiều ý nghĩ trọng tâm do Bí Thư Diệp nói ra. Tôi chuẩn bị dùng thời gian từ 3 đến 5 năm để thực hiện những ý nghĩ này. Nhìn từ tình huống trước mắt thì rõ ràng là gánh nặng đường xa. Chương 1478 2, lá che mắt không thấy Thái Sơn, hai tai nhét giấy không nghe sấm sét. Lý Thừa Uyên nói rồi đứng lên khỏi ghế salon, đứng cao nhìn xa mới thấp sự chênh lệch, lúc này cả bước đang phát triển như tàu cao tốc, các tỉnh thành anh em láng giềng đang cố gắng vượt mặt lẫn nhau, thị trường thay đổi chóng vánh, cơ hội trôi qua quá nhanh. Nếu như chúng ta cứ áp dụng lề thói suy nghĩ kiểu cũ, vận dụng khuôn mẫu, không dám đảm đương, sợ trách nhiệm, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển. Vì vậy chúng ta cần phải cho ra một lý niệm mới, đó là Nam Giang cần phải cho ra khí phách của mình, có gan tự khiên chiến với mình, đánh vỡ tất cả tập quán cổ lỗ sĩ không hợp lý, đảm đương với những chuyện đại sự, nói được làm được, bàn chân bước đi sinh ra gió bão, liên tục đẩy mạnh công tác.
Cũng chỉ như vậy thì tỉnh Nam Giang mới có thể tiến lên nhanh hơn, làm tốt công tác của mình, tranh thủ vị trí đứng đầu. Vương Tử Quân nghe những lời tuyên ngôn hăng hái của Lý Thừa Uyên mà thật sự cảm động. Nói một cách khách quan thì Lý Thừa Uyên thật sự đã suy tư rất nhiều vì sự phát triển của tỉnh Nam Giang, nói chung đây là lý niệm trong văn kiện, mục tiêu cao hơn một bậc, biện pháp nặng hơn một bậc, phát triển cao hơn một bậc của Lý Thừa Uyên. Lý Thừa Uyên nói như vậy một lần nữa khẳng định tất cả vì mục tiêu phát triển kinh tế với Vương Tử Quân, bây giờ tình hình phát triển kinh tế quá khẩn cấp, kinh tế Nam Giang là vinh dự không phải của riêng Lý Thừa Uyên, còn liên quan đến địa vị của Nam Giang trong nước, điều này thật sự rất đáng tin. Vương Tử Quân uống một ngụm trà và cảm thấy rất đắng, nhưng hắn nhất định phải làm tốt điều này, nếu như không thu phục được Lý Thừa Uyên, hắn lấy cái gì để đi thu phục Diệp Thừa Dân. Trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, Vương Tử Quân trầm giọng nói, Chủ tịch Lý, tôi thật sự ủng hộ lời nói của ngài, chúng ta cần phải có dũng khí chặt đứt cổ tay với yêu cầu của tình hình phát triển kinh tế thời đại mới của Nam Giang. Chúng ta không nên dựa dẫm, phải can đảm xông lên, có gan sáng tạo sự nghiệp, gấp rút đẩy mạnh phát triển. Nhưng này Chủ tịch Lý, mặc dù chú trọng phát triển kinh tế thế nhưng cũng không nương tay với những phương diện khác. Hoàn cảnh phát triển kinh tế ưu việt sẽ là điều kiện tiên quyết để đẩy nhanh phát triển kinh tế, mà hoàn cảnh đó không những chỉ là sự giúp đỡ từ chính sách, còn liên quan đến cuộc sống và y tế. Vương Tử Quân nói đến đây làm cho hai chân mày của Lý Thừa Uyên khẽ nhíu lại, hắn bình tĩnh nói ra những lời vừa rồi chủ yếu muốn nhắc nhở Vương Tử Quân nhìn vào đại cục, không ngờ mình nói rát miệng mà như đàn gảy tai trâu, Vương Tử Quân vẫn níu kéo không tha. Tuy bây giờ Lý Thừa Uyên cảm thấy sự kiện mà Sở Y tế báo cáo lên trên cực kỳ đáng chú ý, thế nhưng nếu cho ra động tĩnh quá lớn, chẳng lẽ không biết như vậy sẽ gây ra ảnh hưởng cực kỳ xấu cho sự phát triển Nam Giang. Lúc này Lý Thừa Uyên thiếu chút nữa thì nổi trận lôi đình, hắn nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, oán hận thầm nghĩ có phải anh cố ý đối nghịch với tôi? Anh làm vậy để làm gì? Anh đúng là quá thiển cận, tư tưởng quá hẹp, bị lá cây che mắt núi Thái Sơn. Nhưng Lý Thừa Uyên cũng không phải là người bình thường, hắn nhanh chóng khống chế tâm tình của mình, sau đó nở nụ cười bình tĩnh nói, à, trưởng phòng Tử Quân nói đúng, quan điểm của anh cũng không phải không có lý. Năm xưa tôi cũng từng nắm công tác văn hóa giáo dục và vệ sinh, tôi cũng không xa lạ gì phương diện này. Vì vậy ý kiến của tôi là chúng ta không nên qua loa chủ quan ở phương diện này, cũng không nên sợ bóng sợ gió, chính mình dọa mình. Tôi vẫn chú trọng câu nói cũ. Đó là phát triển kinh tế mới là đạo lý cứng, nhưng cũng không thể thiếu hoàn cảnh ổn định, anh thấy thế nào? Lý Thừa Uyên chính là Lý Thừa Uyên, nếu muốn nói vài ba câu mà thuyết phục được thì căn bản không đơn giản. Vương Tử Quân nhìn gương mặt nghiêm túc của Lý Thừa Uyên, trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, lại nghĩ đến tính toán của mình trước khi đến. Nói thật thì Vương Tử Quân cũng không muốn đi đến mức làm ồn ào lên với Lý Thừa Uyên, nhưng sự việc như vậy hắn còn đường lui sao? Hắn không còn đường lui nữa rồi, tuy hắn không thể nói ra lý do của mình, thế nhưng hắn cần phải kiên trì vì khả năng thay đổi kết quả của mình. Chủ tịch Lý, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ngài, nhưng lợi ích của quần chúng không phải là nhỏ, tôi cảm thấy có đôi khi chúng ta cần phải suy xét cho đầy đủ, kết hợp cả hai bề. Hơn nữa nếu đẩy mạnh công tác y tế phòng dịch và phát triển kinh tế sẽ càng tăng thêm sức mạnh, cũng không phải không thể phát triển kinh tế. Vương Tử Quân nói đến đây thì nghiêm trang cho ra lời đề nghị, nếu như hai người chúng ta không ai thuyết phục được ai, tôi cảm thấy cần cho nhiều đồng chí ở Nam Giang cùng thảo luận. Vẻ mặt Lý Thừa Uyên chợt biến đổi, tuy Vương Tử Quân nói rất huyền chuyển nhưng ý nghĩa là quá rõ ràng, sao hắn không hiểu cho được. Cảm giác tức giận chợt bành trướng, Lý Thừa Uyên thiếu chút nữa thì đứng thẳng người lên. Nhưng một khi liên quan đến hội nghị thường ủy thì Lý Thừa Uyên cảm thấy mình khó thể thắng được. Vương Tử Quân có được sự giúp đỡ quá cao trong hội nghị thường ủy, hắn khó thể nào so sánh được. Hơn nữa lúc này thái độ của Diệp Thừa Dân quá mập mờ, Lý Thừa Uyên lại chỉ cần một chữ ổn. Bản thân Lý Thừa Uyên cần một chữ ổn. Lý Thừa Uyên hít vào một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói, trưởng phòng Tử Quân, anh nhắc đến những điều này làm tôi thấy nên suy xét, nhưng tôi có quá nhiều việc cần làm, tinh lực cũng chỉ có hạn, anh nếu cảm thấy nó quan trọng như vậy. Tôi chỉ sợ mình quá bận rộn không thể nào nắm chặt được. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Lý Thừa Uyên và hiểu tính toán đó là gì. Sau khi phát hiện không làm gì hơn được thì Lý Thừa Uyên chọn phương diện thỏa hiệp,
nhưng thỏa hiệp lại có điều kiện. Điều kiện của Lý Thự Uyên chính là tôi không làm, anh nói nó quan trọng, tôi đồng ý với anh, nhưng bản thân anh phải là người phụ trách công tác này, nếu tương lai có vấn đề thì anh phải là người gánh chịu. Vương Tử Quân cũng không nổi giận vì trò đưa đẩy của Lý Thự Uyên. Người ta luôn coi mình là trung tâm, cho dù anh có bình tâm tĩnh khí thế nào khi có chuyện nguy hiểm thì bản năng đầu tiên cũng là bảo vệ tốt chính mình. Hơn nữa lúc này Lý Thự Uyên nóng lòng muốn cho ra thành tích, còn chưa tu luyện đến mức đắc đạo. Lý Thự Uyên đã nhìn thấy làm kết quả gánh chịu trách nhiệm khi thực hiện phương án kia, thế là hắn cần phải vững vàng để không cho ra bất kỳ sai lầm nào trước hội nghị thường ủy. Dưới tình huống không cản tay được Vương Tử Quân, mình nên vứt bỏ nó đi, không quan tâm, điều này là quá bình thường. Vương Tử Quân cười cười nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói, cứ xử lý theo ý kiến của Chủ tịch Lý. Hai người nói hết chuyện chính, sau khi uống vài ngụm trà lại nói sang vài việc vặt. Lý Thự Uyên nói với Vương Tử Quân rằng Trử Vận Phong sống ở thủ đô rất tốt, thượng cấp thừa nhận năng lực của Chủ tịch Trử, giao cho lãnh đạo không ít nhiệm vụ. Vương Tử Quân biết rõ năng lực của Trử Vận Phong, sau khi nghe nói Trử Vận Phong được ủy thác trách nhiệm thì cũng rất vui vẻ. Hai người hẹn nhau có thời gian rảnh sẽ đi gặp mặt lãnh đạo, sau đó Vương Tử Quân đứng lên cáo từ. Lý Thự Uyên thấy Vương Tử Quân chuẩn bị rời đi, khi tiến chân ra khỏi cửa thì nói, trưởng phòng Tử Quân, bây giờ tôi cần một chữ ổn, thế nhưng anh càng cần ổn hơn cả tôi. Chương 1479, một sóng gió nổi lên mới biết trời cao mây nhạt. Vương Tử Quân có chút sững sốt, tuy vừa rồi hắn nói chuyện với Lý Thự Uyên thiếu chút cương quyết, thế nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận Lý Thự Uyên nói những lời này ngược lại suy xét trên thái độ của mình. Lý Thự Uyên nói đúng, bây giờ trước khi tổ chức bầu cử trong Hội đồng Nhân dân thì người này cần bảo trì sự ổn định của mình, nhưng Vương Tử Quân cảm thấy không phải như vậy. Lúc này thượng cấp cơ bản đã xác định hướng đi của mình, việc cấp bách hắn cần làm là phải vững vàng trên vị trí hiện tại, chỉ chờ khi chính mình rời khỏi Nam Giang thì thắng lợi sẽ nằm trên tay của hắn. Nhưng Vương Tử Quân có thể vì ngồi vững mà không làm được sao? Hắn xem xét nặng nhẹ, trong lòng cảm thấy rất khổ sở. Mặc dù hắn rất muốn làm từng bước, thế nhưng lương tâm lại không cho phép hắn làm như vậy. Chủ tịch Thự Uyên, hy vọng sau này tôi có thể thường xuyên đến chỗ ngài uống trà. Vương Tử Quân xoay người lại nhìn thật sâu vào Lý Thự Uyên, có chút cảm động. Lý Thự Uyên đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rời đi, trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn lúc này liên tục suy nghĩ là vì sao Vương Tử Quân lại làm như vậy, hắn nghĩ một lúc lâu mà không cho ra được lời giải nào. Hắn quay lại phòng làm việc, cầm báo cáo của Trình Viên Lệ lên chăm chú xem xét, khi đọc lại lần thứ hai thì mất kiên nhẫn vứt tài liệu này sang một bên. Lý Thự Uyên hít vào một hơi rồi lẩm bẩm, sợ bóng sợ gió, làm sao lại có người không ổn định như vậy. Tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Thành Vân đến báo cáo, Chủ tịch Lý, Giám đốc Sở Y tế Hảo Nhất Phi đến rồi. Cậu cho anh ta về đi, tôi tạm thời còn phải tham gia một hội nghị. Sau này nếu có thời gian sẽ cho gọi anh ấy đến. Lý Thự Uyên cảm thấy không cần phải gặp mặt Hào Nhất Phi, thế là hắn khoát tay áo nói. Triệu Thành Vân cảm thấy không được tự nhiên, chính mình gọi điện thoại mời Hào Nhất Phi đến, bây giờ chủ tịch lại lên tiếng đuổi đi. Nghĩ đến bộ dạng mệt mỏi vã đầy mồ hôi của Hào Nhất Phi khi chạy đến phòng làm việc của mình, Triệu Thành Vân cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nhưng chủ tịch Lý đã nói như vậy, hắn cũng không còn biện pháp nào khác. Triệu Thành Vân nghe giọng nói và nhìn gương mặt Chủ tịch Lý Thự Uyên, hắn mẫn cảm ý thức được có chuyện gì lớn đang xảy ra. Còn chuyện lớn đó là gì, hắn căn bản còn chưa hiểu rõ ràng cho lắm. Hắn thấy Lý Thự Uyên là người cực kỳ tỉnh táo, dù là chuyện gì xảy ra thì cũng có thể che giấu cảm xúc. Vừa rồi trưởng phòng Vương đến báo cáo công tác làm cho Chủ tịch Lý trở nên nôn nóng, điều này ít nhất cũng nói rõ vì sự việc hiện tại mà lãnh đạo đang cảm thấy tâm phiền ý loạn. Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Lý Thự Uyên, tảng đá trong lòng rơi xuống hơn phân nửa. Hắn có thể thuyết phục được Lý Thự Uyên, như vậy xem như dịch chuyển được một phần khối nham thạch. Nhưng sự việc còn chưa thể lạc quan, còn có một ngọn núi lớn khó thể dung chuyển là Diệp Thừa Dân. Vương Tử Quân vẫn còn có chút e sợ ở phương diện tâm lý với Diệp Thừa Dân, tuy hắn cảm thấy đối phương thiếu quyết đoán, thế nhưng người này cực kỳ xứng đáng với chức vụ bí thư tỉnh ủy Nam Giang. Nhìn vào lực khống chế của Diệp Thừa Dân ở Nam Giang, có thể thấy đây là một cán bộ lãnh đạo có uy phong không nhỏ.
Người này ở trên vị trí cao nhất trong quan trường Nam Giang, có thể nhét phần lớn quyền lực vào trong tay mình, đây chính là một thể hiện của phương diện mưu sâu kế cao. Khi Vương Tử Quân đi vào phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, lúc này thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy vừa mới nhận chức là Trịnh Thanh Tuyền đang báo cáo công tác trong phòng. Trịnh Thanh Tuyền là một người được phái đến từ cơ quan trung ương, nghe nói trước kia từng làm việc với bí thư Diệp Thừa Dân. Trịnh Thanh Tuyền hơn 40 tuổi, nếu nhìn vào vị trí hiện tại thì cũng thấy đây là cán bộ trẻ, nhưng người này trẻ tuổi không thể so sánh được với Vương Tử Quân. Vì Vương Tử Quân căn bản công tác ở khối tổ chức nên không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Trịnh Thanh Tuyền. Trưởng phòng Tử Quân đến đấy à, mời anh ngồi. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì Diệp Thừa Dân nhanh chóng đi ra khỏi bàn làm việc của mình, sau đó cùng ngồi xuống ghế salon với Vương Tử Quân. Trịnh Thanh Tuyền đứng bên cạnh khẽ gật đầu rồi dùng ánh mắt dò xét nhìn Vương Tử Quân. Mặc dù hắn là người xếp sau Vương Tử Quân trong danh sách thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng dù sao hai bên cũng là thường ủy tỉnh ủy, nhìn vào lại thấy bí thư Diệp quá dung túng với Vương Tử Quân. Sau khi Trịnh Thanh Tuyền đi vào tỉnh Nam Giang thì không có quá nhiều tiếp xúc với Vương Tử Quân, nhưng hai tai hắn đã được rót đầy những đánh giá về người này, năng lực công tác cực kỳ mạnh mẽ, mức độ nhạy cảm và lực lĩnh ngộ quá cao vời, không phải là người bình thường có thể so sánh được. Người như vậy nên được thượng cấp phá lệ trọng dụng và đề bạt. Hắn thấy Vương Tử Quân nổi tiếng nhất chính là còn quá trẻ, ngoài ra cũng không có gì xuất sắc hơn người. Tất nhiên Trịnh Thanh Tuyền căn bản chôn sâu cảm giác khinh thường Vương Tử Quân vào tận đáy lòng, chưa từng biểu hiện cho bất kỳ người nào. Dù sao thì người đã lên đến vị trí hiện tại thì cũng không ai ngu. Bí thư Diệp, tôi có vài phần công tác cần báo cáo với ngài. Vương Tử Quân nhận lấy ly trà từ tay của Khuất Chấn Hưng, sau đó hắn nói với Diệp Thừa Dân. Vương Tử Quân đi thẳng vào vấn đề làm cho Trịnh Thanh Tuyền như đứng đống lửa ngồi đống than, không có biện pháp tiếp tục ở lại. Vì vậy hắn đứng lên nói với Diệp Thừa Dân, bí thư Diệp, tôi còn có chút việc cần đi trước. Trịnh Thanh Tuyền nói xong thì khẽ gật đầu với Vương Tử Quân. Sau khi ra khỏi cửa thì Trịnh Thanh Tuyền nói với Khuất Chấn Hưng đang đi phía sau lưng mình, Chấn Hưng, trưởng phòng Vương này thật sự quá kiêu ngạo rồi. Khuất Chấn Hưng căn bản cực kỳ nể mặt Trịnh Thanh Tuyền. Chỉ cần người kia nói ra lời nào thì hắn cũng cười vui vẻ trả lời, nhưng lúc này Trịnh Thanh Tuyền lại cảm thấy quá bất ngờ, Khuất Chấn Hưng giống như không nghe thấy lời nói của mình, không có chút phản ứng nào, chỉ lầm lũi đi về phía trước. Biểu hiện của Khuất Chấn Hưng làm cho Trịnh Thanh Tuyền cảm thấy rất không thoải mái, lại có thêm vài phần ghen ghét với một Vương Tử Quân có thể làm cho bí thư Diệp đi ra khỏi bàn làm việc để tiếp đón. Vương Tử Quân căn bản không thèm chú ý đến chút ý nghĩ này của Trịnh Thanh Tuyền. Tất cả tâm tư của hắn đều đặt lên người Diệp Thừa Dân. Dù sao thì Diệp Thừa Dân cũng là người đứng đầu tỉnh Nam Giang, rất nhiều chuyện trong tỉnh cần được bí thư Diệp xử lý. Diệp Thừa Dân xem xét cẩn thận báo cáo của Sở Y tế, sau đó khẽ nhíu mày. Lão là một người từng trải qua nhiều cương vị lãnh đạo, lão nhìn qua có thể thấy ý nghĩa của nó là như thế nào. Vương Tử Quân trầm mặc một lúc rồi mới đứng lên nói, Tử Quân, có vài người phát bệnh. Chúng ta hoàn toàn có thể chọn lựa biện pháp nghiêm khắc nhất để phòng ngừa, nhưng như thế này giống như động can qua, có hơi quá thì phải. Chương 1479, 2, sóng gió nổi lên mới biết trời cao mây nhạt. Phản ứng của Diệp Thừa Dân căn bản không nằm ngoài dự đoán của Vương Tử Quân, không chỉ nói Diệp Thừa Dân, chính bản thân hắn nếu như không phải là người sống lại thì cũng khó thể nào cho ra quyết định tùy tiện như vậy. Cho dù có người đưa phần tài liệu này ra trước mắt hắn. Tất nhiên hắn cũng thấy đây là xé bé ra to, dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ, nó có liên quan đến tương lai phát triển của tỉnh Nam Giang. Vương Tử Quân vừa nghĩ như vậy vừa trầm giọng nói, Bí thư Diệp, phương án này được tôi đề xuất và Sở Y tế khởi thảo báo cáo, tôi từng nói chuyện với chuyên gia y tế, bây giờ là thời kỳ thích hợp cho sự truyền bá của virus, nếu như không chọn lựa biện pháp quyết đoán, một khi phát dịch sẽ rất khó khống chế. Diệp Thừa Dân chợt nhíu mày. Lão biết Vương Tử Quân nói năng đều rất đúng mực, lời nói của chuyên gia mặc dù rất có lý, thế nhưng anh lại mở miệng rào đón cả chuyên gia vào đây, không phải giống như đã lấy ra một cái kính lúp soi chúng sự kiện dịch bệnh kia sao? Anh nếu ồn ào với đám chuyên gia thì căn bản giống như tạo ra một sự kiện giật gân. Diệp Thừa Dân nghĩ như vậy mà cảm thấy không vui, lão nhìn Vương Tử Quân rồi một lúc lâu sau mới nói tỉnh ủy chúng ta thông qua chuyện này chỉ là một phương diện, phía thượng cấp còn cần phải liên hệ.
có nên xem xét tình thế rồi nói sau không? Trước tiên quan sát một chút, rõ ràng là một cách làm cực kỳ ổn thỏa. Vương Tử Quân biết rõ lựa chọn bây giờ của Diệp Thừa Dân căn bản là không bao giờ sinh ra sai lầm, nhưng thời gian không chờ đợi con người, nếu chờ đợi thì thời cơ sẽ bay qua, đến khi sự việc có kết quả thì khó thể nào tu bổ được. Vương Tử Quân thấy Diệp Thừa Dân căn bản không mấy quan tâm thì cũng có chút nôn nóng, hắn tiến thêm một bước để thuyết phục, Bí Thư Diệp, tôi cũng đã tiến hành liên hệ với Chủ tịch Lý, Chủ tịch Lý đã đồng ý với phương án này, hơn nữa còn đề cử tôi phải phụ trách về chuyện này. À, vẻ mặt Diệp Thừa Dân chợt biến đổi, lão không nói thêm điều gì. Vương Tử Quân nói đến mức độ này thì trên cơ bản đã hạ quyết tâm, mà Vương Tử Quân còn nói Lý Thừa Uyên đề cử chính mình phụ trách sự kiện này, không khỏi làm cho lão sinh ra cảm giác khiếp sợ và có chút thoải mái. Vương Tử Quân phụ trách sự việc này, đây chính là phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tuy Diệp Thừa Dân có không ít ý nghĩ đổi mới đối với Vương Tử Quân, thế nhưng lão cũng không muốn đắc tội với người này. Nếu anh đã muốn nhận lấy cực cây ết, như vậy đừng nên trách tôi không nhắc nhở anh. Nếu Sở Y tế cho rằng phương án này cực kỳ cần thiết, như vậy tôi sẽ đồng ý với phương án khẩn cấp này. Trưởng phòng Tử Quân, anh đến đảm nhiệm vị trí tổ trưởng tổ công tác, phải lập tức bắt tay ngay vào hai chuyện, thứ nhất là liên hệ với thượng cấp, lập tức đăng báo, nhận được sự ủng hộ và phối hợp của bọn họ, bất cứ lúc nào cũng phải bảo trì sự liên lạc với đơn vị thượng cấp, thứ hai chính là dự phòng virus, nhất định không nên có ý nghĩ ôm đồm may mắn, cần cực kỳ chú ý, nghiêm túc và nghiêm khắc phòng chống. Vương Tử Quân thở dài một hơi, hắn biết rõ chuyện này rốt cuộc xem như thành công, còn về phía thượng cấp, hắn phải tự mình đi liên hệ, thật sự không nhịn được phải nhờ đến sự giúp đỡ của Lâm Trạch Viễn. Vương Tử Quân tuy rất thân cận với Lâm Trạch Viễn, thế nhưng hắn cũng rất ít khi nhờ Lâm Trạch Viễn giúp đỡ chuyện của mình. Nhiều chuyện hắn có thể tự mình giải quyết được thì căn bản không muốn làm phiền Lâm Trạch Viễn. Diệp Thừa Dân nhìn gương mặt thoải mái của Vương Tử Quân mà sinh ra hoài nghi, cuối cùng lão vẫn bấm một số điện thoại. Sau khi vài tiếng chuông vang lên, phía bên kia truyền đến giọng nói bình thản, chào Bí Thư Diệp. Anh Mộ, bây giờ anh đang bận rộn gì vậy? Diệp Thừa Dân thân mật hỏi người ở đầu dây bên kia. Còn bận rộn gì nữa? Vẫn là những công tác bình thường mà thôi. Bây giờ mọi người căn bản có yêu cầu ngày càng cao với dược phẩm, tôi đang chuẩn bị liên hệ với vài xí nghiệp dược phẩm, tranh thủ yêu cầu bọn họ giảm giá xuống một chút. Anh Mộ nói đến đây thì dùng giọng có chút nịnh nọt nói, những gì tôi đang bận rộn cũng không dám so sánh với Bí Thư Diệp. Ôi, anh Mộ, anh cũng đừng nói lời tâng bốc với tôi, anh đang mang trên người chuyện quốc gia đại sự liên quan đến hàng ngàn vạn hộ dân, giải quyết những chuyện như vậy căn bản là để tiếng thiên thu. Diệp Thừa Dân nói như vậy căn bản tỏ ra thân cận với anh Mộ, hai người lại hàn huyên vài việc vặt, sau đó Diệp Thừa Dân nói vào chính đề, anh Mộ. Sở Y tế của chúng tôi mới đưa lên một văn kiện, tôi cần anh giúp đỡ một chút, có lẽ các anh bên kia cũng đã nhận được báo cáo. Anh Mộ bên kia nghe xong lời giới thiệu tình huống của Diệp Thừa Dân thì trầm mặc một lúc rồi nói, chúng tôi thật sự là lần đầu tiên nghe thấy loại virus thế này, có lẽ nên cho ra phương án phòng chống trọng điểm, nhưng có phải các anh lựa chọn biện pháp quá mức rồi không? Có tình huống thế nào thì cứ cho ra biện pháp tương ứng là được, hoàn toàn thực hiện theo đúng thông lệ. Diệp Thừa Dân khẽ gật đầu không nói gì nữa, sau đó cúp điện thoại. Lúc này trong đầu lão chủ yếu nghĩ xem phải làm sao để Vương Tử Quân phải cố gắng huy động nhân vật lực vì chuyện này. Cuối cùng cũng là cán bộ trẻ, tự cho là làm thành vài chuyện thì lâng lâng cả người, quên hết tất cả, với tình huống hiện tại thì căn bản là không thực tế, nhưng tôi cứ để anh đối địch với nhiều người, không cần quá quan tâm. Trưởng phòng Vương, đáng lý ra tôi phải là người làm tổ trưởng tổ lãnh đạo mới đúng, ngài cướp đi như vậy thì tôi cũng không muốn. Trình Viên Lệ ngồi đối diện với Vương Tử Quân, nàng mỉm cười nhưng thái độ lại cực kỳ kiên quyết. Mọi người phần lớn cho rằng đứng sau lưng đâm dao là cực kỳ đáng sợ, thế nhưng thực tế còn có thứ đáng sợ hơn, chính là cố gắng đề cao người khác, xem đó là thiên tài, không gì không làm được, làm gì cũng xong. Vương Tử Quân được đưa lên làm tổ trưởng. Là người phụ trách cụ thể phương án của Sở Y tế, căn bản là có người muốn đứng bắn sau lưng. Trình Viên Lệ cố gắng kiên trì, Vương Tử Quân cảm thấy nhất định đang suy xét từ phương diện thiện ý. Phương án như vậy là quá nguy hiểm, cho dù Vương Tử Quân là người sống lại thì cũng không dám bảo đảm sự việc sẽ phát sinh theo đúng với quá khứ.
Sau khi đi vào thế giới này thì có rất nhiều thứ biến đổi, không ít chuyện chạy lệch với quỹ tích cũ, ví dụ như sự kiện đáng lý xảy ra vào năm trước thì bây giờ mới phát sinh, có vài sự việc xảy ra sau đó lại đến sớm hơn. Lúc này Vương Tử Quân thầm nghĩ sự việc thay đổi quỹ tích có thể tiếp tục nghiêm trọng giống như kiếp trước hay không. Hắn thật sự không nắm chắc, bây giờ hắn sở dĩ mở trận sẵn sàng nghênh đón chỉ vì muốn an tâm hơn mà thôi. Ngay sau đó Vương Tử Quân gióng trống khua chiêng thực hiện phương án phòng dịch, dù là một quá trình dài hay ngắn thì cũng sẽ ảnh hưởng đến khí thế phát triển hừng hực của Nam Giang vào lúc này. Chủ tịch Lý đang cố gắng đẩy mạnh phát triển kinh tế, kèm theo đó là những phương án và kế hoạch cụ thể, nếu phương án phòng dịch được áp dụng thì sẽ là một cản trở không nhỏ, kết quả sẽ là gì? Chẳng lẽ là một mối họa trong kiếp sống chính trị của Vương Tử Quân? Không ai lường trước được hậu quả của nó. Chương 1480, chỉ cần không thẹn lương tâm. Chủ tịch Trình, lần này tôi không thể nghe theo lời của chị, tôi cần phải giữ danh dự của mình, nếu như tôi không phải là tổ trưởng, chỉ sợ sẽ không thông qua được. Vương Tử Quân vừa cười ha hả vừa nói với Trình Viên Lệ. Trình Viên Lệ nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, nàng biết rõ hắn nói những lời này cũng không phải đùa. Chính mình bây giờ tuy cũng là thường ủy tỉnh ủy, hơn nữa còn là một phó chủ tịch được phân công quản lý văn hóa giáo dục và y tế, nhưng nếu sự việc rơi lên người mình, chỉ sợ sẽ không được lãnh đạo thông qua. Đừng nói là Diệp Thừa Dân, Trình Viên Lệ cũng chưa chắc thông qua được Lý Thừa Uyên, vì vừa rồi nàng thấy gương mặt của chủ tịch Lý giống như có thể vặn ra nước. Nhưng càng như vậy thì càng nói rõ sự việc lần này là quá nguy hiểm. Trưởng phòng Tử Quân, nếu không thì thế này, anh đảm nhiệm vị trí tổ trưởng danh dự. Tôi sẽ là người chấp hành thực tế. Trình Viên Lệ dùng giọng chân thành nói. Vương Tử Quân lắc đầu từ chối ý tốt của Trình Viên Lệ, hắn cũng không chờ cho nàng tiếp tục khuyên nhủ mà trầm giọng nói. Chủ tịch Trình, bây giờ phương án được thông qua là kết cục đã định. Việc cấp bách của chúng ta hiện tại chính là suy xét tất cả cho đúng chỗ, cho ra mưu đồ từ sớm, trước tiên nên hỏa tốc chấp hành phương án phòng dịch. Trình Viên Lệ nhìn gương mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân. Nàng lên tiếng, trưởng phòng Tử Quân yên tâm, tôi nhất định sẽ chứng thực tốt chuyện này, sẽ điều động nhân viên của Ủy ban tỉnh và Sở Y tế thành lập tổ giám sát, đốc thúc các thành phố trong tỉnh triển khai mở rộng phương án phòng dịch. À, thế này, rút ra 10 người từ văn phòng tỉnh ủy tạo nên tổ công tác, còn phương diện quản lý tổ lãnh đạo, nếu điều tra được địa phương nào làm qua loa cho xong chuyện, cán bộ dưới cấp cục sẽ bị miễn chức tại chỗ. Sự việc giống như dữ liệu của Vương Tử Quân. Phương án của Sở Y tế được Hội nghị Thường ủy tỉnh ủy thông qua, hắn làm tổ trưởng tổ công tác, ngay sau đó phương án được triển khai mở rộng. Tuy Vương Tử Quân là lãnh đạo tổ công tác thế nhưng phương diện triển khai mở rộng phòng dịch lại do Trình Viên Lệ và Giám đốc Sở Y tế Hào Nhất Phi ra tay xử lý. Vương Tử Quân chọn ra 10 cán bộ trẻ tuổi khôn khéo có khả năng của phòng tổ chức, lấy Chỉ Hoa Trục làm tổ trưởng để chính thức tham gia công tác giám sát. Vương Tử Quân làm tổ trưởng cũng không phụ trách nhiệm vụ gì cụ thể thế nhưng lại tập trung tất cả tinh lực vào phương diện này, hắn cực kỳ chú ý đến tiến độ công tác hàng ngày. Nhìn từ phương diện tổng thể thì Trình Viên Lệ làm phó tổ trưởng thường vụ cực kỳ xứng đáng, vì nàng là trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy, lợi dụng đầy đủ ưu thế của công tác tuyên truyền. Lúc này báo chí và truyền hình bắt đầu tiến hành tuyên truyền về sự nguy hại của loại virus mới và các phương án phòng chống. Dưới sự kiên trì của Vương Tử Quân, các công tác phòng chống dịch được tiến hành công khai trong suốt, có sự phòng sự khủng hoảng của dân chúng, đồng thời có tác dụng không nhỏ với phương diện tin tưởng của nhân dân. Nhìn vào báo cáo của Sở Y tế thì thấy nhân dân các thành phố cũng rất chú tâm xem xét. 5 giờ chiều, dù Giang Vĩ khẽ đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn đặt tất cả những tư liệu báo cáo công tác lên bàn làm việc của trưởng phòng Vương, sau đó khẽ nói, trưởng phòng Vương. Trải qua công tác thống kê, hôm nay các thành phố có thêm 10 ca bệnh, giảm xuống 4 người so với ngày hôm qua, đồng thời còn có 326 người được cách ly. Vương Tử Quân nhìn vào bản báo cáo mà không khỏi nở nụ cười, từ khi bắt đầu công tác phòng chống dịch đến bây giờ thì số ca bệnh ở tỉnh Nam Giang liên tục giảm xuống, thậm chí đã 3 ngày qua thành phố Ô Phổ còn chưa xuất hiện ca bệnh nào mới. Đây là một điểm báo rất tốt. Vương Tử Quân đang lúc vui vẻ thì thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Du Giang Vĩ. Vương Tử Quân luôn rất khoan dung với Du Giang Vĩ, hắn thấy bộ dạng của đối phương như vậy thì nở nụ cười trêu chọc, có gì thì cậu cứ nói, đừng lề mề ở đấy làm gì.
Du Giang Vĩ do dự một chút rồi nói, trưởng phòng Vương, gần đây tôi nghe được vài lời nói không hay, nói ngài huy động nhân lực vật lực như vậy là chuyện bé xé ra to. Chuyện bé xé ra to sao? Vương Tử Quân thầm nhíu mày, hắn căn bản đã có chuẩn bị tâm lý đối với những lời nói như thế này. Còn có người nói ngài rõ ràng đang muốn lấy lòng người, điên khùng muốn lập chiến tích, căn bản không quan tâm đến phương diện các đồng chí của mình chết hay sống, làm cho người ta mệt chết đi được. Du Giang Vĩ tuy không muốn nói ra những lời như vậy, thế nhưng chuyện này có bất kỳ tin tức gì đều phải được báo cáo chi tiết cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn đã rơi lên văn kiện. Du Giang Vĩ cũng không nói thêm đến đề tài này, dù sao thì công tác chủ yếu của hắn chính là phản ánh tất cả tình huống cho Vương Tử Quân, phải dùng tốc độ nhanh nhất để báo cáo. Trưởng phòng Vương, tối nay ngài có bận rộn gì không? Sau khi rời khỏi phòng của Vương Tử Quân thì Du Giang Vĩ không khỏi mở miệng hỏi. Không có chuyện gì, tôi sẽ về nhà dùng cơm. Vương Tử Quân nói rất đơn giản nhưng thực tế cũng không được về nhà dùng cơm. Sau khi Du Giang Vĩ đưa hắn về biệt thự số 7 khu nhà thường ủy tỉnh ủy, hắn nhanh chóng leo lên chiếc xe Nissan Bluebird của Mạc Tiểu Bắc chạy ra khỏi nhà. Hai ngày trước Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi đi về thủ đô thăm hỏi sức khỏe của Mạc Lão Gia Tử. Vương Tử Quân cũng chuẩn bị cùng đi, thế nhưng bây giờ công tác phòng chống dịch đang được triển khai tích cực, hắn không thể nào để cho một mình Trình Viên Lệ gánh chịu đại cục, thế cho nên phải ở lại. Sáng sớm hôm nay Vương Tử Quân đột nhiên nhận được tin nhắn của Lâm Dĩnh Nhi, chiều nay máy bay sẽ đến. Tâm tình của Vương Tử Quân rất phức tạp, con người là một động vật kỳ quái, trước kia khi hắn có quan hệ tốt với nàng, trong giấc mộng của hắn chưa từng có nàng xuất hiện. Khoảng thời gian gần đây Lâm Dĩnh Nhi luôn đến thăm giấc mộng của hắn, không khỏi làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Sau khi Mạc Tiểu Bắc đưa Tiểu Bảo Nhi đi, đã vài ngày Vương Tử Quân chưa được nếm mùi thịt, thế nên hắn sợ mình vừa gặp mặt Lâm Dĩnh Nhi thì đã bị lạc lối. Vương Tử Quân dừng xe ở bãi đậu xe, hắn chuẩn bị xuống xe. Tuy lần này hắn đến sớm nhưng trên đường quá đông xe cộ qua lại thế cho nên cũng mất khá nhiều thời gian. Khi hắn chuẩn bị đẩy cửa xe thì đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, thế là vung tay cầm lấy một cái kính râm. Nhưng khi Vương Tử Quân quay đầu nhìn thấy một cặp tình nhân đi ra khỏi chiếc xe bên cạnh, hắn nhanh chóng có phản ứng. Hắn cười cười, sau đó buông kính râm, lấy ra một chiếc khẩu trang đeo lên mặt. Vương Tử Quân nhìn đám người chung quanh có hơn 80% đang đeo khẩu trang, hắn chợt sinh ra một cảm giác được giải thoát. Hắn là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Nam Giang. Tỷ lệ bị người ta phát hiện ra bên ngoài căn bản không cao như Diệp Thừa Dân và Lý Thừa Uyên, thế nhưng số người biết mặt hắn ở Nam Giang cũng không phải ít. Quen biết khắp thiên hạ có đôi khi làm anh khó thể nào tìm được chỗ trốn, nhưng bây giờ mọi người đều phải đeo khẩu trang, rõ ràng là ném cho hắn một cơ hội để che giấu gương mặt của mình. Nhưng tâm tình thoải mái của Vương Tử Quân cũng không duy trì được lâu, khi có một nhóm người xuống máy bay đi ra. Vì mọi người đeo khẩu trang nên hắn cũng khó thể nào nhận ra đâu là Lâm Dĩnh Nhi. Tuy hắn căn bản đã cực kỳ quen thuộc Lâm Dĩnh Nhi, thế nhưng dưới tình huống này hắn khó thể nào nhận ra được Lâm Dĩnh Nhi trong thời gian ngắn được. Tiểu Lệ, bên này, khi Vương Tử Quân đang cảm thấy cực kỳ bức bối thì một tên thanh niên đeo khẩu trang tiến lên nghênh đón một cô gái đeo khẩu trang, hai người ôm nhau một cái rất thân mật, thế nhưng hai bên lại nhanh chóng phân ra giống như bị điện giật. Cô không phải Tiểu Lệ sao? Tên thanh niên lúng túng xin lỗi, cũng may cô gái kia lấy khẩu trang xuống, sau đó nở nụ cười rộng lượng, tôi là Tiểu Lệ, thế nhưng rõ ràng là ngài nhận lầm người. Khi thấy cô gái kia tha thứ như vậy thì tên thanh niên liên tục nói lời cảm tạ, thế nhưng phiền toái nhanh chóng kéo đến. Tiểu Lệ, em nghe anh giải thích, vừa rồi là anh nhận lầm người, em không nên trách anh, em nhìn xem có quá nhiều người đeo khẩu trang. Tên thanh niên vừa đi vừa dùng giọng chú ý xin lỗi bạn gái. Nhưng cô gái Tiểu Lệ thật sự lại không chịu buông tha, anh nhận lầm người sao? Sao anh không lầm một bà cô nào khác mà lại là một cô gái trẻ đẹp như vậy? Hừ, tôi thấy anh cảm thấy người ta xinh đẹp thế nên có ý nghĩ muốn làm quen. Oan uổng mà, anh thật sự rất oan uổng. Thành phố Đông Hồng các anh cũng thật là, đây là trò gì vậy? Tất cả các thành phố trong tỉnh Nam Giang đều phải đeo khẩu trang khi xuống máy bay, cái gì mà là dịch bệnh, căn bản không có cái quái gì cả. Các địa phương khác căn bản không ai quản chuyện này, thế nhưng tỉnh các anh lại giữ khư khư như sắp mất vàng.
Giọng nói của cô gái lại truyền vào trong tai Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghe được giọng nói của cô gái mà có chút sững sờ, nhưng đúng lúc này một cánh tay mềm mại đã dang rộng ôm chặt lấy hắn. Chương 1481 một khi ánh dạng đông sáng chói lóa lại xuất hiện chuyển biến đột ngột. Nói thật ra thì Vương Tử Quân cũng không phải là người lăng nhăng hoa bướm, hơn nữa vị trí của hắn cũng không dám đưa những chuyện này lên mặt bàn, hắn cần phải cố kỵ sức ảnh hưởng của nó. Mỗi lần nghĩ đến câu nói một người nếu không quản được đúng quần của mình thì sao làm tốt việc quản cả thiên hạ thì hắn đều sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Có một lần Trương Thiên Tâm tìm Vương Tử Quân uống rượu, hai người uống rượu chưa đủ độ, lúc này Trương Thiên Tâm lại mở miệng truyền cho Vương Tử Quân một lý niệm mới, đó là phương diện lăng nhăng hoa bướm của đàn ông là khác biệt. Ví dụ như hai người bọn họ, đối với Trương Thiên Tâm thì một cô gái như dép lê trong nhà khách, thích đi thì đi thích đổi thì đổi. Thậm chí có ngày đi vài loại khác nhau, muốn đi đôi nào phải xem tâm tình của hắn là như thế nào, còn có muốn tiếp tục giữ lại nữa hay không. Nhưng đối với Vương Tử Quân thì một cô gái tốt như một ngọn gió mát, một phong cảnh đẹp, luôn làm cho người ta lưu luyến. Đặc biệt là đối với những người phụ nữ có yêu cầu cao, bản thân giống như một vùng đất tươi tốt, nếu rơi vào trạng thái khô nước cần mưa móc, ngẫu nhiên có một cơn mưa sẽ làm cho mảnh đất càng thêm phì nhiêu. Ngược lại nếu như một mảnh đất thường xuyên khô hạn, như vậy rất có thể sẽ hóa đá, nhìn từ góc độ này thì Vương Tử Quân rõ ràng là ánh mặt trời, là mưa móc. Hơn nữa một cô gái tốt cũng phải cần đàn ông, giống như một mảnh đất tốt nhất định phải trồng một loại hoa màu, không phải củ lạc thì phải là củ cải, không phải bông vải thì là táo hồng, tóm lại không nên để hoang vu, vì hoang vu sẽ là hoang phí tài nguyên. Những lời ngụy biện của Trương Thiên Tâm không khỏi làm cho Vương Tử Quân há hốc mồm. Thế nhưng nghe như vậy hắn lại cảm thấy tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Nếu như nói Tần Hồng Cẩm là một ly rượu mạnh, thậm chí là luôn tràn đầy, luôn làm cho người ta bùng phát tình cảm nồng cháy, như vậy thì Lâm Dĩnh Nhi là một đóa hoa nho nhỏ luôn tỏa hương, luôn xuất hiện vào đúng lúc mà Vương Tử Quân đang cảm thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Người phụ nữ này giống như một giọt nước long lanh no đủ, giống như một trái chín trên cành, cực kỳ hấp dẫn hắn, cực kỳ dụ hoặc. Vương Tử Quân vừa tự an ủi mình vừa ôm lấy người đang ở trong lòng, hắn khẽ vỗ lên tay của nàng, Dĩnh Nhi, đây là nơi công chúng, đừng làm như vậy được không? Em muốn ôm anh một cái mà thôi, nhìn anh kìa, đúng là sợ đến mức mặt không còn giọt máu. Lâm Dĩnh Nhi đeo khẩu trang có họa tiết phim hoạt hình dùng ánh mắt cực kỳ ai oán nhìn Vương Tử Quân, trong mắt bùng cháy một khát vọng mãnh liệt. Nàng khẽ nhún mũi bàn chan. Sau đó ghé vào lỗ tai của hắn rồi nói một câu, ôm em một cái đi. Vương Tử Quân có chút do dự, hắn nhìn chung quanh theo bản năng, sau đó duỗi hai tay của mình ra khẽ ôm lấy vai của Lâm Dĩnh Nhi. Lúc này Lâm Dĩnh Nhi dán mặt lên người hắn, khẽ nói một câu bên tai hắn, anh đúng là người làm cho người ta sinh ra những cảm giác cực kỳ khác biệt, em nhớ anh chết đi được. Anh đưa em đi tìm món ngon gì đó nhé. Vương Tử Quân khẽ an ủi Lâm Dĩnh Nhi. Sau đó thuận tiện lấy tay của nàng ra khỏi người mình. Lâm Dĩnh Nhi làm núng gãi lên lòng bàn tay của hắn, sau đó nở nụ cười đắc ý. Hai người lên xe, Vương Tử Quân vừa cởi khẩu trang thì Lâm Dĩnh Nhi đã nhào vào trong lòng. Hắn vừa ôm lấy Lâm Dĩnh Nhi vừa hỏi, sao em không đưa con đến? Lâm Dĩnh Nhi trừng mắt nhìn Vương Tử Quân, sau đó nàng cả giận nói, anh chỉ nghĩ đến con của mình, lại ném mẹ của nó lên 9 tầng mây rồi. Vương Tử Quân bị Lâm Dĩnh Nhi trách móc một phen, hắn cảm thấy rất áy náy, thế là vỗ vỗ nàng vài cái, cũng không nói thêm điều gì. Được rồi, anh cũng đừng giận, em chỉ muốn trêu chọc anh một chút mà thôi. Em biết rõ bây giờ anh là người thân bất do kỷ, anh yên tâm, em sẽ chăm sóc tiểu thụ nha thật tốt. Lâm Dĩnh Nhi biết mình chạm vào nỗi đau của Vương Tử Quân, nàng tranh thủ thời gian an ủi hắn. Lần này Lâm Dĩnh Nhi đến Nam Giang cũng muốn đưa tiểu thụ nha đi cùng, thế nhưng Lâm phu nhân lại kiên quyết phản đối. Lúc này người có vị trí cao nhất ở Lâm gia đã chuyển sang cô bé tiểu thụ nha, tuy tiểu tử kia vừa mới biết đi thế nhưng đã thành công ở phương diện chiếm lấy vị trí được mọi người sủng ái nhất trong nhà. Mẹ nói bây giờ không nên đến Nam Giang, hình như có loại dịch gì đó đang bùng phát rất mạnh, người lớn còn có thể chống đỡ được một chút, thế nên tiểu thụ nha phải ở lại thủ đô. Lâm Dĩnh Nhi học bộ dạng của mẹ để lên tiếng, căn bản cũng có 7 phần giống. Vương Tử Quân thật sự cảm thấy tiếc khi không được gặp tiểu thụ nha,
thế nhưng hắn vẫn rất tán thành thái độ và quyết định của mẹ vợ hờ. Trẻ con sức đề kháng kém, nếu con gái đi theo Lâm Dĩnh Nhi, chắc chắn không phải là chuyện gì tốt. Mẹ em nói đúng, nếu lúc này đưa con đến Nam Giang thì căn bản là không thích hợp, vài ngày nữa anh đến thủ đô họp, đến lúc đó sẽ đến thăm con gái. Lâm Dĩnh Nhi nghe nói vài ngày nữa Vương Tử Quân về thủ đô thì hai mắt căn bản lóe lên, nhưng sau đó nàng lại hừ một tiếng nói, lần trước anh cũng tranh thủ thời gian đến gặp em và con, thế nhưng mãi mà không thấy đến. Vương Tử Quân nghĩ đến lần trước mình đến thủ đô mà không khỏi đổ mồ hôi hột, ngày đó hắn vừa đi đến cửa thì phát hiện Lâm Trạch Viễn có mặt ở nhà, không những có mặt Lâm Trạch Viễn, còn có cả vài vị lãnh đạo khác. Như vậy hắn nào dám chui đầu vào? Tử Quân, gần đây tình hình ở Nam Giang thế nào vậy? Không phải chỉ là một loại virus thôi sao? Đáng giá chú ý cao độ như vậy à? Hai ngày trước em có tham gia một hoạt động từ thiện, có không ít người nghị luận về điều này. Nghe nói có nhiều người vốn muốn đến Nam Giang hoạt động, thế nhưng cũng vì sự kiện này mà hủy bỏ. Lâm Dĩnh Nhi cũng không biết Vương Tử Quân là người chủ đạo trong công tác phòng chống dịch ở Nam Giang, thế cho nên mở miệng oán giận nói. Vương Tử Quân không nghe những lời oán trách của Lâm Dĩnh Nhi, chủ yếu là nghe nội dung câu nói trước đó. Tuy Lâm Dĩnh Nhi bây giờ là một biên tập viên ở tòa soạn, thế nhưng vị trí của Lâm Trạch Viễn lại quyết định có vài sự kiện mà nàng không thể không tham gia. Những hoạt động lặt vặt này cũng không phải chỉ có những nhân vật tầm thường đi đến. Phương án hiện tại của tỉnh Nam Giang được chuyên gia cho ra đề xuất, hơn nữa phương diện tính mạng con người là quan trọng nhất. Vương Tử Quân dùng giọng trịnh trọng phản bác làm cho Lâm Dĩnh Nhi cứng họng. Khi nàng chuẩn bị lý luận với Vương Tử Quân, đúng lúc này Vương Tử Quân lại lên tiếng làm cho nàng nuốt lời vào bụng, anh là người phụ trách chủ yếu của công tác lần này. Bầu trời đêm của thành phố Đông Hồng vẫn rất đẹp. Với thân phận hiện tại của Vương Tử Quân, tất nhiên bọn họ sẽ không dám xuất hiện ở những nơi có quá nhiều người. Vì vậy mà hai người bọn họ chọn một nhà hàng nấu những món chiết giang, chọn một phòng ăn, vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Món ăn được dọn lên rất nhanh, hầu như chỉ mất 10 phút thì những món ăn ngon ở tỉnh Chiết Giang đã được dâng lên. Lâm Dĩnh Nhi ăn rất ngon miệng, nàng vừa ăn vừa nói lời tán thưởng với nhân viên phục vụ, nhà hàng này không lớn nhưng món ăn rõ ràng là đệ nhất. Tốc độ làm thức ăn lại rất nhanh, nếu cứ thế này thì không thể không phát tài. Cảm ơn ngài đã khích lệ nhà hàng, bây giờ trong tỉnh đang chú trọng công tác vệ sinh phòng dịch, nhân tâm không ổn, thế nên tất cả các cơ sở kinh doanh duy trì được 1/3 thực khách như ngày thường đã là rất tốt rồi. Chương 1481-2, khi ánh dạng đông sáng chói lóa lại xuất hiện chuyển biến đột ngột. Lâm Dĩnh Nhi căn bản cũng không quá quan tâm đến lời nói phàn nàn của nhân viên phục vụ. Thế nhưng hai hàng chân mày của Vương Tử Quân không khỏi cau lại. Có lẽ ngài cũng là người có kinh nghiệm, sự kiện lần này căn bản là không lớn thế nhưng tuyến trên nắm quá căng, không phải buộc chúng tôi đóng cửa sao? Ông chủ của chúng tôi đã lên tiếng, nếu như sự kiện này kéo dài một tháng không chấm dứt, như vậy chúng tôi cũng không thể nào tiếp tục kinh doanh được nữa. Nhân viên phục vụ nói hai câu ai oán rồi rời khỏi phòng, Lâm Dĩnh Nhi đặt một dĩa cá nấu cay trên trước mặt Vương Tử Quân. Lúc này nàng mới chợt phát hiện Vương Tử Quân đang sững sờ nhìn dĩa thức ăn trước mặt, còn chưa động đũa. Lâm Dĩnh Nhi chố mắt một lát rồi vỗ vỗ lên vai Vương Tử Quân, sau đó nàng khẽ an ủi, Tử Quân, bố em nói chỉ cần nắm chắc phương hướng thì không nên lo trước sợ sau, sầu lo nặng nề, vì thời gian sẽ chứng minh tất cả. Lâm Dĩnh Nhi nói như vậy cũng không làm cho tâm tình của Vương Tử Quân tốt hơn. Lúc này phương diện dịch bệnh được khống chế rất tốt. Sắp thấy ánh mặt trời chói lọi, thế nhưng bây giờ xu thế phát triển kinh tế đang quá mạnh, trước tình thế như vậy thì liệu có sinh ra nguy cơ về kinh tế hay không? Vương Tử Quân căn bản là vô kế khả thi, hắn căn bản không thể nào nghĩ ra được một kế sách vẹn toàn. Biết đâu trong mắt người ngoài thì Vương Tử Quân huy động nhân vật lực để nắm bắt thật chặt công tác phòng chống dịch chính là cố gắng làm ra một sự kiện cực kỳ lớn, thành tích lớn, nhưng rõ ràng là đần độn u mê, cố gắng làm chuyện ngu xuẩn. Kết quả của nó rõ ràng là lấy đá đập chân mình. Vào thời điểm mấu chốt nếu tiếp tục khăng khăng cố chấp, tiếp tục giữ ý kiến của mình, như vậy rõ ràng sẽ làm hỏng đường đi trong tương lai. Khi thấy vẻ mặt ân cần của Lâm Dĩnh Nhi, Vương Tử Quân cố gắng ép chế chuyện công tác vào trong lòng. Lâm Dĩnh Nhi từ thủ đô chạy đến thăm mình, chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng sầu khổ hiện tại của mình. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng,
hai người ở vào trạng thái khô hạn từ khá lâu, cơn mưa hôm nay căn bản là thấm đất mát rượi, cực kỳ sảng khoái. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu lên mặt làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác lười biếng, Lâm Dĩnh Nhi ở trên người của hắn lại giống như một con gấu bông, cứ mãi ở trên người hắn không chịu xuống. Tuy nàng cũng không phải quá nặng, thế nhưng bảo trì tư thế này cả đêm cũng không khỏi làm cho hắn sinh ra cảm giác mệt mỏi. Vương Tử Quân nhìn Lâm Dĩnh Nhi ngủ say mà muốn dùng tay nhéo mũi của nàng, hắn nghĩ đến tình cảnh điên cuồng tối qua, thế là chủ động thu tay về, để cho nàng được ngủ thêm một chút. Vương Tử Quân xuống giường tắm nước nóng, sau đó bắt đầu đi xuống bếp bận rộn công tác nấu nướng. Tuy nửa đời này hắn ít khi xuống bếp, thế nhưng tay nghề của hắn vẫn bảo lưu rất tốt, chỉ mất nửa giờ thì một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng đã xuất hiện trên bàn. Mùi thơm của các món điểm tâm làm Lâm Dĩnh Nhi thức tỉnh, nàng vừa rửa mặt đánh răng vừa nói đến bộ dạng của tiểu thụ nha vào mỗi buổi sáng, hai người căn bản cảm thấy thời gian này cực kỳ ấm áp hạnh phúc. Tút tút tút, khi hai người đang dùng điểm tâm thì điện thoại của Vương Tử Quân vang lên, hắn cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, phát hiện người gọi điện thoại đến chính là bí thư Trương Hữu Quang của thành phố Loa Hồ. Hắn khoát tay áo với Lâm Dĩnh Nhi rồi nghe máy, chào bí thư Trương, tôi là Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương, tôi là Trương Hữu Quang, tôi cảm thấy xấu hổ vì quấy rầy ngài vào lúc này. Trương Hữu Quang dù là một bí thư thị ủy cực kỳ có danh vọng thế nhưng căn bản luôn bảo đảm sự tôn trọng và kính cẩn với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói, bí thư Trương không cần khách khí, có gì thì anh cứ nói, không cần đi đường vòng với tôi. Với vị trí hiện tại của Vương Tử Quân, hắn căn bản khá tùy ý khi nói chuyện với Trương Hữu Quang. Trương Hữu Quang nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại còn cảm thấy đắc ý vì đãi ngộ của trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy dành cho mình. Ít nhất thì điều này cũng nói rõ trưởng phòng Vương không coi mình là người ngoài, vì vị trí của Vương Tử Quân khá đặc biệt, có không ít người đang rất muốn trưởng phòng Vương không coi mình là người ngoài. Có đôi khi thường là kỳ quái như vậy, lãnh đạo nói nhanh với vẻ mặt nghiêm nghị cũng không nhất định là có chuyện xấu, ngược lại lãnh đạo càng khách khí thì càng lạnh nhạt với anh. Trưởng phòng Vương, tôi có tình huống quan trọng cần báo cáo với ngài, sáng hôm nay mong ngài cho tôi thời gian 20 phút. Vương Tử Quân lưu luyến rời khỏi vòng tay của Lâm Dĩnh Nhi, hắn lái xe về nhà. Sau khi dừng xe lại ở bên cạnh nhà, hắn nhìn đồng hồ thấy vẫn còn 10 phút nữa Du Giang Vĩ mới đến đón, thế là tự tay pha cho mình một bình trà. Lúc này trong đầu Vương Tử Quân vẫn là bộ dạng tràn đầy tình cảm dịu dàng của Lâm Dĩnh Nhi. Hắn uống trà mà nghĩ đến những tình huống trong chuyện mình kết giao với Lâm Dĩnh Nhi, một cảm giác ấm áp bùng lên trong lòng hắn. Sau khi uống xong một ly trà thì đã muộn 2 phút so với dĩ vãng, Vương Tử Quân đặt ly trà xuống, sau đó xách cặp đi xuống lầu. Trưởng phòng, Du Giang Vĩ đã chờ ở bên dưới bên cạnh xe, khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì nhanh chóng mở cửa xe, nhận lấy cặp tài liệu, đưa Vương Tử Quân ngồi vào bên trong. Sau khi trở thành thư ký cho Vương Tử Quân thì Du Giang Vĩ sinh ra một loại cảm nhận thắm thiết, chính là cảm giác của mình ngày càng tăng tiến, tai thính mắt tinh, căn bản càng thuận tay phục vụ cho lãnh đạo. Thư ký căn bản có mối liên hệ mật thiết với lãnh đạo, vị trí xa hoa, nếu may mắn sẽ tìm được lãnh đạo tốt, kết quả sau đó cũng cực kỳ tốt. Vì chủ nhân liên tục thăng tiến, như vậy thư ký cũng được đi theo làm quan to. Du Giang Vĩ không chỉ một lần nghĩ rằng chỉ sợ nhiệt độ của mình ở Nam Giang đã đạt đến đỉnh phong rồi. Vương Tử Quân lên xe không nói lời nào, Tiểu Hà lái xe rất thuần thục, chiếc xe giống như một con cá bơi giữa dòng nước, chạy nhanh về phía trước giữa dòng xe cộ đông đúc. Trưởng phòng, sáng nay chủ nhiệm chỉ có gọi điện thoại đến, nói là có chuyện cần báo cáo với ngài. Sau khi xe chạy ra đường lớn thì Du Giang Vĩ nghiêng đầu nói với Vương Tử Quân. Chị Hoa Trục có chuyện cần báo cáo với mình, Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn trầm giọng nói, anh ấy có nói là chuyện gì không? Cũng không nói gì, thế nhưng giọng điệu của anh ấy chứng tỏ sự việc không nhỏ. Câu trả lời của Du Giang Vĩ giống như làm cho Vương Tử Quân nắm được đầu mối vấn đề, nhưng nếu hắn đi theo đầu mối này cũng không thể dễ dàng làm rõ được sự việc. Những ngày qua chị Hoa Trục đến giám sát nơi nào? Vương Tử Quân nhìn ra con đường ngoài cửa sổ rồi dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Du Giang Vĩ đã sớm có chuẩn bị ở phương diện này, hắn căn bản không ngừng lại mà nói ngay, đi đến thành phố Loa Hồ. Sáng sớm bí thư thị ủy Loa Hồ là Trương Hữu Quang đã gọi điện thoại cho mình,
bây giờ Trì Hoa Trục cũng gọi điện thoại cho Du Giang Vĩ yêu cầu muốn được gặp mình, nếu trong sự kiện này không có việc gì, Vương Tử Quân căn bản là không thể tin. Vương Tử Quân không lên tiếng, Du Giang Vĩ và Tiểu Hà càng không dám mở miệng, cũng không dám hỏi thêm điều gì. Sau khi xe đi vào khu văn phòng của phòng tổ chức tỉnh ủy thì Vương Tử Quân nói với Du Giang Vĩ, cậu sắp xếp cho Trì Hoa Trục gặp tôi sau nửa giờ tới. Du Giang Vĩ có tình cảm khá tốt với Trì Hoa Trục, hắn biết rõ Trì Hoa Trục nóng lòng muốn được gặp mặt trưởng phòng Vương căn bản là có việc gấp, bây giờ có được kết quả này thì không khỏi vui thay cho Trì Hoa Trục. Nhưng khi hắn cùng Vương Tử Quân đi lên lầu lại phát hiện có một người đứng đợi sẵn, tiếng bước chân làm cho người kia chợt bừng tỉnh. Du Giang Vĩ phát hiện gương mặt người đến giống như đã lâu không ngủ đủ giấc, có vẻ rất mệt mỏi, gương mặt có che một tầng sương mù, hai mí mắt khô khốc, có vẻ nặng nề. Nhưng khi người này thấy Vương Tử Quân và Du Giang Vĩ đi lên thì nhanh chóng mỉm cười tiến lên chào đón. Chương 1482, một đâm vào họng. Chào buổi sáng trưởng phòng Vương. Người nọ nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, hắn vừa nói vừa rút thuốc ra mời. Vương Tử Quân cũng không xa lạ gì người này, chính là bí thư Trương Hữu Quang của thành phố Loa Hồ. Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn căn bản biết rõ tình hình đám cán bộ trên cấp sở của tỉnh Nam Giang như trong lòng bàn tay. Hơn nữa Trương Hữu Quang là một bí thư thị ủy làm cho người ta phải chú ý, người này đã từng tọa đàm với Vương Tử Quân về nhiều vấn đề. Trong lúc tọa đàm với Trương Hữu Quang thì Vương Tử Quân căn bản có ấn tượng khá tốt. Người này dù có chút láu cá thế nhưng tóm lại cũng có năng lực sáng nghiệp rất mạnh. Chào bí thư Trương, Vương Tử Quân bắt tay với Trương Hữu Quang càng thêm xác định suy đoán của mình, nhưng hắn cảm thấy trước khi Trương Hữu Quang chưa nói rõ vấn đề thì mình không nên cho ra bất kỳ câu nói nào chắc chắn. Trương Hữu Quang đi theo Vương Tử Quân vào trong phòng, khi thấy Du Giang Vĩ tiến hành thu dọn thì hắn nở nụ cười xấu hổ nói, trưởng phòng, thật sự có lỗi, chuyện của tôi có chút khẩn cấp. Con người của tôi lại nôn nóng, thế cho nên đã đến sớm để quấy rầy ngài. Chuyện công tác quan trọng cũng không nên bận tâm đến những thứ này. Bí thư Hữu Quang, anh có gì thì cứ nói, chút nữa tôi còn phải ra ngoài. Vương Tử Quân tiếp nhận ly trà trong tay Du Giang Vĩ, sau đó hắn dùng giọng ôn hòa nói với Trương Hữu Quang. Trưởng phòng Vương, ngài biết rõ tình hình phát triển kinh tế những năm qua của thành phố Loa Hồ chúng tôi rồi đấy. Vì gắng sức theo đuổi chỉ tiêu của tỉnh nên chúng tôi luôn đồng tâm hiệp lực mưu cầu phát triển, đặt vị trí kêu gọi đầu tư lên cao nhất, nói thẳng ra thì dồn tất cả sức mạnh vào phương diện này. Vương Tử Quân căn bản thừa nhận câu nói của Trương Hữu Quang, những năm qua thành phố Loa Hồ dưới sự lãnh đạo của Trương Hữu Quang đã có tiến bộ rất nhiều, bọn họ dùng mọi thủ đoạn để kêu gọi đầu tư, hiệu quả lại rõ rệt, đôi khi còn bị một số thành phố anh em tố cáo với cấp tỉnh. Dù là bí thư Diệp Thừa Dân hay chủ tịch khi đó là Trử Vận Phong cũng rất tán thành với thái độ chú trọng phát triển kinh tế của Trương Hữu Quang, vì vậy khi những thành phố kia đến báo cáo thì cũng có gọi Trương Hữu Quang đến nói vài lời thế nhưng thái độ lại quá rõ ràng, là đưa lên cao mà hạ xuống rất khẽ, thế là tất cả những chuyện liên quan tan thành mây khói. Trương Hữu Quang lúc này nói đến phương diện phát triển kinh tế của thành phố Loa Hồ, xem ra là có nguyên nhân của nó. Vương Tử Quân suy nghĩ đến nhiều vấn đề. Hắn chỉ khẽ gật đầu với gương mặt không mấy biểu cảm. Khi thấy Vương Tử Quân nói ra lời khẳng định với công tác của mình thì Trương Hữu Quang thở dài một hơi, hắn biết rõ sự kiện lần này có qua hay không thì quan trọng chính là cái gật đầu của trưởng phòng Vương. Nếu không thuyết phục được trưởng phòng Vương chỉ sợ sự việc sẽ phát triển theo quỹ tích khó thể tưởng tượng được. Vì có tư cách lão thành thế cho nên Trương Hữu Quang ngoài bí thư tỉnh ủy thì căn bản là có thân mật nhưng không sợ hãi với các vị lãnh đạo tỉnh ủy khác. Nhưng trong số những lãnh đạo này không kể cả Vương Tử Quân. Vương Tử Quân bây giờ có địa vị thế nào ở Nam Giang? Trương Hữu Quang hiểu rất rõ. Hắn biết mình căn bản không là gì với trưởng phòng Vương. Nếu như bây giờ Vương Tử Quân quyết tâm thực hiện theo đúng như quy định đã cho ra, như vậy chỉ sợ bí thư Diệp cũng phải gật đầu. Trưởng phòng Vương, gần đây thành phố Loa Hồ chúng tôi dựa vào thực lực bản thân để chuẩn bị xây dựng một công viên bo mạch điện tử. Trước mắt công tác chuẩn bị đã sẵn sàng nhưng tuyến trên còn chưa xét duyệt. Trương Hữu Quang nói đến đây thì vỗ đùi nói, trưởng phòng Vương, chuyện này nói ra thì phải trách tôi căn bản có yêu cầu quá nhanh với hạng mục này, đã yêu cầu Phó Chủ tịch Lý chủ quản hạng mục chạy đến thủ đô, tất yếu phải nắm bắt được hạng mục. Phó Chủ tịch Lý, Vương Tử Quân nhướng mày,
một vị phó chủ tịch thành phố hơn 40 tuổi xuất hiện trong đầu hắn. Vị phó chủ tịch này tên là Lý Thông Viêm, hơn 40 tuổi, là một phó chủ tịch loại hình chuyên gia, trước khi đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch thành phố Loa Hồ thì là giáo sư trường Đại học Loa Hồ. Nhưng Vương Tử Quân căn bản cũng chỉ biết được chút ít tình huống về vị phó chủ tịch Lý kia mà thôi, mặc dù đã tọa đàm một lần thế nhưng khi đó phó chủ tịch Lý ngồi trong ban ngành thành phố Loa Hồ lại không nói điều gì. Chủ tịch Lý chủ quản công tác gì? Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, sau đó trầm giọng nói với Trương Hữu Quang. Trương Hữu Quang nghe được Vương Tử Quân hỏi vấn đề thì thầm kêu khổ, thầm nghĩ trưởng phòng Vương không hổ danh là trưởng phòng Vương, cho dù anh có bày ra sương mù thì vẫn khó thể che giấu được. Hắn thấy sự việc khó giấu giếm, thế cho nên thành thật nói, chủ tịch Lý chủ quản công tác văn hóa giáo dục và y tế. Dựa theo phương án đã được áp dụng, các vị phó chủ tịch chủ quản công tác văn hóa giáo dục vệ sinh cần phải đi đầu ở công tác phòng dịch, tuyệt đối không cho phép xuất hiện hiện tượng thoát ly cương vị, cho dù thật sự có chuyện thì cũng phải xin phép lãnh đạo tổ công tác. Vương Tử Quân là tổ trưởng tổ công tác phòng chống dịch, hắn cũng không thấy được đơn xin nghỉ của vị chủ tịch này. Lúc này Vương Tử Quân thấy Trương Hữu Quang nói ra nguyên nhân, thế là gương mặt đang tươi sáng chợt trở nên âm trầm, khi chủ tịch Lý rời khỏi thành phố Loa Hồ thì ai là người tiếp nhận hạng mục công tác của anh ấy? Vương Tử Quân tuy hỏi một câu khá hời hợt thế nhưng nghe vào trong tai lại làm cho Trương Hữu Quang sởn tóc gáy. Hắn biết rõ với trình độ của mình muốn lừa dối vượt qua kiểm tra của trưởng phòng Vương thì căn bản không phải là chuyện gì dễ dàng, thế nhưng không ngờ sự việc lại khó khăn như vậy. Trưởng phòng Vương chỉ nghe mình nói một nửa thì đã hiểu tất cả vấn đề, thế là Trương Hữu Quang cố gắng nở nụ cười xấu hổ rồi dùng giọng cẩn thận nói, trưởng phòng Vương, vì các vị lãnh đạo trong thành phố đều bận rộn, thế cho nên công tác của anh ấy chỉ được phó thư ký trưởng thay mặt chấp hành. Vương Tử Quân không nói lời nào. Hắn chỉ lẳng lặng uống nước, điều này làm cho Trương Hữu Quang cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Hắn trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng chân thành tự phê bình, trưởng phòng Vương, tôi phạm vào sai lầm chủ quan ở sự kiện này, kính mong anh căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế của thành phố Loa Hồ mà cho Phó Chủ tịch Lý một cơ hội. Bí thư Trương, chuyện này tuy tôi còn chưa hiểu rõ ràng thế nhưng nhìn từ tình huống mà anh giới thiệu, không những Phó Chủ tịch Lý Thông Viêm phải gánh trách nhiệm ở sự kiện này. Chính anh là lãnh đạo đứng đầu Loa Hồ cũng khó thể trốn tránh trách nhiệm. Vẻ mặt Vương Tử Quân trở nên cực kỳ nghiêm túc, hắn khẽ gõ tay lên mặt bàn rồi nói tiếp, cấp ủy chính quyền tỉnh đã coi công tác phòng chống dịch là trọng điểm cần nắm bắt, thành phố Loa Hồ các anh nên thống nhất tư tưởng đi theo sự chỉ đạo của tỉnh, thế nhưng các anh thì làm gì? Chương 1482, 2, đâm vào họng. Chỉ nên tìm nguyên nhân sai lầm, không nên lấy cớ. Phát triển kinh tế thì có thể liều lĩnh được sao? Vương Tử Quân nói giống như một búa tạ gõ mạnh xuống đầu Trương Hữu Quang, hắn không ngờ Vương Tử Quân lại coi trọng sự việc này đến mức như vậy. Nói thật thì khi tỉnh ủy bố trí công tác phòng chống dịch, Trương Hữu Quang vẫn cảm thấy như vậy là chuyện bé xé ra to, không phải chỉ là một con virus thôi xoa. Có gì đáng để làm cho lòng người bàng hoàng như vậy? Nhưng đó chỉ là ý nghĩ trong lòng. Trương Hữu Quang cũng không dám biểu hiện giống như những gì mình đang suy nghĩ. Vì vậy có thái độ này của Trương Hữu Quang, phía thành phố Loa Hồ căn bản chú ý trọng điểm vào công tác chuẩn bị hạng mục công viên bo mạch điện tử, nhìn sơ qua thì thấy vẫn chú tâm đến công tác phòng chống dịch, thế nhưng thực tế lại căn bản không phải như vậy. Thủ đoạn ứng phó của Trương Hữu Quang lúc đầu còn có thể dối người, thế nhưng khi Trì Hoa Trục đưa tổ giám sát vào thành phố Loa Hồ thì chủ quản công tác phòng chống dịch là Lý Thông Viêm lại đang ở thủ đô, thế nên tất cả đã rõ ràng. Sau khi nhận được tin tức từ Lâm Trạch Viễn, Trương Hữu Quang đầu tiên cảm thấy sự việc không ổn, cho nên hắn dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến Vương Tử Quân, muốn dập tắt lửa giận của trưởng phòng Vương. Không ngờ còn chưa thuyết phục được Vương Tử Quân thì lại bị đâm vào họng. Khi Trương Hữu Quang ảm đạm rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, Trì Hoa Trục lại nối gót đi đến. Hắn là cán bộ được một tay Vương Tử Quân đề bạt lên, bây giờ hắn công tác rất tốt trong văn phòng của phòng tổ chức tỉnh ủy. Tất nhiên ơn chi ngộ của Vương Tử Quân làm cho Trì Hoa Trục cố gắng ra sức ở tất cả công tác, chỉ cần Vương Tử Quân có sắp xếp thì hắn đều có hồi âm, có chứng có thực. Cũng vì hắn có tính tình này, thế nên Vương Tử Quân mới giao nhiệm vụ giám sát công tác phòng chống dịch cho hắn. Trưởng phòng Vương, thành phố Loa Hồ căn bản hoàn toàn chỉ là cố gắng làm ra vẻ với công tác phòng chống dịch.
Bọn họ có biểu hiện rõ ràng là đề phòng rất tốt giống như các thành phố khác, thế nhưng thực tế thì tâm tư của bọn họ cũng không đặt lên hạng mục công tác này. Trì Hoa Trục ngồi đối diện với Vương Tử Quân trên ghế salon, hắn dùng giọng gọn gàng dứt khoát để báo cáo. Vương Tử Quân vốn cũng thông qua Trương Hữu Quang để biết được công tác phòng dịch của thành phố Loa Hồ, lúc này tiến hành so sánh lời nói của Trương Hữu Quang và Trì Hoa Trục, hắn càng khẳng định ấn tượng của mình với thành phố Loa Hồ. Vương Tử Quân lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, sau đó lẳng lặng chờ Trì Hoa Trục báo cáo. Dù là cán bộ bình thường hay người phụ trách chủ yếu của thành phố Loa Hồ đều có nhận thức không đầy đủ với sự kiện này, ngày hôm qua tôi xác định Phó Chủ tịch Lý không có mặt ở Nam Giang, thế nhưng Bí thư Trương cứ mãi cường điệu thành phố Loa Hồ của mình đang cố gắng nắm bắt một hạng mục, tất cả các vị lãnh đạo, tất cả ban ngành trong thành phố đều phải nắm chặt, thế là Chủ tịch Lý bị điều đến thủ đô chạy hạng mục. Tôi chỉ gọi điện thoại cho Chủ tịch Lý, kết quả là Chủ tịch Lý này dùng giọng cực kỳ hùng hồn và có lý lẽ để nói rằng hạng mục hiện tại rất quan trọng, đang ở trong thời điểm phối hợp mấu chốt, hắn không thể nào để mất đi hạng mục như vậy, không nên mất thời gian hồ đồ chạy về. Trì Hoa Trục nói ra những lời này thì cảm thấy trong lòng thoải mái hơn, hắn đến chỗ của Vương Tử Quân là vì muốn nói ra những điều này, mà những lời vừa rồi của hắn cũng không phải oan uổng cho Chủ tịch Lý kia. Vì đối phương khá lớn tiếng trong điện thoại, cũng vì những lời này mà Trì Hoa Trục cảm thấy rất tức giận. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tình hình của vị Chủ tịch Lý kia, cũng biết Phó Chủ tịch Lý kia căn bản chỉ là nói nhảm, thế nhưng đôi khi nói nhảm lại phản ánh hiện tượng chân thật bên trong. Trưởng phòng Vương, đối với những hiện tượng qua loa cho xong thế này, nếu như không nghiêm túc xử lý, chỉ sợ sau này tổ giám sát sẽ khó thể nào triển khai mở rộng công tác. Trì Hoa Trục gần đây căn bản có sao nói vậy trước mặt Vương Tử Quân, thế nên lúc này mở miệng cũng không có gì giấu giếm. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn hiểu sự lo lắng của Trì Hoa Trục, nếu như không có bất kỳ biện pháp nào với người phạm sai lầm, như vậy việc triển khai mở rộng công tác phòng dịch sẽ bị mắc cạn. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói với Trì Hoa Trục, dựa theo quy định điều lệ, hành vi của Lý Thông Viêm ở thành phố Loa Hồ sẽ bị xử lý như thế nào? Dựa theo quy định thì Lý Thông Viêm sẽ bị miễn chức, lãnh đạo chủ yếu của thành phố Loa Hồ sẽ bị phê bình. Trì Hoa Trục cắn môi rồi trầm giọng nói. Tuy trước khi chuyện này xuất hiện thì đã có quy định xử phạt, thế nhưng Trì Hoa Trục không còn là cán bộ công tác ở trường đảng tỉnh ủy như xưa, hắn biết rõ dù là bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng khó thể nào áp dụng ngay theo đúng quy định cho được. Có một số việc hắn cần phải nắm thật chặt, trước khi tiến hành xử lý thì cần phải suy xét ở nhiều phương diện. Tối qua Trương Hữu Quang đã đem theo Chủ tịch thành phố Loa Hồ tự mình đến nhà Trì Hoa Trục giải thích chuyện này, nói đến những công tác gian khổ kèm theo sự cố gắng theo đuổi và trả giá của thành phố Loa Hồ. Nói thật thì Trì Hoa Trục thật sự có chút cảm động, hắn biết rõ Trương Hữu Quang không nói dối, thế nhưng hắn vẫn hung ác không chịu đồng ý với Trương Hữu Quang. Hắn là một người có năng lực chấp hành và nghiên cứu. Hắn biết rõ nếu cửa này được mở thì sẽ biến công tác phòng chống dịch mà trưởng phòng Vương đang cố gắng chấp hành biến thành tờ giấy trắng. Vấn đề chính là trưởng phòng Vương có thái độ rõ ràng và cực kỳ kiên quyết với hạng mục công tác này, dựa theo những gì Trì Hoa Trục hiểu về Vương Tử Quân, hắn căn bản cực kỳ có lòng tin với Vương Tử Quân, thế nhưng khi sự việc phát triển đến mức này thì hắn vẫn có chút hoảng hốt. Vương Tử Quân châm một điếu thuốc, hắn hít vào một hơi thật sâu. Thật lòng thì hắn cũng không ghét bỏ gì hai người Trương Hữu Quang và Lý Thông Viêm, hai người kia có thể nói là cũng có mục đích của mình, thế nhưng dù thế nào thì hai người kia cũng không nên động chạm vào phần công tác này. Vương Tử Quân là một người lãnh đạo tỉnh ủy, hắn không những muốn bắt một vài người nghịch ngợm để xử lý để có được hiệu quả răn dạy trăm người, đối với những người chỉ biết cúi đầu kéo xe, không biết ngẩng đầu nhìn người, hắn có đôi khi cũng muốn mượn cái mũ quan của bọn họ một chút. Đã có quy định thì cứ tiến hành dựa theo đúng trình tự. Vương Tử Quân hít vào một hơi rồi nói với Trì Hoa Trục. Chương 1483, mượn mũ quan của anh một lát. Sáng sớm hôm nay vì có chuyện của thành phố Loa Hồ nên Vương Tử Quân không ngồi trong phòng làm việc của mình, hắn đi kiểm tra công tác của thành phố Đông Hồng. Thành phố Đông Hồng căn bản chuẩn bị rất đầy đủ ở công tác phòng chống dịch, Vương Tử Quân đến kiểm tra và cảm thấy rất thỏa mãn. Trưởng phòng Vương, hôm nay ngài đại giá quang lâm đến thành phố Đông Hồng, căn bản là thể hiện sự quan tâm cao độ của lãnh đạo với công tác tổ chức của chúng tôi.
Bí thư thị ủy Đông Hồng là Lưu Thành Lâm nở nụ cười tràn đầy nói với Vương Tử Quân. Nếu so sánh với trước kia thì Lưu Thành Lâm bây giờ căn bản an phận hơn rất nhiều, tuy hắn cũng là thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng hắn biết rõ sự chênh lệch giữa mình và vị lãnh đạo trẻ này, thế nên lời nói với Vương Tử Quân giống như khi đối diện với Diệp Thừa Dân và Lý Thừa Uyên. Vương Tử Quân nếu không phải vì Lâm Dĩnh Nhi đã làm cơm sẵn và đang chờ thì căn bản tuyệt đối không từ chối lời mời dùng cơm của Lưu Thành Lâm, thế nhưng ngày mai Lâm Dĩnh Nhi đã phải đi, hắn căn bản chỉ có thể miễn đi lời mời của bí thư Lưu. Nhưng khi Vương Tử Quân quay về văn phòng của phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn nhận được điện thoại của Trình Viên Lệ nói muốn cùng hắn thương lượng vài chuyện. Trình Viên Lệ là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, công tác chủ yếu chính là thúc đẩy phòng chống dịch. Bây giờ phương án đang được thúc đẩy đâu vào đó, cường độ công tác của nàng là như thế nào thì hoàn toàn có thể hiểu được. Vương Tử Quân căn bản không từ chối lời mời của Trình Viên Lệ, khi hắn đi về đến phòng làm việc của mình, xe của Trình Viên Lệ cũng xuất hiện bên dưới văn phòng của phòng tổ chức tỉnh ủy. Khi thấy gương mặt tươi cười nhưng có vài phần mỏi mệt của Trình Viên Lệ, Vương Tử Quân chợt cảm thấy trong lòng ấm lên. Tuy đây là công tác của nàng, thế nhưng sở dĩ người ta mệt mỏi như vậy có nguyên nhân là vì hắn cho ra lời đề nghị. Chị Trình, cũng không nên vội vàng công tác nhất thời, lúc cần cũng phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Vương Tử Quân chờ Trình Viên Lệ ngồi xuống thì dùng giọng quan tâm nói. Trình Viên Lệ tiếp nhận ly trà từ trong tay Du Giang Vĩ, sau đó nàng nói, trưởng phòng Vương, anh còn khuyên tôi nghỉ ngơi sao? Anh nhìn vào mắt của mình đi, đã có vài phần đỏ hồng. Anh nên áp dụng câu nói như vậy lên người mình thì hay hơn. Trình Viên Lệ nói như vậy cũng có ý nghĩa quan tâm đến Vương Tử Quân, thế nhưng điều này không khỏi làm cho trái tim của Vương Tử Quân nhảy dựng lên. Hôm nay vì sao mắt hắn lại đỏ như vậy? Điều này chỉ mình hắn biết rõ ràng, tuyệt đối không phải vì quá chú tâm đến công tác phòng chống dịch. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân chỉ có thể dùng giọng chăm chú nói, chị Trình nói đúng. Hai người chúng ta sau này nên cùng nhau nỗ lực công tác. Vương Tử Quân nói xong những câu này thì cảm thấy nó tương đối không tín nhiệm, Trình Viên Lệ người ta mệt mỏi là vì công tác, mình căn bản không có tư cách so sánh với sự nỗ lực của người ta. Cũng may những năm nay trưởng phòng Vương căn bản tu luyện ra mặt dày rất mạnh, đã đến mức kim cương bất hoại. Chưa nói đến phương diện Trình Viên Lệ không nghĩ đến những hướng khác, dù là nghĩ đến những hướng khác cũng không làm gì được trưởng phòng Vương. Sau khi nói thêm vài ba câu thì Trình Viên Lệ nghiêm mặt nói, trưởng phòng Tử Quân, chúng tôi triển khai mở rộng công tác phòng dịch theo đúng sự chỉ đạo của tỉnh ủy, anh có xem báo cáo của ngày hôm nay không? Số ca bệnh mới chỉ có 4, căn bản giảm đi 6 so với ngày hôm qua. Vương Tử Quân cười nói, tin tức quá tốt, xem ra hành động lần này của chúng ta có hiệu quả rõ ràng, hôm nay tôi đã bận rộn cho đến chưa còn chưa xem qua tư liệu báo cáo. Lát nữa nhất định sẽ xem xét lại thật kỹ càng. Nhưng nếu so sánh với bộ dạng vui vẻ của Vương Tử Quân thì vẻ mặt Trình Viên Lệ lại càng thêm ngưng trọng, nàng nâng ly nước lên uống một ngụm rồi nói, trưởng phòng Tử Quân, chuyện này dù là rất tốt, thế nhưng lại căn bản không quá tốt với tôi và anh. Trình Viên Lệ cũng không nói quá rõ ràng, thế nhưng nàng tin tưởng với trí thông minh và tài trí của Vương Tử Quân, có thể nghe rõ nội dung câu nói của mình là gì. Vương Tử Quân nhìn vào mắt Trình Viên Lệ, hắn không nói gì thêm. Hắn tất nhiên hiểu rõ Trình Viên Lệ nói như vậy là có nghĩa gì, bọn họ gióng trống khua chiêng làm công tác phòng dịch, thế nhưng báo cáo tình hình dịch bệnh lại có chuyển biến cực kỳ tốt đẹp và nhanh chóng. Tốc độ chuyển biến thế này có thể làm cho người ta cảm thấy hiệu quả công tác của bọn họ là quá rõ ràng, thế nhưng nếu mức độ mà quá nhanh như vậy sẽ làm cho người ta cảm thấy sự việc là bé xé ra to. Chuyện bé xé ra to sao? Vương Tử Quân nghĩ đến tình cảnh kiếp trước của mình, không khỏi cười khổ. Nhưng lúc này hắn có thể nói được gì? Có thể dùng ký ức kiếp trước để an ủi Trình Viên Lệ được sao? Vương Tử Quân cười cười rồi khẽ nói, chị Viên Lệ, tôi hiểu rõ người người đang mở miệng nói những lời không hay về công tác lần này, thế nhưng chỉ cần chúng ta ngồi vững, đi đường hoàng chính chính thì không sợ bọn họ nói bậy bạ, có vài người tình nguyện mở miệng nói này nọ, chúng ta cứ mặc xác bọn họ. Trưởng phòng Tử Quân nói rất đúng, chỉ cần chúng ta cảm thấy không thẹn với lương tâm là được. Trình Viên Lệ nói đến đây thì có chút do dự, nhưng có vài chuyện mà chúng ta không nên làm quá căng, phía thành phố Loa Hồ căn bản không coi trọng công tác phòng chống dịch, chúng ta nên tiến hành phê bình Lý Thông Viêm, yêu cầu bọn họ sửa đổi.
Vương Tử Quân không nói gì, lời đề nghị của Trình Viên Lệ căn bản không phải là không có lý. Tình hình bây giờ nhìn như bất lợi cho Vương Tử Quân, Lý Thông Viêm lại là phó chủ tịch thành phố, nếu thật sự miễn chức Lý Thông Viêm theo đúng như quy định, như vậy sau này người ta sẽ có một thanh kiếm sắc để công kích nhóm người của mình. Nhưng nếu cho ra thông báo phê bình, như vậy đoạn công tác của bọn họ xem như thất bại thảm hại, chỉ sợ cũng xem như là làm không công. Rất nhiều công tác là như vậy, nếu như tuyến trên nắm chặt thì bên dưới chấp hành nghiêm túc chăm chú, nhưng nếu một khi tuyến trên nới lỏng công tác, như vậy bên dưới sẽ không tiếp tục tốt đẹp như trước. Bây giờ công tác phòng chống dịch đã có hiệu quả trọng đại, thế nhưng bỏ 10 lấy 9, biết đâu chỉ cần có một lỗ hổng sẽ làm cho tất cả công tác thất bại trong gang tấc. Bầu không khí trong phòng lúc này cực kỳ đè nén, Trình Viên Lệ nhìn gương mặt căng cứng của Vương Tử Quân, trong lòng cảm thấy bất an. Nàng cũng là người hiểu rõ Vương Tử Quân, tuy Vương Tử Quân không phải loại người thích cúi người khom lưng, thế nhưng có một số việc mà Vương Tử Quân cũng không quá kiên trì. Trình Viên Lệ căn bản chưa từng tiếp xúc qua với Phó Chủ tịch Lý kia, nàng quan tâm đến chuyện này chỉ vì lo lắng những phong ba sẽ xảy ra sau đó. Dù sao thì nàng cảm thấy nếu như sự việc đã được thúc đẩy mạnh mẽ thế nhưng kết quả lại không xứng với những hành động gióng trống khua chiêng vừa rồi. Nếu như bây giờ miễn chức một vị phó chủ tịch thành phố, như vậy căn bản sẽ cho ra mưa gió như thế nào? Trình Viên Lệ cảm thấy công tác phòng chống dịch đã có được một giai đoạn thắng lợi, nới lỏng một chút cũng không có gì là sai. Chị Trình, tuy bây giờ báo cáo về công tác phòng chống dịch ngày càng tốt, thế nhưng tôi cảm thấy chúng ta cũng không thể buông lỏng, nếu không công tác của chúng ta trước đó sẽ là ném qua cửa sổ. Vương Tử Quân khoát tay áo chặn lời nói tiếp theo của Trình Viên Lệ. Lúc này chị nên nghe lời của tôi, nếu như có vấn đề gì thì tôi sẽ là người phụ trách. Trình Viên Lệ lúc này cũng không khỏi có chút thất vọng, nàng căn bản đến đây nói với Vương Tử Quân cũng không phải là vì ai là người chịu trách nhiệm, nàng muốn Vương Tử Quân nên căn cứ vào kết quả công tác hiện tại để xử lý vấn đề. Trưởng phòng Tử Quân, tôi vẫn đề nghị ngài nên suy xét lại một chút, dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ, xử lý không tốt chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến ngài sau này. Trình Viên Lệ cố gắng nói lời cuối cùng, tuy nàng biết dư âm của nó là không lớn, thế nhưng nàng vẫn phải cố gắng. Trên mặt Vương Tử Quân lộ ra nụ cười ôn hòa, hắn có thể cảm nhận được sự quan tâm trong lời nói của Trình Viên Lệ, tất nhiên hắn sẽ cảm thấy rất vui vì có một người thật tình trợ giúp mình như vậy. Nhưng Vương Tử Quân cũng không tiếp tục cho Trình Viên Lệ tiếp tục lên tiếng, hắn dùng giọng kiên trì nói, chị Trình, tôi đã quyết định rồi. Trình Viên Lệ thất vọng rời đi. Thế nhưng Trình Viên Lệ cũng không phải là vị thường ủy tỉnh ủy cuối cùng đến cầu tình cho sự kiện của thành phố Loa Hồ. Dưới sự thúc đẩy của phòng tổ chức tỉnh ủy, khi văn kiện về việc miễn chức đồng chí phó chủ tịch Lý sắp được cho ra lò thì thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Trịnh Thanh Tuyền đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Trịnh Thanh Tuyền là thân tín của Diệp Thừa Dân, có thể nói đi đến Nam Giang đã ở vào trong danh sách cán bộ trong phái của bí thư Diệp. Không ít người muốn tìm biện pháp tiếp cận Diệp Thừa Dân đều coi hắn là lối đi tắt cần ghé qua. Chương 1484, một quyết định và lập tức thực hiện. Sau khi Trịnh Thanh Tuyền đi vào Nam Giang thì căn bản nghe được rất nhiều thông tin về Vương Tử Quân. Cuối cùng hắn cho ra một kết luận, người đàn ông trẻ tuổi tuổi tuấn tú kia chính là một lão quan trường trong Nam Giang, có vài thủ đoạn mạnh mẽ làm cho người ta phải thuần phục, ngàn vạn lần không nên coi thường. Trịnh Thanh Tuyền còn nghe nói có ít người chú tâm đầu tư vào Vương Tử Quân, không có chuyện gì cũng phải chạy đến nhà của trưởng phòng Vương. Trịnh Thanh Tuyền thấy đừng nói là những quan viên khác, cho dù là mình từ đơn vị tuyến trung ương đi xuống cũng phải suy xét rất nhiều lần, đó là có nên đến nhà Vương Tử Quân ngồi một chút hay không. Dù sao thì người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chưa nói đến phương diện gì khác, chỉ cần nói đến quyền lực và sức ảnh hưởng của Vương Tử Quân cũng quá đủ tiềm lực kết giao. Cũng cực kỳ cần thiết phải tận dụng. Nhưng Trịnh Thanh Tuyền càng nghĩ càng cảm thấy làm như vậy cũng không hay. Anh nhìn mà xem, chỉ là một căn bệnh dịch nhỏ thế nhưng lại làm ra động tĩnh quá lớn, giống như thiên hạ không thể không nhìn vào, không phải là muốn chết sao. Trưởng phòng Vương, người ta nói chỗ ngài có loại trà tốt nhất Nam Giang, lúc bắt đầu tôi còn có chút kỳ quái, thế nhưng bây giờ xem như tâm phục khẩu phục. Trịnh Thanh Tuyền nhận lấy ly trà trong tay của Du Giang Vĩ uống vào một ngụm rồi cười nói. Vương Tử Quân cười cười, hắn không tán thưởng Trịnh Thanh Tuyền vì cảm thấy quá kiêu ngạo, thế nhưng cũng không muốn níu kéo quá căng, vì có thêm bạn sẽ có thêm đường.
Đây chỉ là trà thường mà thôi, thế nhưng lại có vài người cứ nói đó là trà ngon, cố gắng làm cho người ta đến đây dùng thử. Trịnh Thanh Tuyền cười ha hả với lời nói của Vương Tử Quân, hắn nói trưởng phòng Tử Quân thật sự rất khôi hài. Trịnh Thanh Tuyền trước nay luôn công tác ở cơ quan thượng cấp, thế nên chủ đề câu chuyện thường liên quan đến kinh nghiệm công tác trên trung ương. Mặc dù đa số đều đứng trên suy nghĩ của người khác để nói ra vấn đề, thế nhưng thật sự lại làm cho người ta cảm thấy hắn căn bản rất quen thuộc với những thứ này. Vương Tử Quân cũng không nghi ngờ về phương diện kinh nghiệm của Trịnh Thanh Tuyền, hắn cảm thấy thư ký trưởng Trịnh nói với mình về những thứ như vậy cũng không phải đơn giản là khoe khoang năng lực và kinh nghiệm của mình. Sau khi cười đùa nói chuyện được một lát, Trịnh Thanh Tuyền chợt cười nói, trưởng phòng Tử Quân, hai ngày trước tôi có chút công tác với Sở Tài Chính, vừa vặn gặp mặt vụ trưởng Lý, anh ấy là người Nam Giang, căn bản rất nhiệt tình với hạng mục của quê hương, có thể nói là dốc hết lực để hạng mục ở lại Nam Giang. Trước kia Chủ tịch Trử có nói, một năm tiến một bước dài, ba năm biến dạng, năm năm biến đổi, đây là mục tiêu mà mọi người cùng chung phấn đấu, vì có được sự hòa giải của vụ trưởng Lý nên chúng ta bớt đi rất nhiều bề bộn. Vương Tử Quân nghe được ba chữ vụ trưởng Lý thì không khỏi nhíu mày, lúc này hắn đã hiểu Trịnh Thanh Tuyền đi một đường vòng cung như vậy là có ý nghĩa gì. Nhưng Trịnh Thanh Tuyền không nói rõ ràng thì hắn cũng không chủ động làm rõ sự việc, thế cho nên hắn chỉ lẳng lặng nhìn đối phương uống trà mà không nói điều gì. Sau khi nói thêm vài câu, câu chuyện căn bản đã đi được quá nửa ngày nhưng Vương Tử Quân không tiến vào chính đề, Trịnh Thanh Tuyền cũng căn bản không thể nào đi được vào chủ đề, thế là có chút căm tức. Dựa theo đầu óc thông minh của Vương Tử Quân, đánh vào không cần dùng búa tạ, chính mình có ý gì thì đối phương đã hiểu. Thế nhưng Vương Tử Quân cứ mãi giả vờ ngây thơ, căn bản tỏ ra điềm nhiên như không biết gì. Trịnh Thanh Tuyền thầm nghĩ, hắn nhìn vào thanh danh của Vương Tử Quân ở bên ngoài, thế là tỏ ra đủ tôn trọng. Không ngờ người này căn bản không chịu tiến lên, cứ mãi ngu ngơ như thế, cũng được, anh không tiếp chuyện thì tôi sẽ chủ động nói ra. Trưởng phòng Vương, hôm nay tôi nhận được điện thoại của vụ trưởng Lý, nói về tình huống của em trai anh ấy. Tôi cảm thấy chuyện này chúng ta xử lý cần phải xem xét tình huống cụ thể. Đồng chí Lý Thông Viêm bỏ qua công tác phòng chống dịch để chạy đến thủ đô tranh thủ hạng mục cho thành phố Loa Hồ là không ổn, thế nhưng đây là quyết định của cả ban ngành thành phố Loa Hồ. Bọn họ vì muốn đẩy mạnh công tác kêu gọi đầu tư, không muốn bỏ qua cơ hội, thế cho nên mới làm việc không theo quy tắc. Chủ tịch Lý nóng lòng vì hạng mục cũng là hợp tình hợp lý, hơn nữa đến bây giờ còn chưa cho ra hậu quả gì nghiêm trọng. Phê bình giáo dục là được, cũng không cần đánh một gậy chết người. Trịnh Thanh Tuyền nói ra một câu phê bình giáo dục bằng giọng điệu bay bổng, giống như đó chỉ là một việc cực kỳ nhỏ nhặt. Vương Tử Quân lúc này căn bản có chút phẫn nộ, hắn vì chuyện này mà ném cả tương lai chính trị của mình ra ngoài, ngoài phương diện an tâm về kết quả, còn lo cho tính mạng và sự an toàn của quần chúng nhân dân. Nếu như chỉ là phê bình giáo dục thì chỉ sợ hậu quả bắn ngược càng thêm nghiêm trọng. Dù sao bây giờ cũng gần đến cuối năm, thành phố các nơi đang tiến vào giai đoạn tổng kết, tất cả đều trăm phương ngàn kế muốn làm cho bản báo cáo của mình trở nên tốt đẹp hơn. Nếu có một lỗ hổng được mở ra thì căn bản sẽ bị rách toạc. Vương Tử Quân là người va chạm nhiều trong chốn quan trường nên cực kỳ trưởng thành, hắn không còn là một tiểu tử thích làm gì thì làm như năm xưa, rất nhiều chuyện hắn tình nguyện chung sống hòa bình với người, thế nhưng sự kiện này hắn căn bản không thể nào nhượng bộ được. Vương Tử Quân nâng ly trà của mình lên uống một ngụm, sau đó hắn nhìn lướt qua Trịnh Thanh Tuyền rồi nói, thư ký trưởng Trịnh, chuyện này xử lý như thế nào thì cứ để cho ban ngành quyết định. Vương Tử Quân nói rất khẽ thế nhưng nghe vào trong tai lại làm cho gương mặt Trịnh Thanh Tuyền trở nên trắng bệch. Vương Tử Quân dù không từ chối ngay lập tức nhưng ít nhất thì thái độ cũng rất rõ ràng, Trịnh Thanh Tuyền anh không thể nhúng tay vào được. Sau nhiều ngày đi vào Nam Giang thì dù là quyền chủ tịch tỉnh Lý Thừa Uyên cũng phải liếc mắt nhìn Trịnh Thanh Tuyền với vẻ mặt ôn hòa, không ngờ hắn đến nói chuyện với Vương Tử Quân lại mất mặt như vậy. Trưởng phòng Vương, vì một chuyện nhỏ như vậy mà miễn chức một cán bộ chạy đến thủ đô nắm bắt hạng mục cho địa phương, có thể ảnh hưởng đến tính tích cực của các đồng chí khác hay không? Nếu như tất cả mọi người không đi kêu gọi nắm bắt cơ hội đầu tư, mọi người đều ở nhà cố gắng giữ lấy chân của mình, giả vờ bận rộn, mỏi mệt không lý tưởng, như vậy kinh tế của chúng ta không phải mỗi năm đều tụt hậu sao? Đây rõ ràng là lấy hạt bỏ dưa, tôi nghĩ dù là ở hội nghị thường ủy hay bí thư Diệp cũng không được thông qua. Trịnh Thanh Tuyền cực kỳ căm tức,
thế là không khỏi đưa Diệp Thừa Dân ra mặt bàn. Vương Tử Quân cười cười dùng giọng nghiêm trang nói, quy định là quy định, anh ấy đã công tác sơ sài chuồn chuồn lướt nước, nếu như không trừng phạt người làm trái quy định, chỉ sợ quy định này chỉ là một văn bản rỗng tuếch. Trịnh Thanh Tuyền rời đi mà trong lòng cực kỳ căm tức. Hắn rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn nhanh chóng đi tìm Diệp Thừa Dân. Mặc dù trong lòng đầy lửa giận thế nhưng khi gặp mặt Diệp Thừa Dân thì hắn vẫn có thể giữ vững sự tỉnh táo của mình. Bí thư Diệp, có chuyện tôi cần báo cáo với ngài. Sau khi Diệp Thừa Dân đặt bút nghỉ ngơi thì Trịnh Thanh Tuyền báo cáo rõ ràng sự việc vừa phát sinh. Mặc dù hắn cố gắng báo cáo cực kỳ khách quan, thế nhưng lơ đãng vẫn chen vào chút tâm tình của mình, dùng giọng điệu bình tĩnh nói Vương Tử Quân căn bản ngoan cố không chịu thay đổi. Chương 1484, hai quyết định và lập tức thực hiện. Trịnh Thanh Tuyền thậm chí còn chủ động cho ra một biện pháp, trưởng phòng Vương cố ý chấp hành nghiêm minh theo quy định, như vậy sẽ làm vụ trưởng Lý mất mặt. Nếu Lý Thông Viêm không thể mất chức và không thể xuống chức, như vậy còn một biện pháp ổn thỏa hơn, đó là cho ra rìa. Trước kia các bậc tiền bối thường có thủ đoạn ở phương diện này, cho một người ra rìa sẽ là biện pháp bảo vệ rất tốt, sau đó sẽ âm thầm đưa lên. Tất nhiên Lý Thông Viêm là một cán bộ trẻ trung khỏe mạnh, tất nhiên vẫn có thời gian phát triển trên đường làm quan, người này dù không cam lòng hay cam lòng cũng được, sau khi mưa gió qua đi thì sẽ tiếp tục được trọng dụng. Diệp Thừa Dân nghe Trịnh Thanh Tuyền báo cáo xong thì chỉ dùng giọng nhàn nhạt nói một câu đã biết rồi, sau đó tiếp tục vung bút phê chỉ thị. Diệp Thừa Dân từ chối cho ý kiến, thái độ rất mập mờ, thế nhưng Trịnh Thanh Tuyền biết mình nói như vậy đã là quá đủ. Hắn là người ở bên cạnh lãnh đạo nhiều năm, biết rõ ý nghĩ của hai chữ biết rồi là gì. Anh đã báo cáo tất cả tình huống cho lãnh đạo, chức trách của anh đã làm rất đúng mực, còn phương diện lãnh đạo xử lý như thế nào, phản ứng ra sao, đó là chuyện của lãnh đạo, sao có thể nói rõ cho anh biết được. Vì vậy không cần phải nói bóng gió này nọ với lãnh đạo thêm làm gì, mình nhất định phải nhịn. Trịnh Thanh Tuyền quay lại phòng làm việc của mình, hắn gọi điện thoại đi, giọng điệu căn bản là khá tự đắc. Một ngày sau tỉnh ủy Nam Giang cho ra văn kiện tạm thời cách chức đồng chí phó chủ tịch thành phố Loa Hồ là Lý Thông Viêm vì tự ý rời khỏi cương vị công tác, văn kiện nhanh chóng được đưa đến các thành phố trong tỉnh. Bên trong quyết định có ghi rõ cách chức đồng chí Lý Thông Viêm, cũng tiến hành xử phạt bí thư thị ủy Trương Hữu Quang, yêu cầu cấp ủy chính quyền thành phố Loa Hồ tự kiểm điểm lại công tác của mình. Quyết định này giống như một khối đá ngàn cân ném xuống làm cho mặt hồ bùng sóng. Các thành phố vốn đang có chút lơ là đã lập tức giống như lên dây cót, nhanh chóng hành động, coi công tác phòng chống dịch làm nhiệm vụ chính trị của mình. Khi quyết định mạnh tay này được cho ra thì có không ít tin đồn bắt đầu xuất hiện, rất nhiều người nói Vương Tử Quân chuyện bé xé ra to, bây giờ bọn họ càng mở miệng nói rất hăng, còn có người nói đến tác phong quân phiệt chuyên quyền độc đoán của Vương Tử Quân, lên tiếng bênh vực kẻ yếu là Lý Thông Viêm. Nhưng hiện tại vẫn chưa có ai dám mở miệng nói ra những lời như vậy, Vương Tử Quân vẫn có uy nghiêm quá mạnh mẽ ở Nam Giang, ai cũng không muốn xuất đầu lộ diện nhận lấy xui xẻo dưới tình huống không rõ ràng như thế này. Mưa gió Nam Giang vẫn tiếp tục bình hòa, ngày tháng lặng lẽ trôi qua. Sau một tháng thì tất cả các hạng mục công tác ở Nam Giang đều đâu vào đó, số người đeo khẩu trang khi đi lại trên đường dần giảm bớt. Mỗi buổi sáng Du Giang Vĩ đều đến phòng làm việc của Vương Tử Quân để báo cáo các công tác trong ngày, Vương Tử Quân chăm chú xem xét lịch trình của mình, sau đó bắt đầu một ngày công tác mới. Trưởng phòng Vương, hôm nay có thêm 2 ca bệnh, có 10 người xuất viện, chỉ có 1 người tử vong, đã 10 ngày rồi chưa từng xuất hiện ca bệnh mới. Du Giang Vĩ nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, giọng nói càng thêm vang dội. Vương Tử Quân cực kỳ vui mừng vì đã 10 ngày rồi chưa từng xuất hiện ca bệnh mới, tuy hắn không phải là chuyên gia y tế, thế nhưng từ những tư liệu này thì thấy rõ tình hình dịch bệnh trên cơ bản đã được khống chế trong phạm vi toàn tỉnh. Trọng điểm công tác kế tiếp chính là làm tốt công tác phòng chống lây nhiễm, chỉ cần làm cho tốt công tác này, như vậy tỉnh Nam Giang sẽ có thắng lợi lớn trong đợt dịch lần này. Vương Tử Quân nghĩ đến phương diện dịch bệnh bị áp chế mà trong lòng sinh ra cảm giác thành công. Trưởng phòng Vương, lúc này tổ công tác có đưa lên một văn kiện, khẩn cầu giảm cấp độ báo động của dịch bệnh, đây là một số phân tích của chuyên gia trong và ngoài nước. Du Giang Vĩ lưu loát đưa một phần văn kiện cho Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân lật văn kiện xem xét thì cửa phòng làm việc bị đẩy ra,
một người đàn ông đeo kính hơn 40 tuổi đi vào. Dù Giang Vĩ đang pha trà cho Vương Tử Quân, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như thế này. Dù sao thì phòng làm việc của Vương Tử Quân cũng không phải là địa phương khác, chỉ có một vài lãnh đạo cùng cấp bậc với Vương Tử Quân mới có thể đi vào mà không gõ cửa. Người này là ai? Vì sao lại vô lễ như vậy? Dù Giang Vĩ giật mình và dùng ánh mắt căm tức nhìn người đàn ông vừa đi vào, hắn trầm giọng hỏi, đồng chí, xin hỏi anh tìm ai? Tôi tìm ai sao? Tôi là Lý Thông Viêm của thành phố Loa Hồ, tôi làm như vậy có đúng quy củ không? Nhưng tôi không làm như vậy căn bản không thể được đi vào phòng làm việc của trưởng phòng Vương. Người đàn ông kia NSNF Du Giang Vĩ, trên mặt có chút hương vị đắc ý. Du Giang Vĩ cũng không xa lạ gì vị phó chủ tịch bị miễn chức này, dù sao thì vì chuyện này mà Vương Tử Quân đã cho ra không ít quyết tâm. Nhưng đối với bản thân Du Giang Vĩ thì đây là lần đầu tiên đối diện với Lý Thông Viêm. Du Giang Vĩ nhìn Lý Thông Viêm mà sinh ra cảm giác đầu óc đối phương không được bình thường, đầu tiên hắn thầm nghĩ nên khống chế đối phương lại. Khi hắn chuẩn bị mời Lý Thông Viêm ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, người đàn ông kia chợt đi đến bên cạnh trưởng phòng Vương rồi nói, trưởng phòng Vương, tôi biết rõ ngài là người cho ra quyết định miễn chức tôi, bây giờ tôi hỏi ngài một câu, vì sao tôi lại bị miễn chức? Vương Tử Quân nhìn Lý Thông Viêm, trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ. Thế nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa nói, đồng chí Lý Thông Viêm, mời anh ngồi, sự việc gì không nói ra sẽ không rõ ràng, chúng ta chậm rãi tâm sự. Vương Tử Quân nói rồi quay sang Du Giang Vĩ, Giang Vĩ, rót trà cho đồng chí Lý Thông Viêm. Sự ung dung trấn định của Vương Tử Quân làm cho Lý Thông Viêm cảm thấy sợ hãi, lúc này dũng khí trong lòng đã tan biến đi rất nhiều. Khi mà dũng khí dần tiêu tán, hắn càng tỏ ra quẫn bách trước mặt Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương, tôi muốn hỏi vì sao ngài lại miễn đi chức vụ của tôi. Sau khi tiếp nhận ly trà từ trong tay của Du Giang Vĩ thì Lý Thông Viêm lẩm bẩm nói. Anh không hiểu vì sao tôi miễn chức anh sao? Vương Tử Quân chờ Lý Thông Viêm uống xong một ngụm trà rồi dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Áp lực vô hình của Vương Tử Quân càng làm cho Lý Thông Viêm cảm thấy bối rối, dũng khí đã tiêu tán đi rất nhiều, bây giờ càng rơi xuống mức thấp nhất. Hắn nhìn nụ cười thản nhiên của Vương Tử Quân, sau đó hắn giữ vào tay vịn của ghế salon nói, trưởng phòng Vương, tôi nghĩ mãi mà không rõ, tôi đi kêu gọi đầu tư, đây là quyết định được thị ủy thông qua, tôi cũng không phải làm chuyện của riêng mình, vì sao tôi lại bị miễn chức. Đồng chí Lý Thông Viêm, anh cảm thấy mình bị oan uổng, nhưng từ góc độ của tôi, quyết định miễn chức của anh là không oan uổng chút nào. Chưa nói đến những phương diện khác. Anh là phó chủ tịch nắm công tác văn hóa giáo dục vệ sinh, anh nên biết đến phương án phòng chống dịch của Ủy ban Nhân dân tỉnh chứ. Chương 1485, một không an toàn tính mạng thì phát triển là vô nghĩa. Tình cảnh lúc này làm cho Du Giang Vĩ cảm thấy rất khó xử khi đứng trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn nhìn Lý Thông Viêm thở hổn hển với bộ dạng cực kỳ căm tức, thế là thầm hiểu Lý Thông Viêm đến tìm trưởng phòng Vương có lẽ là cực kỳ có dũng khí. Thế nhưng điều này khó nói các có vài vị lãnh đạo Nam Giang không nói gì. Lúc này vì trưởng phòng Vương đẩy mạnh công tác chứng thực phòng dịch mà đám cán bộ lãnh đạo tỉnh và thành phố đều tiếp nhận được những tin đồn nhảm. Mặc kệ Lý Thông Viêm thuộc về phạm vi thế lực nào, người trong quan trường mật báo tin tức cho người này chỉ là điều bình thường. Trong quan trường rất phức tạp, mối quan hệ trong đó càng phức tạp hơn. Có lẽ bây giờ những người trợ giúp sau lưng Lý Thông Viêm đang dùng ánh mắt hả hê nhìn về phía bên này. Lý Thông Viêm này căn bản là đầu óc cơ bắp, thế là Du Giang Vĩ định thừa cơ hội rót trà tiến lên kéo Lý Thông Viêm sang một bên, dùng giọng uyển chuyển nhắc nhở đối phương trước tiên nên về phòng làm việc của mình bình ổn tâm tình lại cái đã, sau đó hãy tiếp tục đến liên hệ với trưởng phòng Vương. Anh liều lĩnh xông vào như vậy, lại nổi giận đùng đùng chất vấn trưởng phòng Vương, sẽ có kết quả gì? Hành động này cũng chính là một phần công tác của Du Giang Vĩ. Những người tìm gặp trò chuyện với lãnh đạo cũng không tránh khỏi đó là những chủ nhân khó chơi, hắn làm thư ký phải xuất hiện kịp thời đúng lúc, sau đó nhanh chóng xen ngang những lời khó nghe. Hai bên có thể bình tâm tĩnh khí, dù như vậy không làm cho lãnh đạo của mình vui sướng thế nhưng ít nhất cũng có thể khuyên răn được những người đang kích động. Nhưng điều làm cho Du Giang Vĩ cảm thấy bất ngờ là Lý Thông Viêm không quan tâm đến mình. Hơn nữa trưởng phòng Vương cũng không cho Du Giang Vĩ cơ hội như vậy. Lại bình tĩnh mời Lý Thông Viêm ngồi xuống. Du Giang Vĩ đành phải đứng một bên, hắn
hắn sợ Lý Thông Viêm với tâm tình kích động sẽ làm ra những hành vi khác người. Điều này cũng khó trách, vì tổn thất của Lý Thông Viêm là khó thể đo lường được. Một khi mất đi chức vụ thì có ai không dám ra tay đánh cược một lần như vậy. Lý Thông Viêm chính là có ý nghĩ như thế, dù thế nào thì hắn cũng phải trò chuyện rõ ràng với Vương Tử Quân một lần. Trưởng phòng Vương, điều này, công tác phòng chống dịch chẳng qua chỉ là chuyện giật gân, ngài nói mình không tiếc thành phẩm, bỏ ra lực lượng lớn như vậy không phải vì 10 người lây bệnh sao? Anh biết, biết bên ngoài nói gì không? Nói là ngài bé xé ra to, là một công tác hao người tốn của. Hai mắt Lý Thông Viêm chợt sáng rực lên, hắn tìm được cái cớ để giải thoát cho mình, thế là cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Hắn nhìn Vương Tử Quân rồi nói tiếp, trưởng phòng Vương, bản thân tôi cũng cho là ngài bỏ gốc lấy ngọn, chuyện bé xé ra to, lãng phí nhân lực vật lực căn bản chỉ là dùng pháo cao xạ bắn ruồi muỗi. Ngài nói xem, tôi vì chuyện kêu gọi đầu tư cho thành phố Loa Hồ mà một ngày chạy đến thủ đô còn chưa kịp dùng cơm, bận rộn đến mức không kịp xoay người, phải vận dụng tất cả khả năng của mình. Tôi vất vả chạy hạng mục là vì cái gì? Cuối cùng lại có kết quả như vậy sao? Tôi không kích động được sao? Tôi cứ như vậy mà bị miễn chức, người ta sẽ nhìn tôi thế nào? Tôi thỉnh cầu tỉnh ủy cho tôi được lên tiếng, tôi có gì là sai? Du Giang Vĩ thấy Lý Thông Viêm kích động thiếu chút nữa đã vỗ bàn, hắn tranh thủ tiến lên châm trà, khẽ động vào người yêu cầu đối phương ngồi xuống, lại khẽ nói, Chủ tịch Lý, mời ngài uống nước. Vương Tử Quân dựa lưng lên ghế salon, hai tay duỗi thẳng đặt lên tay vịn, hai mắt nhìn về phía trước, biểu hiện hờ hững, rất khó thể đoán được lúc này trong lòng hắn đang nghĩ gì. Du Giang Vĩ tiến lên cầm ly trà của Vương Tử Quân vừa rót nước vừa khẽ nói, trưởng phòng Vương, phía khách sạn Nam Giang bên kia gọi điện thoại đến thúc giục, người tham gia hội nghị đã đến đông đủ, đang chờ ngài xuất hiện. Du Giang Vĩ dù nói rất khẽ nhưng lại làm như cố ý cho Lý Thông Viêm nghe được. Hắn muốn thông qua phương thức này để ám hiệu với Lý Thông Viêm, đó là trưởng phòng Vương còn có hội nghị quan trọng, anh nên đi là vừa. Không ngờ Vương Tử Quân giống như không nghe thấy lời nói của Du Giang Vĩ, hắn vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích. Lý Thông Viêm càng giống như có được chủ ý của mình, hắn có quyết tâm đập nồi dìm thuyền, phải phản kháng với Vương Tử Quân, thế nên căn bản không có ý muốn bỏ đi. Chủ tịch Thông Viêm, thị ủy Loa Hồ sắp xếp cho anh về thủ đô chạy hạng mục. Anh muốn đi cũng không có vấn đề, tôi có thể hiểu điều này, nhưng công tác giao tiếp của anh thì ra sao? Anh có sắp xếp cho các đồng chí khác ở nhà xử lý công tác của mình hay không? Anh nên suy nghĩ một chút, anh là người phụ trách chủ yếu công tác phòng chống dịch ở thành phố Loa Hồ thế nhưng lại chạy đi chạy lại với bộ dạng xung xoe, nếu như vậy không phải các quận huyện trong thành phố đều sẽ làm theo hay không? Anh có biết trạng thái công tác của tuyến dưới là gì không? Những người trên có chính sách dưới có đối sách như anh nếu không bị trừng phạt, như vậy công tác phòng chống dịch ở các thành phố khác sẽ được triển khai mở rộng như thế nào? Vương Tử Quân căn bản cũng nổi giận, thế nên giọng điệu cũng nghiêm khắc hơn, Chủ tịch Lý anh là Phó Chủ tịch thành phố Loa Hồ, đặt anh ở vị trí này chủ yếu là vì làm công bộc cho dân, quần chúng nhân dân là cơm cha áo mẹ của anh, khi tính mạng của bọn họ bị uy hiếp thì anh căn bản không bảo đảm công tác của mình. Tôi nói cho anh biết. Cái gì là phát triển kinh tế, cái gì là kêu gọi đầu tư, thuần túy là vô nghĩa. Quan trọng nhất chính là vấn đề an toàn tính mạng của quần chúng nhân dân, anh tự ý tạm rời khỏi cương vị công tác là hành vi gì. Đây là không làm tròn trách nhiệm của mình, anh có biết không? Vương Tử Quân liên tiếp đặt câu hỏi làm cho Lý Thông Viêm rơi vào tình huống nhà dột gặp mưa đêm, nhanh chóng trở nên ỉu xìu. Xét về phương diện tài ăn nói thì Lý Thông Viêm căn bản có chênh lệch lớn với Vương Tử Quân, hơn nữa Vương Tử Quân còn đứng trên nền tảng đại nghĩa của nhân dân. Đồng chí Lý Thông Viêm, thế nào là làm tốt công tác phòng dịch và phải làm đến mức độ nào thì tỉnh ủy đã được chuyên gia cho ra lời khuyên quá rõ ràng, cũng nhanh chóng cho ra quyết định sau khi Sở Y tế báo cáo lên tuyến trên, anh căn bản không thể nào nghi vấn quyết định của tỉnh ủy được. Vào thời điểm quan trọng thượng cấp cho ra quyết sách, anh cần phải căn cứ vào nguyên tắc hạ cấp phục tùng thượng cấp, phục tùng nguyên tắc toàn cục, hiểu phải chấp hành, không hiểu cũng phải chấp hành. Anh làm trái với phương án, tiến hành xử lý miễn chức của anh căn bản không có bất kỳ vấn đề gì, bây giờ điều anh nên làm chính là suy xét đến hành vi của mình, mà không phải chạy đến đây lớn tiếng với tôi. Vương Tử Quân nói rồi khoát tay áo nói với Lý Thông Viêm, nếu như không có chuyện gì khác, anh tự giải quyết cho tốt,
tôi còn một hội nghị cần tham gia ở khách sạn Nam Giang. Chương 1485, 2, không an toàn tính mạng thì phát triển là vô nghĩa. Lý Thông Viêm thất thần chán nản rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, Vương Tử Quân ngồi trong phòng mà không khỏi cau mày. Lý Thông Viêm có thể chạy đến phòng làm việc của hắn, việc này có người cố ý dựng lên ở phía sau hay không? Hắn giống như thấy được bóng dáng của một người nào đó. Trưởng phòng Vương, tôi không làm tốt công tác của mình. Du Giang Vĩ đứng trước mặt Vương Tử Quân rồi dùng giọng kiểm điểm nói. Vương Tử Quân khoát tay áo nói, điều này không liên quan gì đến cậu, người nên đến sẽ phải đến, sau này nếu Lý Thông Viêm còn đến tìm tôi, cậu không cần ngăn đón, trực tiếp cho anh ta đi vào. Du Giang Vĩ không ngờ Vương Tử Quân lại có sắp xếp như vậy với Lý Thông Viêm, thế nhưng hắn là thư ký, công tác chủ yếu là chấp hành đúng theo chỉ thị của lãnh đạo. Vì vậy dù trong lòng thầm cảm thấy không hay thế nhưng vẫn phải gật đầu. Vì hôm nay có một hội nghị nên sau khi Vương Tử Quân sắp xếp vài hạng mục công tác đơn giản với Du Giang Vĩ thì lên xe đi về phía khách sạn Nam Giang. Khi xe sắp ra khỏi khu văn phòng tỉnh ủy, Du Giang Vĩ ngồi phía trước chợt nói, trưởng phòng Vương, anh xem kìa. Vương Tử Quân nhìn theo hướng tay của Du Giang Vĩ, hắn thấy Lâm Trạch Viễn đi vào khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Bên cạnh chính là thư ký Tiểu Cát của thư ký trưởng Trịnh Thanh Tuyền. Vương Tử Quân hiểu ý của Du Giang Vĩ, hắn khoát tay áo, tỏ ý Du Giang Vĩ không cần tiếp tục lên tiếng, chính mình thì tựa lưng ra hàng ghế sau xe. Hai ngày sau đó Vương Tử Quân nhận được điện thoại của Nguyễn Chấn Nhạc, tuy hai người đã cho ra tư thái gặp mặt xóa hết ân oán, thế nhưng vì phương diện công tác mà hai người chưa từng gọi điện thoại cho nhau. Lúc này Nguyễn Chấn Nhạc gọi điện thoại đến. Vương Tử Quân không khờ dại cho rằng đối phương muốn ôn chuyện với mình. Sau khi nối thông điện thoại thì Nguyễn Chấn Nhạc rất thân mật, nhưng sau khi nói xong thì Nguyễn Chấn Nhạc trầm giọng nói, trưởng phòng Vương, đáng lý ra phó trưởng ban Trần phải gọi điện thoại cho anh, thế nhưng anh ấy tạm thời có việc cần báo cáo với lãnh đạo, thế cho nên anh ấy ủy thác cho tôi. Vương Tử Quân nghe giọng nói nghiêm túc của Nguyễn Chấn Nhạc, hắn cũng đoán được mục đích của đối phương, thế là chờ Nguyễn Chấn Nhạc mở miệng. Trưởng phòng Tử Quân, có phải trong tỉnh Nam Giang có một phó chủ tịch tên là Lý Thông Viêm hay không? Hôm nay anh ấy đến ban tổ chức trung ương phản ánh với phó trưởng ban Trần về việc mình bị miễn chức ở Nam Giang. Tâm tình của đồng chí này rất kích động, thế nhưng trưởng ban Trần cảm thấy anh ấy kích động cũng không phải không có lý do. Ý nghĩ của trưởng ban Trần chính là tỉnh Nam Giang có chút qua loa ở phương diện xử lý sự việc liên quan đến chủ tịch Lý Thông Viêm. Đây là lời chất vấn của trưởng ban Trần. Vương Tử Quân hiểu rõ ràng, tốt nhất nên xử lý qua loa, nhanh chóng sửa đổi. Vương Tử Quân hít vào một hơi thật sâu rồi nói với Nguyễn Chấn Nhạc, Cục trưởng Nguyễn, về quyết định xử lý đồng chí Lý Thông Viêm, chúng tôi đã lập hồ sơ báo cáo lên trên, nguyên nhân cũng đã ghi lại rất rõ ràng. Mặc dù đồng chí này cũng là vì công tác, thế nhưng chúng tôi không thể mở một mặt lưới với anh ấy mà qua loa cho xong, nếu như bất cứ chuyện gì qua loa cho xong cũng tìm được một lý do giải vây cho mình. Như vậy sau này cấp ủy chính quyền tỉnh cho ra quyết định còn được tuyến dưới chấp hành hay không? Ha ha, trưởng phòng Vương, anh cũng không đáng kích động vì sự kiện này, tôi gọi điện thoại cho anh chỉ là vì muốn thay mặt lãnh đạo tìm hiểu tình huống cụ thể. Tôi cảm thấy Lý Thông Viêm có sai lầm không nhỏ, nhưng thượng cấp lại thấy anh ấy có nguyên nhân của mình, thế nên mong anh hạ tay xuống một chút, sự việc đặc biệt thì có gì là khó. Nguyễn Chấn Nhạc nói rất chân thành. Vương Tử Quân tuy không cho là đúng cũng phải cười nói, lúc này công tác phòng dịch ở Nam Giang đang ở vào giai đoạn mấu chốt, nếu như buông lỏng thì rõ ràng là kiếm củi 3 năm đốt cháy 1 giờ. Kính mong Bí thư Nguyễn báo cáo với lãnh đạo, mong lãnh đạo hiểu rõ nỗi khổ tâm của Nam Giang chúng tôi, nhân mạng quan trọng hơn trời, thật sự không qua loa được. Nếu không đồng ý thì tất nhiên nửa câu cũng không hài lòng, sau khi cúp điện thoại của Nguyễn Chấn Nhạc thì Vương Tử Quân châm một điếu thuốc. Khói thuốc lượn lờ trong phòng, gương mặt Vương Tử Quân có chút mơ hồ, hắn nở nụ cười tự chế giễu rồi dụi nửa điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn. Tình hình của mình bây giờ căn bản đã quá sơ hở đối với người khác, bọn họ bây giờ đang cố gắng lái sự việc theo hướng quan trọng hóa, có lẽ đang muốn hướng về phía mình. Khi Vương Tử Quân mở cửa sổ ra thì lại rót cho mình một ly trà, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Sau tiếng gõ cửa, Diệp Thừa Dân đi vào với gương mặt đầy nụ cười. Trưởng phòng Tử Quân, anh thật sự rất thanh nhàn.
Sau khi Dương Độ Lục đến tuyên bố bổ nhiệm Lý Thừa Uyên thì Diệp Thừa Dân cũng ít khi để Vương Tử Quân đến phòng làm việc báo cáo công tác, chỉ cần có công tác cần liên hệ thì phần lớn là tự Vương Tử Quân đến báo cáo cho Bí Thư Diệp. Phản ứng đầu tiên của Vương Tử Quân khi thấy Diệp Thừa Dân đi vào trong phòng làm việc của mình mà không thông báo trước như thế này là cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng, nhưng hắn vẫn bảo trì sự tỉnh táo của mình. Hắn tất nhiên không đắc chí vì chút đãi ngộ đặc thù như thế này, thậm chí còn mẫn cảm thấy rõ một người là lãnh đạo lão thành như Diệp Thừa Dân có lẽ muốn dùng biện pháp nâng lên rồi giết với mình. Vì ứng phó với phương pháp nâng lên rồi giết của Diệp Thừa Dân mà Vương Tử Quân tỏ ra cực kỳ an phận, chỉ cần Diệp Thừa Dân đến một lần thì hắn phải chạy lại quả 2-3 lần, chỉ có như vậy mới có thể hóa giải đi mà thôi. Bí thư Diệp, mời ngài ngồi. Vương Tử Quân vội vàng đứng lên khỏi ghế, hắn nhanh chóng tiến lên chào đón Diệp Thừa Dân. Lần này đi theo sau lưng Diệp Thừa Dân còn có thư ký Khuất Chấn Hưng, sau khi ngồi xuống thì lão nói, trưởng phòng Tử Quân, tôi đến phòng làm việc của anh đã khá nhiều lần, mỗi lần nhìn thấy bồn hoa lan của anh thì lại phấn chấn tinh thần hơn không ít. Tôi thật sự không biết anh trồng nó như thế nào, anh nhìn mà xem, nó mọc lên quá xanh tốt, bồn hoa của tôi thì căn bản đã đến mức hấp hối đến nơi rồi. Vương Tử Quân biết rõ Diệp Thừa Dân đến phòng làm việc của mình tuyệt đối không phải là bàn về hoa cảnh, nhưng hắn vẫn mỉm cười ứng phó, bí thư Diệp, hoa này có tươi tốt hay không có liên quan đến phương diện cấp bậc, bồn hoa lan của ngài chỉ thích hợp cho cấp dưới nuôi trồng, nó căn bản không thể nào chịu được hương khí phú quý của ngài. Ha ha, Tử Quân, khó có được câu nói như vậy của anh. Diệp Thừa Dân chỉ vào Vương Tử Quân rồi cười nói, Tử Quân, gần đây trưởng phòng tuyên truyền thành phố Lâm Hồ vì phương diện tuổi tác mà được điều nhiệm đến Hội đồng Nhân dân thành phố, phòng tổ chức các anh có suy xét gì với vị trí này không? Thành phố Lâm Hồ, Vương Tử Quân căn bản có chút mẫn cảm với vấn đề của thành phố Lâm Hồ, thế nhưng trong phạm vi mẫn cảm đó cũng không kể một trưởng phòng tuyên truyền. Hắn cảm thấy mình sẽ không để ý đến một vị trí trưởng phòng tuyên truyền như vậy, tất nhiên Diệp Thừa Dân cũng sẽ không quá chú ý đến điều này. Chương 1486, chĩa tên lên người, chúng bạn xa lánh. Nếu như một chức vụ như vậy để chống sẽ không đáng làm cho Diệp Thừa Dân chạy đến phòng làm việc của mình như thế này, vì thảo luận về nhân tuyển cho vị trí trưởng phòng tuyên truyền thành phố Lâm Hồ chỉ là một lời dẫn mà thôi. Bí thư Diệp, cũng có vài nhân tuyển được đề cử. Thế nhưng cuối cùng còn cần ngài xem xét. Lời nói dễ nghe không tốn tiền mua, lúc này Vương Tử Quân cũng không keo kiệt những lời như vậy với Diệp Thừa Dân. Diệp Thừa Dân nở nụ cười nói, trưởng phòng Tử Quân, suy xét phương diện nhân tuyển có thể thả lỏng một chút, tôi lần này đến chính là muốn đề cử với anh một nhân tuyển. Diệp Thừa Dân nói rồi khẽ tiếp tục, anh xem Lý Thông Viêm như thế nào. Tuy anh ấy phạm vào sai lầm, thế nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân. Hơn nữa anh ấy là người có năng lực công tác tốt, sắp xếp đơn vị tốt cũng căn bản là bớt lo. Hai chữ bớt lo được Diệp Thừa Dân nói ra rất hời hợt, thế nhưng ý nghĩa của nó là gì thì Vương Tử Quân hoàn toàn có thể hiểu được. Hắn biết rõ vì sao Diệp Thừa Dân lại nói như vậy với mình. Lý Thông Viêm phản ánh với lãnh đạo tuyến trên, Diệp Thừa Dân tất nhiên biết rõ điều này. Lão cho ra một phương án như vậy xem như giải quyết tất cả vấn đề. Thế nhưng phương án này lại làm cho Vương Tử Quân cảm thấy khó chịu. Từ thành phố Loa Hồ đến thành phố Lâm Hồ chính là một bước tiến nhỏ, từ một vị phó chủ tịch bình thường tiến lên thường ủy thị ủy lại là một tiến bộ lớn. Tuy Diệp Thừa Dân nói đến chuyện này giống như hạ bậc thang cho Vương Tử Quân, thế nhưng một cán bộ chưa mất chức bao lâu lại được tăng lên nửa cấp, điều này là đả kích không nhỏ. Nếu như xuất phát từ bản thân thì Vương Tử Quân sẽ có thể thỏa hiệp. Dù sao thì một vị trí trưởng phòng tuyên truyền cũng không phải là chuyện gì lớn. Thậm chí giải quyết tâm tư này của Diệp Thừa Dân cũng không phải là chuyện gì xấu. Nhưng sự việc này có lực ảnh hưởng rất lớn, người ta vốn đang hoài nghi về công tác phòng chống dịch bệnh, bây giờ lại càng tạo lên lực lượng đánh vào rất sâu. Giai đoạn trước Vương Tử Quân đã cố gắng rất lớn vì công tác này, hắn không muốn mất sạch chỉ trong thời gian khoảnh khắc. Vương Tử Quân nhìn gương mặt nhàn nhạt của Diệp Thừa Dân. Hắn trầm giọng nói, bí thư, dựa theo quy định thì đồng chí Lý Thông Viêm phải qua một thời gian khảo sát mới có thể được điều động vị trí khác. Vương Tử Quân từ chối làm cho nụ cười của Diệp Thừa Dân có chút cứng nhắc. Lão dùng ánh mắt đầy ý nghĩa nhìn Vương Tử Quân, sau đó chậm rãi nói, nếu đã như vậy thì cứ xử lý theo đúng như lời nói của trưởng phòng Vương.
Tuy sự việc đàm phán không thành nhưng hai người đều giỏi điều tiết tâm tư của mình, những lời nói sau đó không những được hai bên làm cho trở nên sinh động, hơn nữa còn giống như thân thiết và nóng ấm hơn cả vừa rồi. Tình cảnh như vậy không khỏi làm cho Du Giang Vĩ đứng bên cạnh thầm cảm khái. Nhưng hắn biết rõ đây chỉ là một hiện tượng tạm thời, dù là trưởng phòng Vương hay là bí thư Diệp cũng đã trồng trong lòng đối phương một cây đinh lớn. Diệp Thừa Dân ngồi thêm 20 phút sau đó mới đứng lên chuẩn bị cáo từ. Trước khi đi lão có nói với Vương Tử Quân, trưởng phòng Tử Quân, hai ngày trước tôi đến thủ đô họp có lãnh đạo đã đưa ra ý kiến với công tác của chúng ta ở Nam Giang. Nói là chúng ta công tác quá lo trước sợ sau, chú ý quá mức, ảnh hưởng bất lợi cho tiến trình phát triển kinh tế. Diệp Thừa Dân nói rất hàm hồ nhưng Vương Tử Quân nghe và hiểu rõ ràng. Lý Thông Viêm từ thủ đô quay về, hơn nữa còn có người ở thành phố Loa Hồ tiếp nhận công tác của người này, thế là sự việc giống như trở nên yên tĩnh. Lúc này hiệu quả phòng dịch ở Nam Giang ngày càng tốt, không những không tiếp tục xuất hiện ca bệnh mới. Thậm chí những người bị xác định nhiễm virus cũng lần lượt được chữa khỏi. Nếu như tình huống này đặt vào thời điểm kiếp trước, như vậy sẽ là một sự kiện cực kỳ đáng giá, nhưng bây giờ chuyện này càng làm cho Vương Tử Quân phải suy xét. Nói thật hắn có chút khổ sở, biết đâu là do mình làm việc quá mức. Chào trưởng phòng Vương, bây giờ tôi thấy những ca nhiễm virus trong tỉnh đang dần giảm bớt, thế cho nên tôi muốn tiến hành phỏng vấn ngài. Xin hỏi ngài là lãnh đạo tổ công tác phòng dịch ở tỉnh Nam Giang. Vương Tử Quân vừa ra khỏi một phòng hội nghị thì bị vài phóng viên vây quanh, một phóng viên nói tiếng Trung rất lưu loát nhưng rõ ràng là người nước ngoài nhanh chóng đặt vấn đề với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản cũng không luống cuống vì phỏng vấn đột nhiên như thế này, thế nhưng dựa theo quy định thì hắn vẫn bảo trì sự trầm mặc mà đi về phía chiếc xe của mình. Vị phóng viên kia lại theo sát không tha. Lại càng lớn tiếng nói, khi chúng tôi đến đây đã tiến hành thăm hỏi ý kiến chuyên gia trong nước, cho rằng Nam Giang rõ ràng là xé bé ra to, xin hỏi ngài suy xét sự việc này như thế nào. Vương Tử Quân không nghe rõ vị phóng viên kia tiếp tục nói như thế nào, hắn được đám nhân viên công tác kéo lên xe, sau đó rời khỏi phòng họp. Du Giang Vĩ cũng có chút luống cuống tay chân với sự kiện bất ngờ này, hắn nhìn thoáng qua vẻ mặt bình thản của Vương Tử Quân. Sau đó vội vàng giải thích, trưởng phòng Vương, nghe nói những ngày qua phát hiện một người bị sốt ở phi trường, nhân viên công tác nhanh chóng quyết định giữ người này lại tiến hành trị liệu, bây giờ đã được loại ra khỏi danh sách người bệnh. Thế nhưng người kia lại tố cáo chúng ta làm trễ nãi công tác của mình, yêu cầu chúng ta tiến hành bồi thường. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Có thể sự việc như vậy cũng không tính là đã xong. Ngày hôm sau Vương Tử Quân đi làm không những thấy một tờ báo nước ngoài được phòng tuyên truyền đưa đến, còn thấy không ít báo chí trong nước đăng lại bản tin này. Tuy nhiều tờ báo không tỏ thái độ rõ ràng, thế nhưng bọn họ căn bản lại tỏ ra không hiểu nổi sự việc lại được thúc đẩy như vậy, thậm chí có tờ báo dùng từ sợ bóng sợ gió để nói về công tác của tỉnh Nam Giang. Trưởng phòng Vương, vừa rồi tôi nghe nói Chủ tịch Trình bị Bí thư Diệp mắng cho một chặp, nói là không làm tốt công tác. Để cho tỉnh nhà rơi vào thế bị động. Du Giang Vĩ khẽ đi đến bên cạnh rồi mở miệng báo cáo với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân có thể nghĩ ra được tình hình Diệp Thừa Dân phê bình Trình Viên Lệ, tuy Trình Viên Lệ là một nữ thường ủy duy nhất trong tỉnh, có vài phương diện được quan tâm, thế nhưng cũng không tránh khỏi tình huống bị chỉ trích. Trình Viên Lệ là phó chủ tịch nắm công tác văn hóa giáo dục y tế kiêm trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy, bây giờ có lẽ đang bị đưa lên đầu sóng ngọn gió. Mặc dù Trình Viên Lệ chưa từng nói với Vương Tử Quân về vấn đề này, thế nhưng hắn có thể thấy được áp lực mà nàng đang gánh chịu. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi gọi điện thoại cho Trình Viên Lệ. Điện thoại nhanh chóng nối thông, bên trong vang lên tiếng cười vui sướng của Trình Viên Lệ, trưởng phòng Tử Quân, lúc này gọi điện thoại có phải muốn mời tôi dùng cơm không? Dùng cơm thì không là vấn đề rồi. Vương Tử Quân nghe giọng nói kèm theo nụ cười của Trình Viên Lệ thì trầm mặc giây lát. Sau đó lại nói, đây chủ yếu là chuyện của tôi, lát nữa tôi sẽ đi giải thích rõ ràng với Bí thư Diệp. Tử Quân, Bí thư Diệp không tìm anh, như vậy anh nói gì cũng không được, tôi đến vị trí hiện tại cũng xem như đã lên đến đỉnh, cho dù bị Bí thư Diệp phê bình cũng không có vấn đề. Nhưng anh thì không giống với tôi, anh là người tương lai dệt hoa thêu gấm, anh không đáng vì chuyện này để làm tổn thương hòa khí giữa hai bên. Trình Viên Lệ dùng giọng chân thành nói. Dù sao thì cũng không có người dám nói gì về anh cứ giả vờ như không nghe thấy là được.
giả vờ như không nghe thấy. Vương Tử Quân biết mình không thể làm được điều này, hắn nghĩ đến phương diện khống chế dịch bệnh và tình cảnh của Trình Viên Lệ, thế là cảm thấy có chút bi thương. Mặc dù đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy mình làm như vậy là ngẩng đầu không xấu hổ với trời, cúi mặt không hổ thẹn với đất, thế nhưng dù thế nào thì cũng có vài phần quấn quýt ở phương diện tâm lý. Sau khi hàn huyên vài câu với Trình Viên Lệ thì Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống, hắn hạ quyết tâm chính mình đã kiên trì công tác này, như vậy cũng không nên để cho Trình Viên Lệ phải chịu trách nhiệm. Khi Vương Tử Quân đang hạ quyết tâm thì điện thoại chợt vang lên, hắn nhìn vào dãy số gọi đến thế là khẽ đóng cửa. Sau đó mới cầm điện thoại lên. Ngoan nào, gọi ba ba đi. Giọng nói trong trẻo dễ nghe của Lâm Dĩnh Nhi vang lên từ đầu dây bên kia làm cho người ta sinh ra cảm giác khoan khoái dễ chịu. Nhưng tiểu thụ nha lại không chịu nể mặt Lâm Dĩnh Nhi, chẳng những không dùng giọng ngọt ngào gọi ba, ngược lại còn khóc oa oa nói, đây không phải là ba ba của con rất cao, là người lớn, không phải là ống điện thoại. Vương Tử Quân và Lâm Dĩnh Nhi đều tức cười vì lời nói của tiểu thụ nha. Dưới tình huống này thì tâm tình của Vương Tử Quân căn bản đã chuyển biến tốt hơn một chút. Sau khi trêu chọc con trong chốc lát thì Lâm Dĩnh Nhi đi vào chính đề, Tử Quân, lúc này phương diện phòng chống dịch bệnh ở Nam Giang có phải gặp phiền toái gì không? Em nghe không ít người nói làm như vậy là không tốt, căn bản khuếch đại sự việc làm ảnh hưởng đến phương diện phát triển kinh tế của Nam Giang, căn bản là tổn thất không nhỏ. Chương 1487, một thời điểm không nơi nương tựu thì nương nhờ em. Vương Tử Quân đã ý thức được tình thế trước mắt không lạc quan, nhưng cũng không biết nó đến mức độ như vậy. Xuất hiện thế cục như thế cũng là vì dịch bệnh đã được khống chế, nhưng cũng không thiếu sự trợ giúp của nhiều người. Vương Tử Quân là người ở trong quan trường lâu năm, hắn căn bản không thể nói là chưa quen thuộc quan trường. Hắn tiến lên từng bước từ xã Tây Hà Tử. Mỗi một bước tuy đều có cơ hội lọt vào mắt xanh của lãnh đạo, thế nhưng cũng không thể phủ nhận năng lực của hắn. Cho đến bây giờ Vương Tử Quân không phải không thừa nhận có một câu nói quá đúng như thế này, người trong nước rất xấu xa, biện pháp đánh bại đối thủ tốt nhất chính là gậy ông đập lưng ông. Biết đâu từ khi mình nhúng tay vào vụ này thì đối thủ đã đứng lên diễn một vở kịch rồi. Anh à, em nghe mẹ nói hai ngày qua bố liên tục mất ngủ. Lâm Dĩnh Nhi trầm mặc giây lát rồi nói với Vương Tử Quân. Với vị trí hiện tại thì căn bản có nhiều chuyện làm cho Lâm Trạch Viễn cảm thấy mất ngủ, nhưng Vương Tử Quân không tự chủ được phải ôm đồm sự việc lên người mình. Sở dĩ phương án phòng chống dịch ở Nam Giang được thông qua là nhờ sự giúp đỡ của Lâm Trạch Viễn, tình huống hiện tại nếu Lâm Trạch Viễn cảm thấy vui vẻ mới lạ. Vương Tử Quân cảm thấy rất áy náy, hắn chỉ có thể mở miệng an ủi Lâm Dĩnh Nhi. Sự việc này cũng không gây ảnh hưởng đến chú Lâm, em cứ yên tâm. À, anh, nếu anh không lo lắng gì thì tốt, em đã nói với chị Tiểu Bắc, chúng ta làm hàng xóm thật sự rất tốt. Lâm Dĩnh Nhi dùng giọng vui vẻ nói. Vương Tử Quân thầm nghĩ nếu mình không làm quan thì cuộc sống có tiêu xái hơn hiện tại hay không? Biết đâu quyền lực là một món đồ tốt, khi anh ở trên độ cao nào đó thì căn bản sẽ không tự giác bị người ta tô điểm cho trở nên đẹp đẽ. Một khi anh rơi vào hoàn cảnh khó khăn, căn bản sẽ bị người đổ ngã, đến lúc như vậy còn có ai thương yêu mình. Lâm Trạch Viễn mất ngủ làm cho Vương Tử Quân cảm thấy rất áy náy, tuy hắn đi đến được vị trí hiện tại không hoàn toàn nhờ cậy vào Lâm Trạch Viễn, thế nhưng ảnh hưởng của Lâm Trạch Viễn căn bản là chỗ nào cũng có. Vương Tử Quân luôn kính trọng Lâm Trạch Viễn, trong mắt hắn thì Lâm Trạch Viễn là một người công thành danh toại nhưng không quá kiểu cách nhà quan. Không biết từ bao giờ hắn cảm thấy Lâm Trạch Viễn ngoài việc nghiêm khắc với mình, giống như còn có trộn lẫn vài thứ gì khác. Hắn và Lâm Trạch Viễn đi lại với nhau tương đối gần, hơn nữa Lâm Trạch Viễn vô tình coi hắn là truyền nhân. Mặc dù đề tài này cũng không có người nào nhắc đến, thế nhưng hai bên ngầm hiểu lẫn nhau, được đại đa số tán thành. Vương Tử Quân có chút không vui, hắn cúi đầu trầm ngâm giây lát, ánh mắt chợt rơi lên một bộ tranh thư pháp. Đó là một bộ tranh chữ do Mạc Lão Gia Tử tự tay viết cho hắn, nội dung, một lòng vì công. Lúc này Vương Tử Quân chợt cảm thấy cực kỳ cảm khái, hắn sở dĩ cố gắng thúc đẩy công tác hiện tại cũng là vì không muốn virus tiếp tục tàn phá bừa bãi gây nguy hại đến tính mạng của công dân. Kết quả sự việc thật sự giống như nguyện vọng của Vương Tử Quân, không, phải nói là còn tốt hơn cả suy đoán của hắn, thế nhưng kết quả này lại bị người lấy làm cái cớ để tấn công hắn. Mình đã một lòng công tâm, cần gì phải quan tâm đến cái nhìn của người khác.
Vương Tử Quân tự an ủi mình một phen, sau đó tiếp tục công tác thường ngày. Buổi tối Vương Tử Quân từ chối hai lời mời, hắn chuẩn bị quay về nhà nghỉ ngơi. Mạc Tiểu Bắc còn chưa từ thủ đô quay về, hắn cảm thấy có chút vắng vẻ. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị về nhà thì nhận được điện thoại của Liêu An Như. Liêu An Như mời Vương Tử Quân dùng cơm ở thành phố Đông Hồng, hắn do dự giây lát rồi lái xe chạy đến điểm hẹn. Bầu không khí khá mát dịu, ngọn đèn dịu dàng từ bên trên chiếu sáng cả con đường làm cho lòng người bên dưới cảm thấy ấm áp. Những năm qua thành phố Đông Hồng phát triển theo từng ngày, thế nhưng điểm đáng khen chính là chú trọng tăng trưởng phát triển kinh tế thế nhưng cũng không quên văn hóa và môi trường. Dòng sông bao quanh thành phố giống như một người mẹ hiền lành có thể khoan dung tha thứ cho tất cả những gì đang diễn ra, hơn nữa còn mở rộng bàn tay giống như đón những đứa con ngoan về nhà ngủ. Vương Tử Quân đi dọc theo con kênh bảo vệ thành phố đến địa điểm ước hẹn với Liêu An Như, hắn giật mình phát hiện địa điểm này cũng không phải là nhà hàng khách sạn gì, là một khu biệt thự đầy hoa rất đẹp. Khi thành phố Đông Hồng tiến hành cải tạo con sông bao quanh thành phố, con đê bên sông hầu như trở thành một địa điểm hóng mát ngắm cảnh, hơn nữa ở bên cạnh có rất nhiều công viên, cỏ tươi hoa thơm đầy đường. Con đê đứng sừng sững bên cạnh sông, bên dưới là sóng nước lăn tăn, thỉnh thoảng có một con sóng ảo đến vỗ vào ghè đá, có vài tán liễu khẽ phất phơ trong gió nhẹ. Tình cảnh trước mắt không khỏi làm cho người ta cảm thấy thán phục sự thành công khi cải tạo khuôn viên nơi này, phong cảnh hữu tình càng làm cho những khu biệt thự ở chung quanh có thêm sức quyến rũ khác lạ. Một con đường trải nhựa nho nhỏ quanh co đưa đến một căn biệt thự xinh đẹp, Vương Tử Quân dừng lại bên ngoài cổng một lát, nói chung Liêu An Như đã chuẩn bị xong tất cả, bảo vệ nhanh chóng tiến lên chào và đưa hắn đi vào trong nhà Liêu An Như. Khi Vương Tử Quân đi vào trong biệt thự thì Liêu An Như không trang điểm mặc một bộ trang phục trong nhà nở nụ cười vui vẻ tiến lên chào đón. Những năm qua Vương Tử Quân luôn gặp mặt Liêu An Như ở những nơi công cộng. Bây giờ nàng xuất hiện trước mặt hắn với một bộ trang phục ở nhà, hắn giống như sinh ra cảm giác nối liền hai thế hệ, đây không phải là người vợ từng kết tóc xe tơ với mình sao? Tình cảnh quen thuộc càng làm cho Vương Tử Quân muốn tiến lên ôm lấy Liêu An Như vào trong lòng. Liêu An Như căn bản là quá xinh đẹp, vừa cứng rắn vừa dịu dàng nhã nhặn, cũng không còn sự diễm lệ khi xuất hiện trước mặt công chúng, bây giờ nàng là một người dịu dàng yên tĩnh khó có được. Nàng giống như đóa đinh hương ở Yên Chi Nam, yên lặng, nhàn nhạt và hàm súc, không chú tục tĩu và khoa trương. Khi ánh mắt Liêu An Như tiếp xúc với ánh mắt của Vương Tử Quân, trên gương mặt nàng chợt bùng lên cảm giác yêu thương khó thể nào che giấu. Cảm giác yêu thương này giống như ánh mặt trời ấm áp làm cho người ta cả ẩm thấy an tường thoải mái, làm cho tất cả mọi lo lắng mỏi mệt chất đống trong lòng tan thành mây khói, thể xác và tinh thần lao lực tột độ cũng tìm được sự phóng thích cực hạn của mình. Vương Tử Quân chỉ cảm thấy một xúc động bùng lên vây quanh người mình, hắn thật sự muốn chạy lên ôm cô gái kia vào trong lòng, thế nhưng một chút lý trí còn lại đã giúp hắn khống chế được chính mình. Anh đã về rồi, Liêu An Như nhìn Vương Tử Quân, trên gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần vui sướng. Ừ, anh về rồi. Lời nói của Liêu An Như giống như kéo Vương Tử Quân về quá khứ xa xăm, khi đó hắn là một thầy giáo trẻ ở thôn Yên Chi Nam, còn nàng là một cô gái nội trợ hiền lành. Mỗi khi Vương Tử Quân tan học về nhà, câu nói đầu tiên của Liêu An Như chính là, anh đã về rồi, câu trả lời của hắn chính là anh về rồi. Chương 1487, 2, thời điểm không nơi nương tựu thì nương nhờ em. Liêu An Như nhìn người đàn ông trước mặt mình, khoảnh khắc này tim nàng đập loạn lên, toàn thân vã đầy mồ hôi. Nhiều năm qua nàng căn bản rất có lòng tin với chính mình. Mặc kệ nàng đi đến đâu thì cũng luôn cho rằng vẻ đẹp của mình đủ để thu hút tất cả đàn ông chung quanh, sẽ làm cho ánh mắt của bọn họ trở nên sáng ngời. Nhưng chỉ có một người đàn ông là ngoại lệ, chính là người này. Trước kia nàng luôn hy vọng có thể sống chung với người đàn ông này, hôm nay cũng là như vậy, và hôm nay nàng mời anh ta về nhà mình. Em có làm vài món, tuy không ngon bằng bên ngoài nhưng cũng có thể ăn cơm. Liêu An Như xoa xoa hai tay rồi chỉ về phía phòng ăn. Lại dùng giọng có chút không yên nói. Phòng ăn có ghế dựa, màn trúc, đèn lồng, tường sơn màu xám với đường nét độc đáo, nhìn qua sẽ thấy lúc lắp đặt tốn rất nhiều tâm tư, hơn nữa lại có vài phần chất phác vừa có cũ vừa có mới, bình thản yên tĩnh, quý ở chỗ có cả bầu không khí ấm áp. Bàn cơm có 4 món ăn, còn có một chai rượu đỏ. Vương Tử Quân không xa lạ gì 4 món này,
kiếp trước Liêu An Như nấu những món này rất ngon, sở trường của nàng chính là những món như vậy. Vương Tử Quân đối diện với Liêu An Như, hắn cũng không mở chai rượu ra, hắn chỉ cần đũa gắp lấy một miếng thịt kho ở vị trí trung tâm. Những năm qua hắn bắt đầu chú ý đến phương diện dưỡng sinh, rất ít khi ăn thịt. Sau khi cho miếng thịt vào miệng thì nhanh chóng tiêu hóa, đây là món Vương Tử Quân thích ăn nhất khi còn ở Yên Chi Nam, là món thịt kho tàu của Liêu An Như. Nhưng khi đó giá thịt lúc đó là không thấp với hai vợ chồng hắn, thế nên sau khi sinh con thì món thịt như vậy càng thêm xa xỉ. Nếu như dùng củi để nấu thì hiệu quả sẽ còn tốt hơn. Vương Tử Quân thỏa mãn đặt đũa xuống nói với Liêu An Như. Liêu An Như đang lo lắng đến mức thiếu chút nữa thì tan vỡ, bây giờ nàng chợt sinh ra xúc động muốn đánh người đàn ông này một trận. Nhưng lời khích lệ của hắn với món ăn của mình, không khỏi làm cho nàng cảm thấy ngọt hơn cả uống mật ong. Liêu An Như có thể ngồi cùng bàn với hắn, có thể nhìn hắn lẳng lặng dùng những món mình tự nấu, đây có lẽ là hạnh phúc lớn nhất đời nàng. Liêu An Như mở chai rượu rồi khẽ nói, chai rượu này em đưa từ nước ngoài về, hương vị rất tốt, anh nếm thử xem thế nào. Những năm qua Vương Tử Quân có kinh nghiệm ở phương diện uống rượu, tửu lượng cũng tiến triển kha khá. Nhưng hôm nay tâm tình của hắn không được tốt, có câu khi người ta cảm thấy buồn khổ thì uống rượu càng nhanh say, thế nên lúc này ý nghĩ của hắn đã bắt đầu bay bổng như mây trên trời. Hai ngày qua em đã đi qua nhiều thành phố. Hầu như nhiều người nói về phương diện phòng chống dịch ở Nam Giang, em muốn hỏi xem anh không sao đấy chứ. Cuối cùng Liêu An Như cố gắng lấy dũng khí để nói ra những gì mình đang chất giấu trong lòng. Liêu An Như lần này vốn cũng không có ý nghĩ muốn đến Nam Giang, thế nhưng sau khi nghe được những lời đồn đãi kia, nàng lại quyết định đến Nam Giang một chuyến. Vì thế nàng từ chối một show diễn, còn bỏ qua vài nghi thức khai mạc quan trọng. Liêu An Như biết rõ dù là có mình ở bên cạnh cũng không giúp gì được cho Vương Tử Quân, vì chính mình dù có vài phần quan hệ thế nhưng chỉ là một diễn viên với quan trường, trình tự kia nàng không thể nào với tới được. Nhưng dù Liêu An Như không làm gì thì vẫn phải đến, chưa nói đến phương diện gì khác, chính là vì nàng muốn an ủi hắn một chút. Vương Tử Quân có thể giả vờ điềm nhiên như không trước mặt nhiều người, thậm chí là cực kỳ bình tĩnh tự tin. Lúc này hắn đã có vài phần men say. Hắn nhìn Liêu An Như giống như quay về thời điểm mình còn ở Yên Chi Nam, giống như đã quay về khoảng thời gian năm xưa hai người hạnh phúc bên nhau. Anh sở dĩ muốn làm như vậy cũng là vì không muốn tai nạn phát sinh, bây giờ tất cả chuyển biến tốt đẹp, anh lại là mục tiêu để những người kia tấn công. Bên trong có người tác oai tác quái, bọn họ không hy vọng anh có thể tiến lên, cảm thấy nếu như anh ngã xuống thì tốt hơn. Vương Tử Quân đau khổ nhắm mắt lại. Hắn ngửa cổ lên uống cạn một ly rượu. Rất nhiều người cảm thấy anh làm như vậy là gây trở ngại cho sự phát triển của tỉnh Nam Giang. Thực tế bọn họ không biết, nếu như buông lỏng cảnh giác, virus sẽ có thời cơ lợi dụng. Nếu nó lan tràn thì tai nạn sẽ là cực kỳ khủng khiếp, khi đó hối hận nào còn kịp. Em nói xem, nếu như anh bỏ mặc sự việc nghiêm trọng thế này, đợi đến khi sự việc phát sinh mới xử lý thì mọi người có chịu phục không? Như vậy lại có người nói anh tập trung tinh thần giành thành tích của người khác. Vương Tử Quân có vài phần men say, ánh mắt của hắn chợt trở nên khó thể phân biệt. Đối với hắn thì bây giờ mới thật sự là thả lỏng, người phụ nữ kiếp trước đã bỏ ra cả đời nghe những lời thổ lộ bất mãn của hắn đã quay lại ở bên cạnh. Liêu An Như nghe những lời nói của Vương Tử Quân mà trái tim chợt nóng lên, lúc này nàng cảm thấy Vương Tử Quân cao cao tại thượng đã quay về bên cạnh mình, hai bên càng sinh ra cảm giác thân cận. Có thể nói chuyện với anh ấy như vậy thật sự là rất tốt. Vương Tử Quân nhìn không được uống thêm một ly, sau đó giọng điệu càng thêm bình thản, anh vì thành tích mà làm nó sao? Anh đã có quá nhiều thành tích ở Nam Giang, hướng đi của anh đã được xác định, không ai làm gì được anh, cần gì anh phải khổ như vậy? Một chai rượu đã cạn chưa đấy, Vương Tử Quân không nhịn được nằm gục mặt trên bàn. Liêu An Như nhìn bộ dạng say sưa của Vương Tử Quân. Nàng không khỏi cảm thấy đau lòng, chuẩn bị đưa hắn vào phòng nghỉ ngơi. Biệt thự rất lớn, ngoài một phòng ngủ dành cho khách còn có một gian phòng ngủ của Liêu An Như. Khi nàng đưa Vương Tử Quân đi được hai bước, nàng chợt nhớ khi mình quay về thành phố Đông Hồng thì chăn màn phòng ngủ dành cho khách đã được giặt đem phơi, bây giờ trong phòng căn bản là trống rỗng. Căn biệt thự ở thành phố Đông Hồng này chính là tư gia của Liêu An Như, nàng cẩn thận tránh né những nhóm phóng viên truy lùng mình. Chưa từng đưa người nào khác đến nơi này.
Liêu An như nghĩ đến gian phòng chưa từng dùng qua của mình, nàng cắn môi rồi đi về phía căn phòng của mình. Tuy nàng cảm thấy có chút không thích hợp, thế nhưng dù thế nào thì nàng cũng không thể để cho Vương Tử Quân ngủ ở một nơi không thoải mái. Liêu An như đẩy cửa ra, đặt Vương Tử Quân lên giường, mồ hôi đổ ra khắp người. Mặc dù trước kia nàng từng làm việc nhà nông, thế nhưng sau đó đi học làm cho cơ thể càng thêm mảnh mai. Khi Liêu An như chuẩn bị lấy khăn lau mặt cho Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân chợt mở mắt, ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Là một cái giường phủ vải thô, một cái bàn học bình thường, hai tủ nhỏ kiểu cũ trong góc phòng làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác quen thuộc. Hắn đã có vài phần men say, hắn chợt cảm thấy mơ hồ, chợt sinh ra một ý nghĩ giống như mình đang quay về thôn Yên Chi Nam. Mình về đến nhà rồi, về đến nơi mình đã từng kết hôn, đây là phòng trong nhà Liêu An Như, không phải năm xưa phòng của Liêu An Như cũng được sắp xếp như vậy sao? Liêu An Như thấy Vương Tử Quân mở mắt ra thì cảm thấy hít thở dồn dập, nàng thấy Vương Tử Quân nhìn chằm chằm gian phòng của mình thì khẽ giải thích, những năm qua em phiêu bạt khắp nơi, suốt năm cũng không có được mấy cơ hội về nhà, em cũng rất nhớ nhà, thế cho nên sắp xếp gian phòng này như ở nhà vậy. Liêu An Như thì thào lên tiếng làm cho Vương Tử Quân không quá nghe rõ. Em đi rót nước cho anh, Liêu An Như nói rồi muốn đi, thế nhưng Vương Tử Quân lại kéo tay nàng, anh không muốn uống nước. Anh muốn uống em. Chương 1488, một kiếp trước gặp nhau kiếp này gặp lại. Vương Tử Quân tỉnh lại trong giấc mộng mông lung, hắn có chút mê man nhìn hoàn cảnh bốn phía. Tường màu hồng, hai tủ quần áo kiểu cũ thô kệch, một cái bàn cũ và khá cồng kềnh. Vương Tử Quân dịch người, hắn cảm thấy bên dưới là tấm phản cứng, là một cái giường làm hắn sinh ra cảm giác cực kỳ quen thuộc. Dù thế nào thì hắn cũng không quên. Vì hắn căn bản đã từng ngủ trên chiếc giường thế này rất nhiều năm. Ánh mắt Vương Tử Quân khẽ rơi lên người Liêu An Như ở bên cạnh, nàng ngủ như một con mèo nhỏ, đầu vùi sâu vào trong tay hắn. Vương Tử Quân nghĩ mông lung, hắn nghĩ đến rất nhiều thứ, những thứ này càng làm cho hắn sinh ra mê mang, có vài phần thất lạc. Thật hay mơ đây, trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân mê mang muốn đánh vào miệng mình một cái. Thế nhưng bàn tay không nhịn được lại rơi lên cơ thể lỏa lồ của Liêu An Như. Cơ thể Liêu An Như quá mềm mại như một loại vải cực kỳ tốt, bộ ngực trắng như tuyết lại tràn đầy tính đàn hồi, cảm giác này làm cho Vương Tử Quân như quay về thời điểm đêm tân hôn, bây giờ giống như lúc hắn vừa cưới Liêu An Như làm vợ. Tuy phần trí nhớ kia vẫn rất rõ ràng, thế nhưng lúc này Vương Tử Quân lại cảm nhận được tình cảnh bây giờ thật sự đang ở Yên Chi Nam, hoặc là trong tiềm thức nói rằng đây là sự thật. Anh đã tỉnh rồi sao? Muốn uống nước không? Liêu An Như mở mắt ra rồi dùng giọng dịu dàng nói với Vương Tử Quân. Những lời này càng làm cho Vương Tử Quân cảm thấy quen thuộc, trong ký ức của hắn thì khi kết hôn với Liêu An Như, nửa đêm tỉnh lại không phải nàng hỏi một câu thế này sao? Tình cảnh như thật như mơ làm cho Vương Tử Quân nhìn không được dùng sức ôm lấy Liêu An Như, lúc này hắn giống như một đứa bé đang nắm giữ lấy món đồ chơi tốt nhất của mình. Hắn khẽ nói An Như, anh vừa mới có một giấc mộng rất kỳ lạ. Liêu An Như nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, nàng cảm thấy rất vui và bất an như nàng không biết nên giải thích với hắn như thế nào, vì vậy nàng không nói mà chỉ nghe hắn lên tiếng. Anh có một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ đó có hai câu chuyện bất đồng về hai người chúng ta. Vương Tử Quân khẽ hôn lên cái trán trơn bóng của Liêu An Như rồi nói tiếp, trong câu chuyện đầu tiên, hai người chúng ta sống ở Yên Chi Nam. Anh dạy học, em ở nhà nội trợ. Năm thứ hai thì con của chúng ta ra đời. Vương Tử Quân nói đến chuyện sinh con thì gương mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, có chút tự hào. Liêu An Như vốn có chút không yên tâm, lúc này đã hoàn toàn chìm đắm trong mộng của Vương Tử Quân. Tuy nàng cảm thấy đây chỉ là giấc mộng, thế nhưng nó lại làm cho nàng sinh ra xúc động muốn khóc. Trong giấc mộng của anh thì con của chúng ta tên gì? Mặc dù Liêu An Như biết đây chỉ là giấc mộng nhưng cũng không nhịn được phải khẽ hỏi. Tên là Trấn Giang, là tên do bố em đặt, nói là con chúng ta là ngũ hành thiếu thủy, vì vậy đặt cho một cái tên có thủy. Vương Tử Quân nói đến đứa con tên là Trấn Giang mà bây giờ tự cho là giấc mộng thì đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Liêu An Như nhìn gương mặt ngẩn người của Vương Tử Quân, một tình cảm dịu dàng giống như một sợi tơ tràn ngập trong lòng. Nàng vốn dịu dàng nằm trong lòng hắn. Bây giờ lại dùng sức ôm lấy hông hắn,
sau đó dùng giọng trịnh trọng nói, chúng ta bây giờ cũng sẽ sinh một đứa bé, cũng đặt tên là Trấn Giang. Những lời này của Lưu An như giống như một ngọn lửa thiêu đốt Vương Tử Quân, làm cho cổ họng hắn khô khốc, máu nóng trào dâng. Hắn cảm thấy điên cuồng với mùi hương trên người nàng, hắn ôm lấy cơ thể ngọc ngà rồi thì thào nói, em muốn giết chết anh à, em là vợ của anh không thể nào không yêu em. Lưu An như giống như mãi chờ đợi khoảnh khắc này, nàng ngửa cổ ra phía sau lộ ra cái cổ trắng ngần thon mềm, sau đó khẽ rền rĩ, anh, em nhớ anh quá nhiều năm, em đã đợi không kịp nữa rồi. Vì vậy Vương Tử Quân ôm lấy Lưu An như, nàng nhanh chóng tiến vào trong lồng ngực của hắn, hai bên hôn nhau thật sâu. Bờ môi Vương Tử Quân lướt nhanh trên tai, mắt, mũi, miệng của nàng, hắn cảm thấy linh hồn giống như rời khỏi cơ thể mình, bay bổng lâng lâng, giống như muốn hoàn tan Lưu An như. Lúc này nàng nằm trong lòng hắn liên tục rền rĩ, hưởng thụ lấy khoái cảm đang tỏa ra khắp toàn thân. Khi đạt đến trạng thái đỉnh phong thì Vương Tử Quân nhanh chóng tiến quân mạnh mẽ, giống như muốn phát tiết tất cả những bức bối, đấu đá trong quan trường ra ngoài, muốn phát tiết sạch sẽ, cảm giác này cực kỳ sung sướng, cực kỳ kiêu ngạo, có thể nói là không ai so sánh nổi. Gió mây tiêu tán, hai mắt Lưu An như giống như có thể vắt ra nước, nàng khẽ nằm lên người Vương Tử Quân rồi nói, em ở trong mộng của anh là người như thế nào? Có phải là rất hiền lành không? Cơ thể Lưu An như khẽ chuyển động trên người Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân cũng không mở miệng. Hắn đối mặt với một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, cơ thể làm cho hắn cảm thấy cực kỳ quen thuộc thế nhưng cũng có chút lạ lẫm. Chút cảm giác lạ lẫm này từ đâu mà đến? Vương Tử Quân không phải là người không có lý trí, lúc này hắn coi như có một loại cảm giác hoài nghi, thế nhưng lại nhanh chóng thả lỏng tâm tư dưới sự dịu dàng của Lưu An như. Hắn khẽ nói, trong giấc mơ em không phải hiền lành mà đặc biệt hiền lành, dù là sự việc trong nhà hay bên ngoài, căn bản đều không mấy khi nổi giận. Vương Tử Quân nghĩ đến tình cảnh cuộc sống như khác trong óc và cực kỳ chân thật với Lưu An như, lời nói càng ôn hòa dịu êm. Anh nói thật sao, con trai tắm sông còn thiếu chút nữa thì chết đuối à? Lưu An như nghe Vương Tử Quân nói đến chuyện con trai tắm sông thì vẻ mặt trở nên rất căng thẳng, giống như lúc này con trai là có thật vậy. Đúng vậy, khi đó Trấn Giang đi tắm sông, nếu không phải được dì Triệu trong thôn phát hiện ra, chỉ sợ đã xảy ra chuyện lớn. Vì nguyên nhân như vậy mà trước nay em chưa từng đánh con bao giờ đã ra tay cho nó một trận đòn, ngay cả anh cũng không cản được. Lưu An như trầm ngâm giây lát rồi mới nói, chuyện này nếu là thật, em tuyệt đối sẽ đánh mạnh tay hơn so với giấc mộng của anh. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng chăm chú của Lưu An như, hắn chợt nở nụ cười, chỉ là nằm mơ mà thôi, em làm gì chăm chú như vậy? Là giấc mơ sao? Lưu An như cảm thấy tràn đầy chờ mong. Tuy lời nói của Vương Tử Quân làm cho nàng sinh ra cảm giác không chân thật, thế nhưng từ sâu trong lòng nàng lại hy vọng sự việc này phát sinh mà không muốn nó là một giấc mơ. Lưu An như không những hy vọng về đứa con Trấn Giang, còn muốn Vương Tử Quân cả đời là một giáo viên sống lẳng lặng bình thường ở Yên Chi Nam. Dù sao thì trong giấc mơ kia Vương Tử Quân không phải là người lấp lánh ánh hào quang như bây giờ, Lưu An như tin tưởng mình nhất định sẽ đối xử tốt với hắn. Chương 1488, hai kiếp trước gặp nhau kiếp này gặp lại. Sau đó thì sao, Trấn Giang có học đại học không? À, thi đậu đại học, hơn nữa còn là sinh viên đầu tiên trong thôn, khi đó nhiều người trong thôn đến nhà chúng ta, anh nhớ vào buổi tối em kích động khóc cả đêm, thật sự rất ngốc. Vương Tử Quân khẽ vỗ vai Lưu An như rồi khẽ nói, sau này có con thì không nên sủng ái nó quá mức. Vâng. Lưu An như khẽ lên tiếng đón chào lời nói của Vương Tử Quân, nàng nằm trên giường và càng ôm chặt lấy hắn. Nhưng lúc này nàng cũng thật sự không quá chú trọng đến lời nhắc nhở của Vương Tử Quân, nàng thầm cho ra quyết định, chỉ cần mình có con với hắn, mình nhất định sẽ cực kỳ cẩn thận, sẽ chăm sóc nó thật tốt, để nó có được cuộc sống hạnh phúc. Nhất định phải làm cho cậu bé Trấn Giang sống hạnh phúc hơn cả giấc mơ của Vương Tử Quân. Sau đó thì sao? Sau khi hạ quyết tâm thì Lưu An như nhìn Vương Tử Quân, lúc này nàng muốn biết Vương Tử Quân còn mơ đến cái gì nữa. Nhưng đã lâu không nói nhiều, hơn nữa một đêm vất vả hai lần, Vương Tử Quân vốn không được ngủ nhiều đã đi vào giấc mộng. Lưu An như nhìn Vương Tử Quân ngủ say, bàn tay khẽ duỗi, chuẩn bị đánh thức hắn, thế nhưng khi ngón tay rơi lên người hắn thì dừng lại. Nàng nhìn gương mặt có vài phần kiêu ngạo của Vương Tử Quân, thế là chợt cảm thấy mê say.
Nàng khẽ thở dài, sau đó rúc đầu vào lòng hắn. Tâm nguyện nhiều năm đã trở thành sự thật, Liệu An Như cảm thấy rất hưng phấn, thế nhưng nàng lại càng vui hơn với giấc mộng của Vương Tử Quân. Đó là một giấc mơ mà nàng cực kỳ hướng đến. Biết rõ anh đang gạt em, thế nhưng em vẫn rất vui, nếu giấc mơ của anh là thật thì quá tốt. Vương Tử Quân càng ngủ say thì cảm giác yêu thương của Liệu An Như càng thêm mạnh mẽ. Tuy lúc này nàng cũng rất buồn ngủ, thế nhưng nàng cố nén lại, thậm chí còn cho ra vài thủ đoạn để mình không ngủ ngay được. Một giấc mơ đẹp thế này sao có thể nhanh chóng tàn phai được? Liệu An Như muốn được sống mãi như vậy, nàng càng muốn đưa cả tính mạng vào giấc mơ này, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Màn đêm tĩnh lặng cũng không vì lời cầu nguyện của Liệu An Như mà dừng lại, nó vẫn tiếp tục tiến về phía trước, nhanh chóng tiếp cận buổi sớm mai. Khi luồng sáng đầu tiên trong ngày chiếu vào cửa sổ, nàng bị đánh thức từ trong giấc mơ đẹp của mình. Liệu An Như nhìn ánh nắng ban mai mà lẩm bẩm, trong giấc mơ của anh ấy, sáng sớm tân hôn mình nấu trứng cho anh ấy ăn, tuy giấc mơ kia không tái diễn, thế nhưng mình muốn nó kéo dài một chút. Khi Vương Tử Quân tỉnh lại thì hắn phát hiện Liệu An Như không còn ở bên cạnh mình, lúc này trong phòng không bật đèn, thế nên gian phòng được trang trí bằng những vật dụng cũ kỹ của Liệu An Như càng giống như kiếp trước, hắn có thể nhìn ra dấu vết lắp đặt những thứ này. Ví dụ như bức màn, như tấm kính được mặt trời chiếu vào, tất cả giống như nói Vương Tử Quân đang ở vào trong ký ức kiếp trước. Vương Tử Quân cũng không quay về thời gian Liệu An Như vừa mới kết hôn, hắn mơ màng cảm thấy hai giấc mơ đều phát sinh chân thật. Vương Tử Quân xuống giường, hắn kéo cánh cửa, bên ngoài là một thế giới khác. Những vật phẩm tinh xảo được lắp đặt phản ánh chủ nhân căn nhà không phải là người có mức độ thưởng thức hạn hẹp. Không giống. Vương Tử Quân thầm cảm khái, hắn đi về phía trước, mùi hương xông vào mũi. Hắn nhìn về phía bên kia, trên bàn là vài món điểm tâm sáng, có một món trứng. Món trứng chiên vàng óng thơm ngát, vài lát hành được đặt lên bốn phía. Vào vị trí hiện tại của Dương Độ Lục thì chương trình mỗi ngày được sắp xếp dày đặc, thời gian giống như một con quỷ keo kiệt, luôn chạy trốn khỏi vòng tay của lão. Nhưng nửa giờ đầu tiên trong ngày đều được Dương Độ Lục dùng để đọc báo, đây là một sắp xếp theo thói quen, nếu không có chuyện gì quan trọng thì thư ký sẽ không đơn giản đến quấy rầy. Lúc này lão cũng cầm báo lên theo thói quen, một bài báo lọt vào trong mắt, đó là Lâm Trạch Viễn đi tham gia một hội nghị. Dương Độ Lục nhìn Lâm Trạch Viễn với nụ cười sáng lạn trên môi, hai hàng chân mày khẽ giãn ra, sau đó lão chăm chú xem xét. 30 phút đối với người thường căn bản chỉ có thể xem hết một tờ báo, thế nhưng với một người như Dương Độ Lục thì 30 phút phải xem hết chồng báo trên bàn, vì vậy lão chỉ lướt qua những tin tức quan trọng nhất. Khi mở một tờ báo khác ra, Dương Độ Lục chú ý đến một bài viết được dùng bút đánh dấu. Lão biết rõ đây là thư ký nói cho mình biết bài viết này quan trọng, cần xem xét. Dương Độ Lục đưa mắt nhìn lên tiêu đề, bên trên có viết, nóng đầu cho ra quyết sách là không được. Dương Độ Lục nhìn tiêu đề thì đã thầm hiểu nội dung nó ghi những gì, lão mỉm cười rồi đưa mắt nhìn. Bài viết này rất sắc bén, quan điểm càng trọng tâm, Dương Độ Lục không thể không thừa nhận người viết ra nó là cán bút tốt. Mặc dù bài viết không nói rõ người được đề cập là ai, thế nhưng những người có chút mẫn cảm chính trị đều biết được rõ ràng. Dương Độ Lục xem hết bài báo thì thở dài một hơi, tuy lão cảm thấy người đàn ông trẻ tuổi kia làm vậy có hơi quá. Thế nhưng cũng không thật sự là nóng đầu cho ra quyết sách. Sau khi sự việc này phát sinh thì Dương Độ Lục có chút bội phục người kia, chưa nói đến những thứ gì khác, chỉ cần người ta bất chấp được mất cá nhân phục vụ dân sinh, cũng đủ nói rõ người này có tâm cảnh là cả thiên hạ. Trên bàn có nhiều tờ báo, thế nhưng nội dung cũng không có nhiều, thế là không khỏi làm cho Dương Độ Lục cau mày. Có một bài viết nói về phương diện phát triển kinh tế, động đến tình huống phát triển kinh tế của Nam Giang. Người viết căn bản có nghiên cứu về kinh tế Nam Giang, tuy lời nói vô cùng khách khí thế nhưng chứng cứ đưa ra khá xác thực. Tác giả bài viết trịnh trọng khẳng định vài quý trước kinh tế Nam Giang vận hành rất tốt, quý này tuy kinh tế tăng trưởng tốt nhưng lại chậm hơn so với trước đó. Tra cứu nguyên nhân thì thấy tình hình kinh tế bị ảnh hưởng vì phương án phòng chống dịch của Nam Giang là quá mạnh tay. Dù chúng ta thật sự phải chú ý phòng chống dịch nhưng không nên quá mức quá phận. Chỉ có thể nói ra sự thật mà không phải là tự mình hù dọa mình. Cũng không biết những quyết sách nhân sự của Nam Giang là như thế nào.
Những lời nói sắc bén này không khỏi làm cho Dương Độ Lục phải nhíu mày. Trưởng ban, ủy viên Trần đến nói là có chuyện cần báo cáo với ngài. Thư ký khẽ đẩy cửa đi vào nói với Dương Độ Lục. Dương Độ Lục đang suy xét vấn đề, hai hàng chân mày không khỏi nhíu lại. Lão đã phân phó thư ký rất rõ ràng, thời gian mình đọc báo không nên có người đến quấy rầy. Quy củ này thì dù là người nào của ban tổ chức trung ương đều biết rõ, bây giờ thư ký sao lại đến quấy rối rồi. Khi Dương Độ Lục cảm thấy mất hứng thì ánh mắt không khỏi nhìn lên đồng hồ, kim phút đã chỉ sang số 40, thì ra đã là 8 giờ 40, hèn gì có người đến báo cáo công tác. Dương Độ Lục cảm khái thời gian qua nhanh rồi gật đầu với thư ký, mời ủy viên Trần vào. Trưởng ban Dương, tôi có vài hạng mục công tác cần báo cáo với anh. Ủy viên Trần là một người cực kỳ nghiêm túc trước mặt người ngoài, là người nói năng cực kỳ cẩn thận, nhưng lúc này hắn đứng trước mặt Dương Độ Lục thì nụ cười trên mặt có vẻ đặc biệt sáng lạn. Chương 1489, chữ ổn luôn đi đầu. Dương Độ Lục khoát tay áo nói với ủy viên Trần, anh Trần. Mời anh ngồi xuống nói chuyện, hai người chúng ta đã lâu không trò chuyện với nhau, lúc này ngồi xuống trò chuyện một chút. Tuy hai người ở cùng một đơn vị nhưng với vị trí hiện tại thì Dương Độ Lục căn bản khó có thời gian tiến hành trao đổi tận tình với những vị lãnh đạo khác trong đơn vị của mình. Ủy viên Trần cười cười ngồi xuống đối diện với Dương Độ Lục, sau khi trao đổi vài vấn đề thì hắn đưa phần văn kiện trong tay cho trưởng ban Dương, trưởng ban Dương, ngài xem qua thứ này đi. Đây phần lớn là thư tố cáo của quần chúng và cán bộ, chủ yếu phản ánh về tình huống ở Nam Giang. Dương Độ Lục xem xét vài lượt, trên cơ bản đã hiểu phản ánh vấn đề gì. Lão đặt văn kiện xuống bàn, sau đó nhìn ủy viên Trần rồi nói, anh Trần thấy sự việc này thế nào? Trưởng ban Dương, nếu người ta đã phản ánh đến chỗ chúng ta, tôi tin tưởng cũng có đơn thư tố cáo vào tay các vị lãnh đạo. Tôi cảm thấy chúng ta cần phải phân tách nó làm hai vấn đề. Lần này Nam Giang nghiêm khắc phòng chống dịch, nhìn từ góc độ công tác thì cũng không có gì sai, nhưng tôi cảm thấy cán bộ Nam Giang không nắm chắc mức độ sự việc, đặc biệt là hai đồng chí phụ trách đặc biệt công tác này, bọn họ căn bản khó thể nào trốn tránh trách nhiệm được. Ủy viên Trần nói rất đúng trọng tâm, sau khi nói xong thì dùng ánh mắt quan sát phản ứng của Dương Độ Lục. Nhưng hắn thất vọng vì ánh mắt và gương mặt của lãnh đạo là không chút thay đổi, bàn tay lãnh đạo vẫn lật văn kiện trên bàn. Vẻ mặt không có chút vui sướng hay bất mãn. Ủy viên Trần tuy thất vọng với phản ứng của Dương Độ Lục thế nhưng hiểu đây chỉ là một phản ánh bình thường, thế nên chỉ lẳng lặng chờ những sắp xếp tiếp theo của lãnh đạo. À, hăng quá hóa dở, nhưng chúng ta cần phải xuất phát từ ý nghĩ tích cực công tác của các đồng chí tỉnh Nam Giang. Dương Độ Lục trầm ngâm giây lát rồi nói với ủy viên Trần. Trưởng ban Dương, chỗ này của tôi còn có chuyện cần báo cáo với ngài. Dựa theo những sắp xếp của hội nghị trước đó, bây giờ chúng ta đã tiến hành sắp xếp công tác điều động của đồng chí Vương Tử Quân. Tôi cảm thấy đồng chí Vương Tử Quân có năng lực rất mạnh nhưng ở phương diện kinh nghiệm thì vẫn có chút khiếm khuyết. Căn cứ vào thái độ phụ trách với đồng chí, tôi cho rằng nên tiến hành theo đúng trình tự bổ nhiệm với đồng chí Vương Tử Quân, để cho anh ấy rèn luyện thêm 2 năm. Dương Độ Lục biết rõ điều động với Vương Tử Quân. Lão cảm thấy có chút hâm mộ vì vị trí mà Vương Tử Quân sắp sửa tiến lên. Lúc này ủy viên Trần mở miệng rõ ràng là một đả kích với Vương Tử Quân. Dù sao thì rèn luyện thêm vài năm sẽ cách xa vị trí trước đó đã được định sẵn. Hơn nữa Vương Tử Quân bây giờ làm rất tốt công tác ở Nam Giang, nếu như đưa người này đến nơi khác, tất cả phải làm lại từ đầu, có thể nói là một điều động xuống chức. À, tôi sẽ phản ánh lời đề nghị của anh với lãnh đạo. Chuyện thay đổi nhân sự vĩnh viễn luôn lay động nhân tâm, văn kiện thay đổi vị trí của 4 vị lãnh đạo căn bản được phát đến các đơn vị với tốc độ nhanh nhất. 4 vị lãnh đạo kia căn bản là khá trẻ tuổi nhưng vị trí mà bọn họ nhận được lại rất quan trọng. Thay đổi này làm cho người ta chú ý đến sự biến đổi thân phận của các vị lãnh đạo này, đồng thời căn cứ vào độ tuổi của bọn họ để cho ra nhiều phán đoán. Nhưng có một phương diện mà mọi người chú ý hơn. Đó là những người có quan hệ với Vương Tử Quân đều phát hiện trong danh sách không có tên của trưởng phòng Vương. Mặc dù không có tin tức xác thực thế nhưng nhiều người thật ra biết Vương Tử Quân căn bản là một người trong danh sách này, thậm chí còn là người xếp đầu tiên. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân căn bản không có sắp xếp, điều này không khỏi làm cho người ta sinh ra nhiều suy đoán. Không có mặt trong danh sách thì chỉ có một khả năng, đó là Vương Tử Quân có điều động khác.
cũng có thể là mất đi cơ hội lần này. Thăng chức, người biết được Vương Tử Quân sắp tiến lên chức vụ gì, bây giờ không khỏi thầm nghĩ còn chức vụ gì cao hơn nữa sao? Hơn nữa bây giờ công tác phòng chống dịch ở Nam Giang đang bị người ta xào nấu, khả năng thăng chức của Vương Tử Quân hầu như là không có, nếu không phải thăng chức thì rõ ràng là mất đi cơ hội. Tuy Vương Tử Quân còn trẻ nhưng quan trường vĩnh viễn là một con đường phải đi từng bước, nếu vì một sự kiện nào đó mà anh tụt về phía sau, như vậy kết quả sẽ là anh không thể nào gượng dậy nổi. Trước khi có văn kiện đưa xuống tuyến dưới thì Vương Tử Quân đã nhận được kết quả, Lâm Trạch Viễn tự mình gọi điện thoại đến báo cho hắn biết. Dù Lâm Trạch Viễn không có tiến hành nói bất kỳ lời trách cứ nào trong điện thoại với Vương Tử Quân, ngược lại còn an ủi hắn làm cho tốt, sau này còn nhiều thời gian, thế nhưng hắn có thể căn cứ vào những lời an ủi của Lâm Trạch Viễn để thấy rõ có vài phần thất vọng. Tuy sự thất vọng của Lâm Trạch Viễn không dao động được địa vị của Vương Tử Quân, thế nhưng nhiều lời thất vọng sẽ biến thành tuyệt vọng. Vương Tử Quân cũng không quá quan tâm đến những bổ nhiệm lần này, dù sao thì khi hắn làm chuyện này cũng đã nghĩ đến hậu quả. Bây giờ tất cả được khống chế rất tốt, nó là một an ủi lớn đối với hắn. Không tiếp tục xuất hiện thêm những ca bệnh mới, đã 20 ngày rồi chưa từng phát hiện thêm ca bệnh nào, Vương Tử Quân nghĩ đến tình hình bệnh tình đã được khống chế, hắn cảm thấy bây giờ đại đa số mọi người có thể an toàn được hưởng một cái Tết âm lịch tốt đẹp. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Vương Tử Quân cầm điện thoại nhìn thoáng qua, người gọi điện thoại đến là Diệp Thừa Dân. Vương Tử Quân do dự giây lát, hắn khẽ nghe máy, chợt nghe thấy người bên kia lên tiếng, chào trưởng phòng Vương, tôi là Diệp Thừa Dân, bây giờ anh có thời gian không? Diệp Thừa Dân là lãnh đạo đứng đầu Nam Giang, trên cơ bản đến bây giờ cũng chưa từng hỏi người khác có thời gian hay không. Lúc này Diệp Thừa Dân hỏi như vậy căn bản đã quá đủ tôn trọng Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói, bí thư ngài có gì cần phân phó sao? Trưởng phòng Tử Quân, anh cũng đã được xem qua văn kiện điều động nhân sự của Ban Tổ chức Trung ương, tôi thấy anh không nên quá đau lòng, bất cứ chuyện gì cũng có tính hai mặt, chút vấn đề bây giờ cũng không phải là tất cả. Diệp Thừa Dân nói không giống như thái độ trước kia, giống như một người anh đang an ủi đứa em của mình. Tuy Diệp Thừa Dân gọi điện thoại đến không phải là an ủi mình, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn cười nói, cảm ơn bí thư Diệp, tôi biết phải làm sao, không có việc gì. Không có việc gì là tốt rồi. Trưởng phòng Tử Quân, sau này làm việc nhất định phải ổn định, đặc biệt là vào thời điểm mấu chốt cần phải ổn định. Một chữ ổn dù ghi thì dễ nhưng làm được cũng không dễ dàng gì. Chương 1490, một điều hành tự nhiên thì mọi việc thuận lợi. Dù Diệp Thừa Dân xuất phát từ mục đích nào thì cũng nói đúng, trên quan trường cố gắng có được một chữ ổn căn bản không dễ dàng chút nào. Vương Tử Quân cười cười nói, cảm ơn bí thư Diệp quan tâm, tôi sẽ ghi khắc lời chỉ điểm của ngài vào trong lòng. Đây cũng không phải là chỉ điểm, vì chỉ điểm không đúng sẽ là chỉ trỏ. Đây là điểm tâm đắc nhất của tôi, nói ra để cho anh cùng nỗ lực. Diệp Thừa Dân nói ra vài câu an ủi thì thay đổi chủ đề, trưởng phòng Tử Quân, vừa rồi lãnh đạo thượng cấp gọi điện thoại đến, nói là chuẩn bị xuống nghiệm thu kiểm tra công tác phòng chống dịch của tỉnh Nam Giang. Nghiệm thu kiểm tra, Vương Tử Quân ngây cả người, đây là ý gì? Chỉ sợ nghiệm thu không phải là trọng điểm là kiểm tra thì đúng hơn. Hắn có chút buồn bực, sau đó cười ha hả nói, à, tin tức này thật sự phấn chấn nhân tâm. Lãnh đạo thượng cấp nói như vậy thì cứ đến Nam Giang, như vậy cũng là một sự coi trọng lớn với công tác của chúng ta. Diệp Thừa Dân thật sự tâm phục khẩu phục, đến bây giờ Vương Tử Quân còn nói ra những lời như vậy, căn bản là có tâm tư quá bình tĩnh ổn định, thật sự không phải bình thường. Đúng vậy, Diệp Thừa Dân vốn muốn nói tôi cũng rất vui, thế nhưng lại cảm thấy tình thế này nói một câu như vậy căn bản là không chịu trách nhiệm. Cuối cùng lão đành phải nuốt câu nói này vào lại trong bụng. Diệp Thừa Dân trầm ngâm giây lát rồi mới nói, lãnh đạo thượng cấp nắm thái độ khẳng định với công tác phòng chống dịch ở tỉnh Nam Giang chúng ta, nhưng dù không có chút tì vết gì thì khi nghiệm thu cũng cần trưởng phòng Tử Quân báo cáo nhiều hơn với lãnh đạo. Vương Tử Quân nói vài câu cảm tạ sự quan tâm giúp đỡ của Diệp Thừa Dân với công tác của mình, sau đó hắn cúp điện thoại. Tổ kiểm tra nghiệm thu lần này đến với tâm tư không tốt, rất có thể sẽ là chuyện bé xé ra to với công tác phòng chống dịch của Nam Giang. Nhưng nếu là phúc thì không phải họa, là họa thì khó tránh khỏi, thế nên bọn họ muốn đến thì cứ đến. Trưởng phòng Tử Quân, ngày mai tổ nghiệm thu sẽ đến tỉnh Nam Giang,
Tôi nghe nói ngày mai ngài sẽ mở một hội nghị công tác tổ chức ở thành phố Ngân Bằng, thật sự có chút không trùng hợp. Nếu ngày mai bọn họ đến, tôi sẽ tiến hành giải thích. Trình Viên Lệ đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, nàng uống một ngụm trà rồi vừa cười vừa nói. Ngày mai sẽ tổ chức hội nghị tọa đàm công tác tổ chức. Vương Tử Quân có chút sững sốt, sau đó hắn hiểu ngay ý tốt của Trình Viên Lệ. Lúc này Trình Viên Lệ nói như vậy chủ yếu là muốn gánh trách nhiệm lên người mình. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Trình Viên Lệ, hắn cười cười nói, Giang Vĩ nhớ lầm rồi, hội nghị kia sẽ được tổ chức vào cuối tuần. Lúc này ở cửa ra vào dành cho khách quý ở sân bay Đông Hồng, xe của Cục Công an tỉnh dẫn đầu phía trước, một chiếc Toyota Coaster và 5 chiếu Audi ở phía sau xếp thành hàng. Bên ngoài có nhiều nhân viên công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Cục Công an tỉnh, có một nhóm cô gái cầm hoa tươi trên tay, bầu không khí cực kỳ nghiêm túc long trọng. Đoàn người Vương Tử Quân và Trình Viên Lệ đứng theo đúng trình tự ở hai bên hành lang sân bay. Trình Viên Lệ lơ đãng nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, trong lòng chợt sinh ra cảm động. Mặc dù nàng đã lớn tuổi, thế nhưng trong suy nghĩ của nàng thì đàn ông cần phải dũng cảm đảm đương, nếu như không thể đảm đương thì dù là có bản lĩnh cao vời cũng không phải đàn ông tốt. Lúc này người đàn ông trẻ tuổi trước mặt đang cực kỳ đảm đương. Tuy nàng còn có tương lai phát triển thêm vài năm thế nhưng cũng không muốn người kia vì hai chữ đảm đương mà đứng phía trước lĩnh hết tất cả trách nhiệm. Tin tức tổ nghiệm thu kiểm tra công tác phòng chống dịch được truyền xuống Nam Giang vào ngày hôm qua, nhưng Trình Viên Lệ tin tưởng đám lãnh đạo linh thông tin tức đã biết được từ sớm. Điều trùng hợp chính là lúc này Bí thư Tỉnh ủy Diệp Thừa Dân lại đến thành phố Loa Hồ kiểm tra công tác xây dựng đảng, quyền chủ tịch Lý Thừa Huyên bây giờ lại đang đi đến thành phố Ngân Bằng tham gia lễ khởi công một hạng mục kinh tế. Vương Tử Quân vì sao lại ngốc như vậy? Với vị trí của hắn hiện tại, tùy tiện tìm một cái cớ để kim thiền thoát xác. Tội gì phải theo mình đón tiếp đám người đến nghiệm thu, để cho bọn họ làm khó chính mình. Nụ cười trên mặt Vương Tử Quân cũng không phải là giả vờ như trong tưởng tượng của Trình Viên Lệ, lúc này nụ cười của hắn rất ngọt, nhưng hắn lại không thể nói rõ lý do của nó. Vì lúc vừa rồi hắn nhận được một tin nhắn với nội dung, em đang chìm đắm trong giấc mộng của anh. Không ký tên, số điện thoại cũng rất lạ, nhưng Vương Tử Quân biết đó là tin nhắn của Lưu An Như. Vương Tử Quân nghĩ đến chuyện mình nói giấc mơ kia cho Lưu An Như, hắn rất muốn giải thích với nàng, thế nhưng cuối cùng vẫn tự thuyết phục chính mình, để cho Lưu An Như xem chuyện kiếp trước như một giấc mơ của hắn. Tuy giấc mơ ngọt ngào thế nào cũng có lúc bừng tỉnh, thế nhưng lúc này hắn thà rằng để cho Lưu An Như mãi chìm đắm trong giấc mộng còn hơn bị sự thật tàn bạo quấy nhiễu. Ánh mắt Vương Tử Quân chợt va chạm với Trình Viên Lệ, hắn thấy được chút ý nghĩ trách cứ của đối phương. Hắn khẽ cười cười mà không nói lời nào. Tuy để cho Trình Viên Lệ ra mặt chào đón tổ công tác nghiệm thu thì trách nhiệm của mình sẽ ít hơn, thế nhưng Vương Tử Quân không muốn làm như vậy. Khi mở miệng tỏ thái độ thì như anh hùng nhưng khi có sai lầm thì lại là cẩu hùng, Vương Tử Quân cũng không muốn mình là cẩu hùng. Vương Tử Quân cười cười với Trình Viên Lệ, lúc này hắn đưa mắt nhìn sang Phó Thư ký trưởng Văn phòng Tỉnh ủy Trình Dũng Chí ở bên cạnh rồi nói. Thư ký trưởng Trình, có phải các vị lãnh đạo sắp đến rồi không? Trình Dũng Chí là một vị phó thư ký trưởng sắp xếp ở phía sau trong văn phòng Tỉnh ủy Nam Giang, chuyện này vốn là hắn không nên đến, thế nhưng vài vị thư ký trưởng xếp trước giống như căn bản không có thời gian. Trịnh Thanh Tuyền cùng đi kiểm tra công tác với Bí thư Diệp Thừa Dân lại giao việc này cho hắn. Tuy Trình Dũng Chí có chút bực tức thế nhưng cảm thấy sự việc không phải của mình cũng không cần quá lo lắng. Nhưng lúc này hắn ở trước mặt Vương Tử Quân, hắn vẫn luôn bảo trì sự khiêm tốn cẩn thận, trưởng phòng Vương, vừa rồi tôi đã hỏi lãnh đạo sân bay, nói là máy bay đến muộn, chúng ta phải chờ thêm 10 phút nữa. Máy bay đến muộn là chuyện mà khó ai có thể thay đổi được, vì vậy Vương Tử Quân cười cười với Trình Dũng Chí mà không nói thêm điều gì. 10 phút trôi qua đôi khi giống như cả năm, cabin máy bay cuối cùng cũng mở ra, có 7-8 người nam nữ mặc áo quần ngăn nắp đi xuống. Nhóm người Vương Tử Quân tranh thủ tiến lên bắt tay, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay rộn rã, các cô gái nhanh chóng cầm hoa tươi tiến lên. Đi đầu là một người đàn ông hơn 50 tuổi, người này bảo dưỡng cơ thể rất tốt, khi thấy nhóm người Vương Tử Quân tiến lên nghênh đón thì trên mặt nở nụ cười thận trọng. Vương Tử Quân từng gặp qua người này, thế nhưng hai bên không có giao tình, đó là Thứ trưởng Bộ Y tế Lý Trọng Khí,
sau lưng đối phương chính là những thành viên đến nghiệm thu công tác phòng chống dịch của Nam Giang. Vương Tử Quân căn bản cũng không có cảm giác gì quá mới mẻ với tình cảnh tiếp đón như thế này, vì vậy khi Lý Trọng Khí đi đến thì hắn vươn tay ra nói, Thứ trưởng Lý, hoan nghênh anh đến Nam Giang, tôi là Vương Tử Quân, là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Nam Giang. Thật ra Vương Tử Quân không cần giới thiệu thì Lý Trọng Khí cũng biết rõ điều này. Lý Trọng Khí đến Nam Giang thì căn bản đã làm quen trước vài tình huống, hơn nữa Vương Tử Quân còn là tổ trưởng tổ công tác phòng chống dịch ở Nam Giang. Chương 1492, điều hành tự nhiên thì mọi việc thuận lợi. Lý Trọng Khí biết động cơ nghiệm thu của mình lần này là không tinh khiết, thế nhưng khi đối mặt với Vương Tử Quân thì hắn vẫn mỉm cười bắt chặt tay nói, trưởng phòng Vương, đây cũng không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, hai bên là bạn bè cũ, kính mong trưởng phòng Vương giúp đỡ công tác của chúng tôi nhiều hơn. Vương Tử Quân cười cười nói vài câu nhất định, Trình Viên Lệ đứng phía sau bắt đầu chào hỏi Lý Trọng Khí. Trình Viên Lệ là lãnh đạo chủ quản công tác văn hóa giáo dục y tế ở tỉnh Nam Giang, nàng càng không xa lạ gì Lý Trọng Khí. Sau khi chào hỏi xong Lý Trọng Khí giới thiệu đám nhân viên cùng đi theo mình với Vương Tử Quân. Người đầu tiên được hắn giới thiệu chính là Phó Toàn Tấn người của Ban Tổ chức Trung ương, là Phó Tổ trưởng Tổ nghiệm thu lần này. Tuy đoàn người trên danh nghĩa chỉ là đến Nam Giang nghiệm thu công tác, có một người của Ban Tổ chức Trung ương làm Phó Tổ trưởng thì cũng không ai dị nghị, càng không có bất kỳ điểm nào đáng hoài nghi. Trong mắt mọi người thì Phó Toàn Tấn đến đây rất hợp tình hợp lý, khi giới thiệu Phó Toàn Tấn thì Vương Tử Quân cười nói, chủ nhiệm Phó, chúng ta là người một nhà, hoan nghênh anh đến tỉnh Nam Giang chỉ đạo công tác. Phó Toàn Tấn hơn 40 tuổi, cơ thể gầy còm làm cho người ta sinh ra cảm giác khôn khéo từ trong khung xương. Hắn là Phó chủ nhiệm trong Ban Tổ chức Trung ương, dựa theo cấp bậc thì cũng là cán bộ cấp phó sở. Nhưng hắn là người từ tuyến trung ương xuống chỉ đạo công tác, thế cho nên cũng có cái giá của mình. Sau khi Vương Tử Quân vươn tay, hắn bắt chặt tay Vương Tử Quân với bộ dạng không tình nguyện, sau đó cười khan nói, trưởng phòng Vương, nơi khác thì tôi dám nói hai câu, thế nhưng nơi này tôi cũng không dám nói gì hơn. Phó Toàn Tấn nói ra những lời này căn bản không là vấn đề, thế nhưng những lời tiếp theo lại có ý nghĩa rất sâu xa, người nào không biết ngài luôn làm việc lớn. Tôi chỉ là một cánh tay nhỏ, căn bản cần phải học tập thêm rất nhiều. Phó Toàn Tấn nói như vậy làm cho đám nhân viên công tác đến nghênh đón có chút xấu hổ. Vương Tử Quân nây được những lời như vậy thì thầm nghĩ, anh mà là lãnh đạo từ tuyến trên xuống sao, có trình độ như vậy sao? Tuy hắn nghĩ như vậy nhưng lại cười nói, các vị lãnh đạo đã đi đường vất vả, trước tiên chúng ta đến khách sạn nghỉ ngơi một chút. Lý Trọng Khí cũng có chút bực mình với thái độ của Phó Toàn Tấn. Lý Trọng Khí nghĩ rằng dùng dao thật thương thật đi đâm người thì quá lỗ mãng, mặc dù anh đến có mục đích thế nhưng nên nhanh chóng làm cho xong mới là cao thủ, còn phải đối chọi gay gắt làm người gây sự như vậy sao? Tuy Lý Trọng Khí cảm thấy bực mình nhưng lại không có chỗ phát tác, sau khi nghe được sắp xếp của Vương Tử Quân thì nhanh chóng đi về phía trước, chính thức xem nhẹ Phó Toàn Tấn. Vương Tử Quân đang chuẩn bị đi cùng Phó Toàn Tấn, thế nhưng khi lên xe thì hắn lại leo lên chiếc Audi màu đen của mình. Dưới sự mở đường của xe cảnh sát, chiếc xe Toyota Coaster chạy về phía văn phòng tỉnh ủy. Khi xe chạy được nửa đường thì xe của Trình Viên Lệ chạy đến, khi thấy Trình Viên Lệ lộ mặt ở cửa sổ xe thì Vương Tử Quân ra hiệu cho Tiểu Hà chạy chậm lại. Trưởng phòng Vương, có vài người không ra gì, ngài cũng đừng nên quan tâm. Trình Viên Lệ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói, không có vấn đề, tôi biết rõ ràng. Trình Viên Lệ nhanh chóng đóng cửa sổ xe, hai chiếc xe ăn ý chạy về phía trước. Khi hai người Vương Tử Quân trò chuyện với nhau, Phó Toàn Tấn ngồi trên chiếc xe Toyota Coaster dùng giọng quái dị nói với Lý Trọng Khí, Thứ trưởng Lý, anh thấy không, người Nam Giang vênh váo như vậy đấy, nói là đến đón chúng ta, thế nhưng lại bỏ mặc chúng ta trên xe như thế này. Lý Trọng Khí nhìn vẻ mặt của Phó Toàn Tấn, thầm nghĩ anh không phải hạng người ra hồn, vừa mới đứng trên địa bàn Nam Giang. Còn chưa hít vào được vài hơi không khí đã bày ra diện mạo như vậy sao? Lý Trọng Khí dùng ánh mắt không biểu cảm liếc nhìn Phó Toàn Tấn, thầm nghĩ loại người thế này sao lại ngồi trên Ban Tổ chức Trung ương cho được. Làm một cán bộ lãnh đạo thì nên học bản lĩnh khống chế đại cục, trên quan trường chú ý phương án tiếp cận và liên hệ, cao thấp tự nhiên thì mọi việc mới thuận lợi, đừng nên xem thường bất kỳ ai, mặc dù người ta là con kiến,
nếu anh muốn giết chết đối phương thì phải nhìn đúng thời cơ, nắm chắc lực lượng mới được. Lý Trọng Khí cảm thấy bức bối nhưng ngoài miệng lại không nói điều gì. Mặc dù lần này hắn đến làm tổ trưởng tổ nghiệm thu, thế nhưng nghiệp vụ chủ yếu là công tác phòng chống dịch, còn các phương diện khác hắn tình nguyện làm người mù mắt, căn bản không muốn chen tay vào. Khi thấy Lý Trọng Khí không trả lời mình thì Phó Toàn Tấn cũng rất bực bội, thế nhưng lại không làm gì được Lý Trọng Khí, dù sao nếu so cấp bậc hay độ tuổi thì Lý Trọng Khí cũng đứng trên đầu mình. Hắn bị Lý Trọng Khí lạnh nhạt một lúc, sau đó mới cười nói, vênh váo thì sao, không phải là lấy đá đập chân mình à. Tôi muốn xem qua vài ngày nữa anh ta sẽ còn vênh váo thế nào. Đoàn xe dừng ngoài khách sạn Nam Giang, hôm nay bầu không khí ở khách sạn Nam Giang có thêm chút vui vẻ hơn ngày thường. Không gian đầy cây xanh che bóng mát, chim chóc hót vang, hoa cỏ xanh tươi hợp lòng người. Người của tổ nghiệm thu không ngừng cảm khái vì không gian tươi mát chung quanh, thầm nghĩ Nam Giang thật sự bốn mùa như mùa xuân. Sau khi sắp xếp phòng cho mọi người làm vệ sinh cá nhân, Vương Tử Quân cười nói với Lý Trọng Khí, Thứ trưởng Lý, bây giờ cũng không còn sớm, không bằng đi dùng cơm trước, vừa ăn vừa nói chuyện. Lý Trọng Khí khẽ gật đầu, hắn chuẩn bị lên tiếng thì Phó Toàn Tấn đã nói, trưởng phòng Vương, tôi nghe nói Nam Giang có một cảnh quan lớn là người người đi đường đều phải đeo khẩu trang, hôm nay nhìn qua thì thấy người đeo khẩu trang cũng không còn quá nhiều. Vương Tử Quân cười cười rồi dùng giọng thản nhiên nói, chủ nhiệm Phó muốn gặp nhiều người đeo khẩu trang thì cũng đơn giản, trong khách sạn có một địa điểm dành cho những người bắt buộc phải đeo khẩu trang. Phó Toàn Tấn có chút sững sốt, khi hắn chuẩn bị lên tiếng thì nghe Vương Tử Quân nói với Trình Dũng Chí, thư ký trưởng, anh đi các vị lãnh đạo tổ kiểm tra đi tham quan khách sạn Nam Giang, vừa vặn cho bọn họ kiểm tra xem khách sạn Nam Giang của chúng ta có phải đạt đến tiêu chuẩn 5 sao hay không. Để sau này sẵn sàng cho công tác thăng cấp cải tạo. Trình Dũng Chí căn bản có chút không thoải mái với lời nói của Phó Toàn Tấn, thế nhưng Phó Toàn Tấn dù sao cũng là lãnh đạo từ trên xuống, không phải là người hắn đắc tội được. Nhưng lúc này Vương Tử Quân lên tiếng thì lại khác. Có chuyện gì thì trưởng phòng Vương sẽ chịu trách nhiệm, Trình Dũng Chí hắn sợ cái gì? Thế là hắn chợt cười nói, mời các vị lãnh đạo đi bên này, khách sạn Nam Giang những năm qua có nắm bắt vài hạng mục công tác. Trong đó quan trọng nhất là hai điểm, một là thái độ phục vụ, hai là phương diện vệ sinh. Lý Trọng Khí mỉm cười trêu chọc, nói như vậy là các anh chủ động yêu cầu kiểm tra. Vương Tử Quân cười nói, đúng vậy, Thứ trưởng Lý, chúng tôi làm như vậy có ba nguyên nhân. Một, tôi cho rằng khách sạn cần phải được kiểm tra. Thứ hai, đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác phòng chống dịch ở thành phố Đông Hồng. Ba là một khi lãnh đạo đến kiểm tra tham quan thì xem như vô hình quảng cáo, có lợi cho sự phát triển của khách sạn Nam Giang. Lý Trọng Khí cười ha hả nói, xem ra trưởng phòng Vương có phương thức làm việc rất mới mẻ, còn có tư tưởng kinh doanh rất sâu. Đoàn người vây quanh Lý Trọng Khí đi về phía trước, Phó Toàn Tấn đi theo phía sau với gương mặt âm trầm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 131.